Xem ra di động bọn họ sẽ tiêu thụ ở Trung Quốc đều giao cho khu công nghiệp điện tử Kim Sơn sản xuất, Samsung phải tổ chức dây chuyển sản xuất khác thôi. Địch Đan Thanh hỏi, cậu đoán chừng bọn họ tổn thất bao nhiêu? Siết chặt cổ bọn chúng thêm một chút, đủ để điện tử gia tín gục hẳn. Trương Khắc nhìn khu nhà xưởng tàn tạ, tuy nói hiện lấy công tác cứu chữa làm trọng, nhưng với cha con Cát Minh Tín phải thừa cơ lấy mạng chúng, trong này không có chuyện nhân nghĩa gì hết. Ngày 11 tháng 8, sau khi tiễn Đường Thanh và Thịnh Hạ về Hong Kong, Trương Khắc lại trực tiếp đi máy bay từ Hong Kong tới Kim Sơn. Từ Học Bình là tổ trưởng tiểu tổ điều phối công tác khắc phục tai nạn của Quốc vụ Viện, trước đó công tác khẩn yếu nhất là kháng lũ cứu nạn, Trương Khắc không vội tới gặp ông. Xuống máy bay được biết Từ Học Bình đang được Lương Vĩ Pháp đưa đi thị sát hiện trường tai nạn nên từ sân bay tới thẳng đây. Khu thành phố mới đã hoàn toàn không nhận ra được nữa, qua trung tâm triển lãm, không còn gì dựa vào để nhận đường nữa, Trương Khắc bảo lái xe đi theo vết xe để lại. Nhìn đống kiến trúc đổ nát trước mắt là có thể đoán ra được đó là trung tâm chế tạo điện tử cho Gia Tín và Chính Thái đầu tư. Mặt tường bao đối diện với hướng lũ đổ về đã đổ toàn bộ, nhà xưởng sập cả khoảng lớn. Dây chuyền sản xuất thì tan nát mỗi chỗ một ít, cho thấy nhà xưởng khi đó không chịu được nước lũ tấn công, cách nhà máy càng gần, nguyên vật liệu càng nhiều, cho dù không tản mạc thế này, bị ngâm nước hơn 10 ngày cũng chẳng sử dụng được nữa. Có một đám đông tụ tập góc đông bắc nhà máy, Tạ Kiếm Nam tay vào đầu, thấy có xe đi tới liền nhìn sang, đợi nhìn rõ khuôn mặt lạnh tanh của Trương Khắc sau cửa kính liền ngoảnh đi, tất nhiên không muốn bộ dạng khốn đốn của mình làm kẻ thù thống khoái. Xe dừng lại. Trương Khắc đi xuống, đứng đằng xa cười, chẳng vội đi tới. Nơi này là trạm cuối cùng của bác rồi, chẳng có gì phải đắn trước đo sau hết. Hoàng hôn, khí trời ngột ngạt, vầng thái dương màu đỏ chiếu ánh sáng sắp tắt lên ẩm Mã Hà, ánh sóng long lanh chói mắt, nước sông cuối cùng đã hạ xuống, Từ Học Bình dõi mắt nhìn bầu trời như có lửa đốt cháy đám mây. Trương Khắc cùng Từ Học Bình đi dạo trên đê, trước khi mùa mưa qua đi, công tác kháng lũ vẫn tiếp tục, dân quân chưa rút đi. Nhưng nước hạ xuống đã làm mọi người nở nụ cười nhẹ nhõm. Y có thể hiểu được quyết tâm của Từ Học Bình, với ông mà nói, ở lại Bắc Kinh có lẽ sẽ có tuổi già yên ả hơn nhưng đó không phải cuộc sống ông muốn. Trong số bọn họ có rất nhiều người nhà cửa bị nước lũ cuốn trôi, có điều họ đều chưa mất hy vọng. Từ Học Bình nhìn những dân quân mệt mỏi dựa vào thân đê ngủ thiếp đi. Tiếp theo đây là công tác xây dựng lại sau thiên tai, bác đã trao đổi với tỉnh trưởng Lương rồi. Bí thư thượng hy vọng trước khi lùi về xúc tiến chuyện Cẩm Hồ mua thần hy, làm tốt chặng cuối cùng, sáng nay tỉnh mở cuộc họp quyết định điều Tống Cảnh Bình khỏi vị trí tổng giám đốc giấy thần hy, do phó tỉnh trưởng Lưu Tử Kỳ kiêm nhiệm, cháu có ý kiến gì không? Bờ sông đối diện là nhà máy thần hy, đa phần nhà xưởng bị nhấn chìm, chưa biết bao giờ mới khôi phục sản xuất, nhưng ở Mã Hà được nước lũ tẩy rửa, đứng bên sông không ngửi thấy cái mùi khó chịu kia nữa rồi. Tuy nói người đi trà lạnh, Thượng Học Nghĩa cũng không vô trách nhiệm tới mức ném một đống hỗn độn lại cho Từ Học Bình, mà đem những vấn đề khó nhằn còn tranh luận giải quyết hộ, để giảm bớt một chút áp lực cho việc Từ Học Bình tới Giang Nam triển khai công tác. Trương Khắc khẽ thở dài. Hiện giờ đường bộ, đường sắt từ Kiến Nghiệp tới Kim Sơn đã được khôi phục, Chu Du có thể tới thương lượng bất kỳ lúc nào. Nhà máy khó khăn lắm mới giữ được, nhưng chỉ cần đồng tâm hiệp lực có thể mau chóng khôi phục sản xuất, vì sao kiên trì bán cho loại xí nghiệp tư doanh như thế? Hình Kiến Quốc theo sát gót Lưu Tử Kỳ trên đê hỏi. Lưu Tử Kỳ vừa đại biểu chính phủ tỉnh ủy tới tuyên bố Tống Cảnh Bình sẽ điều tới Sở Thủy Lợi tỉnh làm tuần thị viên cấp phó sở, giấy thần hy sẽ do ông ta kiêm nhiệm cùng đàm phán bán nhà máy. Lưu Tử Kỳ từ giấy thần hy đi lên, có cảm tình rất sâu nặng với nhà máy, các giám đốc, xưởng trưởng hiện tại của thần hy đa phần do ông ta bồi dưỡng lên, mặc dù ông ta nhìn thấy rất nhiều vấn đề tồn tại ở thần hy, nhưng vẫn chống đối bán nó cho Cẩm Hồ. Hôm nay Thượng Học Nghĩa đặt trọng trách lên vai ông ta, còn dứt khoát nói. Không làm được việc này, đồng chí cũng khỏi làm phó tỉnh trưởng nữa, theo tôi về nhà dưỡng lão. Lưu Tử Kỳ không hoài nghi Thượng Học Nghĩa có khả năng đá đít mình trước khi lui về, thái độ chuyển biến nhanh chóng, ông ta thay đổi thái độ rồi, đám địa đầu xà không dở trò gì được nữa, khi đông ta tuyên bố quyết định này, thậm chí không một ai dám đứng ra công khai chất vấn. Chỉ là không biết ai đem tin tức nói ra cho Hình Kiến Quốc. Lưu Tử Kỳ biết các giám đốc, xưởng trưởng vừa rồi ở cuộc họp không nói gì, nhưng không có nghĩa họ không có ý kiến, chỉ không dám phản đối trước mặt mình, nên mới giật dây Hình Kiến Quốc. Khi Lưu Tử Kỳ mới tới xưởng bột giấy làm kỹ thuật viên, Hình Kiến Quốc là thợ cả, chỉ là tính ông ta quá khó chịu, không để cho người ta chút thể diện nào,
Lưu Tử Kỳ chẳng có chút thiện cảm nào với ông ta, sau khi bay cao càng không muốn ngó ngàng tới ông ta. Lưu Tử Kỳ thích thể diện, sợ người ta nói mình vong ân bạc nghĩa, cho nên không đuổi Hình Kiến Quốc xuống đê, kiên nhẫn giải thích. Đây là quyết định của chính phủ và tỉnh ủy, ông phải hiểu, phải tin vào. Tin cái rắm, ông nhìn xem bờ đối diện đã thành ra thế nào. Hình Kiến Quốc ở trước mặt Lưu Tử Kỳ càng chẳng cố kỵ gì. Lưu Tử Kỳ điên đầu, chỉ muốn đạp ông ta một phát xuống sông, nhưng bất kể thế nào Hình Kiến Quốc lần này lập công, một ông già 60 tuổi, trong thời khắc nguy cấp không về nhà tới một ngày, còn được tiếp kiến thủ tướng, ở trên đê uy tín chưa chắc kém Lưu Tử Kỳ. Nhìn thấy bờ đối diện có mấy cái xe, Lưu Tử Kỳ hỏi thư ký. Ai ở bên đó thế? Là chủ nhiệm Từ. Lưu Tử Kỳ kiếm ngay được cái cớ bỏ Hình Kiến Quốc lại. Tôi phải đi tìm chủ nhiệm Từ báo cáo công tác, ông đừng theo tôi. Vừa vặn tôi cũng muốn báo cáo công tác với chủ nhiệm Từ, tỉnh trưởng Lưu, ông không ngại cho tôi đi nhờ xe chứ? Lưu Tử Kỳ cuống lên, thượng học nghĩa vì sao vội giải quyết việc bán thần hy trước khi lùi vì, chính là xét tới mối quan hệ mật thiết giữa Từ Học Bình và Cẩm Hồ, sợ có kẻ lấy đố làm cái cớ tạo dư luận bất lợi cho Từ Học Bình. Nếu Hình Kiến Quốc tới trước mặt Từ Học Bình nói linh tinh gì đó, nói không chừng Từ Học Bình sẽ hoài nghi do mình sai phái, Lưu Kỳ nào dám mạo hiểm như thế, nghiêm mặt nói. Ông đã nghỉ hưu mấy năm rồi đừng xen vào nữa, chuyện tỉnh bán nhà máy cho Cẩm Hồ không kiếm chút lợi nào trong đó đâu, điều kiện mua lại cũng có lợi cho tỉnh, trước lũ muốn bán, sau lũ càng phải bán. Vì sao phải bán, trong lòng ông cũng rõ, hiện Kim Sơn, Trương Châu, Thuận Nghĩa tình hình nghiêm trọng, cần tiền để xây dựng lại, quốc gia sẽ cấp, người dân sẽ quyên. Nhưng không thể giải quyết toàn bộ vấn đề, các cán bộ già tình cảm sâu nặng với nhà máy, nhưng không thể vì thế bỏ mặc những nơi khác. Ông đi báo cáo công tác với chủ nhiệm Từ đi, tôi đột xuất có việc không tiễn ông nữa. Lưu Tử Kỳ nghĩ mình đường đường là một phó tỉnh trưởng mà bị một lão già nửa điên nửa khùng giòn ép thành ra thế này, thực sự là bi ai, nhưng hoàn toàn không làm gì nổi loại người này. Trước kia chọc giận mình còn có thể sai người đuổi đi, giờ người ta đã là anh hùng kháng lũ, không thể dùng thủ đoạn kịch liệt được. Lúc này viên thư ký đi tới nói. Chủ nhiệm Từ nhìn thấy chúng ta, gọi điện tới mời tỉnh trưởng qua đó. Lưu Tử Kỳ thầm thở dài, ông ta không thể không gặp Từ Học Bình, lúc này cũng không có cớ gì bỏ Hình Kiến Quốc lại, lên xe chỉ nói. Chủ nhiệm Từ vì chuyện cứu giúp thiên tai mà quên ăn quên ngủ, ông đừng có nói năng linh tinh đấy. Hình Kiến Quốc vốn chẳng định nói gì trước mặt Từ Học Bình, không thấy Hứa Hồng Bá đâu liền hỏi thăm, nghe Trương Khác kể xong thì lắc đầu. Cậu có hai mấy tuổi đầu, vậy mà gân cốt còn kém ông già sâu 70 tuổi. Khi tình hình lũ khẩn cấp, trên dưới hỗn loạn, một số chi tiết người ta bỏ quên, Lưu Tử Kỳ trước kia thấy qua Trương Khác rồi, lúc đó y xuất hiện bên Thượng Học Nghĩa, Lương Vĩ Pháp, thi thoảng có mặt trên đê kháng lũ, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc, tới khi Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh sau khi nghe tin người thanh niên này bị bệnh đích thân tới bệnh viện thăm, còn dùng chuyên cơ của mình đưa y về Hải Châu, mới dám khẳng định y là Trương Khác. Lưu Tử Kỳ không ngờ Hình Kiến Quốc và Trương Khác biết nhau, hơn nữa còn có vẻ thân thiết, cố giấu ngạc nhiên trong lòng, chào hỏi Từ Học Bình. Chủ nhiệm Từ lại đích thân lên đi thị sát mực nước ạ. Từ Học Bình khẽ gật đầu. Tỉnh trưởng Lương bảo tôi chuyển lời cho Trương Khác, đồng chí ở đây, vậy không cần tôi làm người trung gian nữa. Lưu Tử Kỳ không rõ mối quan hệ giữa Hình Kiến Quốc và Trương Khác là gì, chỉ nửa đùa nửa thật nói. Tôi với tới giấy thần hy chuyển đạt tinh thần của tỉnh. Xưởng trưởng Hình đây là người phản đối kiên định, vừa may để Khác thiếu gia làm công tác cho xưởng trưởng Hình. Hình Kiến Quốc không hiểu sao Lưu Tử Kỳ lại nói như thế. Trương Khác mỉm cười. Tân Quang bị nói thành xí nghiệp bội tín bội nghĩa, hứa mà không làm, chỉ biết bóc lột công nhân, không có trách nhiệm xã hội, xưởng trưởng Hình phản đối là đương nhiên đâu. Thấy Hình Kiến Quốc mặt ngơ ngơ, Trương Khác không vội giải thích với ông ta, bảo Lưu Tử Kỳ. Trong đại biểu đàm phán, tôi thấy cần tăng số đại biểu công nhân viên chức, gồm cả người đã nghỉ hưu, để họ có được con đường tin tức chính thức, tôi nghĩ chuyện công nhân bao vây tổ đàm phán lần trước là có thể tránh được. Rồi mới quay sang Hình Kiến Quốc. Xưởng trưởng Hình, chuyện thu mua thần hy là do chúng tôi đứng sau thúc đẩy, lần trước tôi tới Kim Sơn là vì công nhân viên nghe lời đồn vây công khiên nhân viên Tân Quang bị thương, tôi tới là để hy vọng làm rõ tin đồn, đàm phán được tiếp tục, Kim Sơn sẽ không xảy ra lũ lụt nghiêm trọng thế này nữa. Các cậu muốn mua thần hy? Xưởng trưởng Hình có thấy chúng tôi là một xí nghiệp như vậy không? Trương Khác bình tĩnh nhìn Hình Kiến Quốc hỏi lại.
Hình Kiến Quốc hoàn toàn không ngờ người thanh niên này lại lên tiếng đại biểu cho Tân Quang, thân phận hình như còn hơn cả Chu Du, chẳng biết phải nói gì, theo bản năng hỏi. Trương Dịch cũng là người của Tân Quang à? Coi như vậy. Trương Khắc gật đầu. Tẩm viên do chú tôi đầu tư. Hình Kiến Quốc ấp a ấp úng, trước mặt Trương Khắc bỗng nhiên trở nên câu nệ cẩn thận, không dám hỏi kỹ nữa. Tẩm viên cách chỗ đê vỡ khá xa, sau khi nước rút cơ bản không có tổn thất gì, nhưng không vội chỉnh trang kinh doanh lại, mà tiếp tục sử dụng làm nơi trú chân tạm thời, Trương Dịch và tất cả nhân viên của tẩm viên đều tập trung hết vào việc cứu nạn. Sau khi đê hồ Kim Sơn vỡ, các kiến trúc lều lớn đơn giản bị nước lũ cuốn trôi quá nửa, hoàn toàn nhờ bên này chuẩn bị hơn 100 chiếc xe tải sơ tán cho nên mới không tạo thành thương vong về người, tổn thất tài sản mới giảm thiểu đi rất nhiều. Khi tình hình nghiêm trọng nhất Trương Khắc, Hứa Hồng Bá đích thân lên tuyến đầu bôn ba, Hình Văn Lệ ở lại tẩm viên làm công tác cứu trợ, cho nên ông ta biết từ sau khi phát sinh tai nạn, vật tư cuồn cuộn đổ về Kim Sơn, tuy cô không rõ con số cụ thể, nhưng biết nếu đổi ra tiền sẽ là con số khủng khiếp. Chiếc di động chống nước trong tay ông ta là vật tư phòng lũ do tẩm viên quyên, tổng cộng có hơn 1.000 chiếc, trước đó ông ta còn thắc mắc, sao một cái khách sạn nhỏ mà ông chủ đằng sau lại có tài lực lớn như thế. Thì ra tất cả đều là do xí nghiệp muốn mua thần hy mà ra. Hình Kiến Quốc tự hỏi lương tâm, đó là một xí nghiệp không có chữ tín, chỉ biết bóc lột, không có chút trách nhiệm xã hội nào ư. Lưu Tử Kỳ nhìn Hình Kiến Quốc như thế, thầm nghĩ thì ra ông ta biết tác dụng của tẩm viên trong việc cứu nạn, chẳng qua không biết đó là cẩm hồ hỗ trợ. Trương Khắc nói với Lưu Tử Kỳ. Tôi sẽ thông báo cho Chu Du mau chóng liên hệ với tỉnh trưởng Lưu. Xưởng trưởng Hình, tôi đang tìm ông có việc. Khu lều lán bị lũ xô đổ quá nửa rồi, cái còn lại cũng toàn là nhà sắp sập. Chuyện xây dựng lại chúng tôi sẽ không khoanh tay ngồi nhìn. Vừa rồi ở trên đê chúng tôi đã thương lượng, nếu xây lại theo tiêu chuẩn tiểu khu, ước chừng tốn 100 triệu, số tiền này chúng tôi sẽ bỏ. Đúng là lắm tiền nhiều của, lần này Kim Sơn là nơi tổn thất lớn nhất, Cẩm Hồ lên tiếng một cái đã nhận ngay 1/10 nhiệm vụ xây dựng lại, Lưu Tử Kỳ tạm biệt về xe, lòng còn nghĩ. TW quyết định sẽ dụng từ học bình quả nhiên là có toan tính. Chương 890, 100 triệu. Lưu Tử Kỳ trở về thành phố, báo cáo với Thượng Học Nghĩa, Lương Vĩ Pháp tình hình ông ta tới nhà máy thần hy công bố quyết định, giờ không phải lo bên đó chống đối nữa, có khi Thượng Học Nghĩa trước khi lui về quyết tâm hoàn thành chuyện vốn tư nhân mua tài sản quốc hữu lớn nhất chính do Triệu Tể Đông ám thị. Tiêu chuẩn hơi cao một chút không? Nghe Lưu Tử Kỳ báo cáo Trương Khắc trên bờ đê quyên số tiền lớn xây dựng lại khu lán trại, Lương Vĩ Pháp liền hỏi lại, TW cấp cho tỉnh Giang Nam tiền ra cô dê, nẹo vét sông, trả ruộng cho hồ V. Mới được hơn 200 triệu, Cẩm Hồ mà thực sự bỏ 100 triệu để xây lại khu lều lán thì đúng là quá xa xỉ. Lương Vĩ Pháp chớp mắt một cái là hiểu ra ngay, cảm thấy câu này có hơi dư thừa, thấy Thượng Học Nghĩa ngồi ở phía bàn đối diện không nói tiếng nào, hẳn ông ta cũng hiểu. Khoản tiền này danh nghĩa tính do Từ Học Bình kéo về, kiến thiết khu lều lán đẹp một chút, là rát vàng lên mặt Từ Học Bình, Trương Khắc đúng là có tầm lòng son, nhưng tuyệt đối không ngốc. Thượng Học Nghĩa suy nghĩ một lúc rồi nói. Số tiền này để Cẩm Hồ tự tiêu có lẽ sẽ được tiêu thực tế hơn, tỉnh trưởng, hay là anh đích thân tìm chủ nhiệm từ cùng trao đổi với Cẩm Hồ. Trong nước chưa từng có tiền lệ xí nghiệp quyên tặng hoặc cá nhân trực tiếp tham dự công tác xây dựng sau tai nạn. Lương Vĩ Pháp thấy Thượng Học Nghĩa đã hạ quyết tâm phá bỏ tục lệ cũ, cũng chẳng sợ ban ngành dân chính có phản ứng, gật đầu đồng ý. Tôi sẽ mau chóng tìm Trương Khắc nói chuyện. Hình Kiến Quốc khi nghe thấy Trương Khắc lên tiếng quyên tặng 100 triệu xây dựng lại khu lều trại, tim đập như trống trận, đứng ngây như phỗng tới cả Lưu Tử Kỳ đi cũng không nói một lời. Hình Kiến Quốc được hai vị thủ tướng Triệu Tề Đông, Tăng Như Thánh tiếp kiến, là anh hùng kháng lũ, là đại biểu nhân dân tỉnh. Cho nên Triệu Hữu Luân mời ông ta tham gia công tác sau tai nạn. Năm nay quá nửa Trung Quốc bị thiên tai, tài chính TW giật gấu vá vai, phát cho tỉnh Giang Nam 200 triệu cũng đã là khoản tiền lớn, công tác khơi thông lòng sông, gia cố đê điều là trọng điểm, khoản tiền cấp cứu cho người dân gặp nạn là rất ít, căn cứ số tiền hiện trích ra được, mỗi hộ chỉ có thể nhận 1.700 đồng tiền cứu nạn. Năm 98, 1.700 đồng có thể làm gì? Có thể làm một cái lều cả nhà che mưa che nắng. Mấy ngày qua Hình Kiến Quốc chứng kiến không biết bao nhiêu khuôn mặt âu sầu, rất nhiều người trước đó tuy cuộc sống kham khổ, nhưng vẫn cầm cự được, giờ thoáng cái thành tay trắng, ai chẳng đau đớn. Hình Kiến Quốc chẳng suy nghĩ được, ông ta suy nghĩ rất trực quan, lũ còn chưa hoàn toàn lui đi, tỉnh vội bán thần hy, chắc đó là do thiếu tiền.
Trương Khắc nhìn Hình Kiến Quốc nói. Như vậy xin nhờ xưởng trưởng Hình đi nói cho quần chúng khu lền lán để mọi người được an tâm, trước mặt bác Từ, tôi không dám nuốt lời, có điều chuyện nào ra chuyện nấy, tôi cũng không phải muốn lấy 100 triệu này ra mùa lòng người vì Tân Quang. Hình Kiến Quốc sợ 100 triệu này bay mất, vội vàng xuống đê, thầm tính, nếu thằng nhóc này nuốt lời thì chuyện Tân Quang mua Thần Hy đừng mong thành công, rồi lại thấy tính toán như thế không phải với người ta, bọn họ đã bỏ ra quá nhiều rồi. Những 100 triệu. Từ Học Bình thở dài. Bằng đấy tiền làm được nhiều việc lắm đấy. Bác có xác định được khi nào chính thức chủ trì Đại cục Giang Nam không? Trương Khắc hỏi một câu, nói thêm. Số tiền này mà giao cho bên thị chính, vòng qua vèo lại, chẳng biết còn mấy đồng dùng cho nạn dân, nên cháu mới nói rõ là để xây dựng khu lều lán. Một là giảm bớt lực cản việc mua Thần Hy, hai là có thể theo dõi phía thị chính dùng tiền ra sao. Một điều Trương Khắc chưa nói là muốn dựng điển hình. Dù sao hiện chưa phải do Từ Học Bình chủ trì công tác tỉnh ủy Giang Nam. Trời dần tối, nhìn không rõ nước sông dưới đê nữa, Trương Khắc và Từ Học Bình xuống đê, Lương Vĩ Pháp gọi điện tới, nói thành phố Kim Sơn tối nay muốn báo cáo công tác cứu nạn với ông, mời cả Trương Khắc tham gia. Từ Học Bình không đợi được tới tối, ông hẹn tới nhà ăn chính phủ tỉnh. Tới nhà ăn nằm phía tây tòa nhà chính phủ, buổi tối ngoại trừ những quan viên thanh niên, gần như không có ai ở lại đây ăn cơm. Trương Khắc và Từ Học Bình lên tầng 2, thấy Triệu Hữu Luân đã tới trước, Lương Vĩ Pháp tham gia cuộc họp đột xuất, một lúc nữa mới tới được. Tỉnh trưởng Lương đã trao đổi với tôi, khoản tiền 100 triệu Cẩm Hồ quyên góp, bên dân chính sẽ không xen vào, để Cẩm Hồ tự an bài, thành phố sẽ tổ chức một tiểu tổ phối hợp giải quyết vấn đề trình tự pháp luật. Chào hỏi xong, Triệu Hữu Luân đi vào đề. Tỉnh ủy đã triệt tiêu các chức vụ thường ủy, bí thư thành ủy của Chu Cẩn Du, tạm thời do tôi làm bí thư thành ủy. Chu Cẩn Du tạm thời giữ chức vụ thường ủy tỉnh ủy, tiếp theo điều chỉnh ra sao sẽ do hội nghị toàn thể tỉnh ủy quyết định. Nghe vậy Trương Khắc rất bất ngờ, Thượng Học Nghĩa mà có sự quyết đoán này thì Giang Nam đâu tới ngày hôm nay. Nhưng nếu ông ta có quyết đoán như thế thì Sĩ Đồ cũng chẳng leo cao được như vậy, nhưng dù sao phá vỡ luật lệ cũ nát cổ lỗ sĩ đúng là chẳng phải đơn giản. Trương Khắc nhìn Từ Học Bình, rồi nghiêm nghị trả lời. Tỉnh ủy đưa ra quyết định chính thức. Cẩm Hồ sẽ còn làm được nhiều chuyện hơn nữa. Trương Khắc vốn định ở Kim Sơn thêm vài ngày, nhưng buổi tối nhận được điện thoại của mẹ từ Tân Vu gọi tới nói bà y từ đê về ngủ một ngày một đêm không tỉnh, làm bà hơi lo. Trương Khắc không lo lắng mấy, từ thượng tuần tháng 6 lưu vực Tiểu Giang đã vào mùa lũ, tới tận thượng tuần tháng 8 mực nước mới xuống dưới mức nguy hiểm, tổng cộng có 6 đợt lũ, áp lực tàn khốc đó đè lên, dù người làm bằng sắt cũng chẳng chịu nổi, bà bỏ đi được tảng đá trong lòng. Ngủ như chết cũng chẳng lạ gì. Nhưng mẹ đã lo lắng, Trương Khắc nói với Từ Học Bình một tiếng rồi lên tàu hỏa về kiến nghiệp ngay đêm hôm đó, rồi đi ngay tới Tân Vu, chuyện chân tay cứu tế tạm chưa nói, phải 10 ngày nửa tháng nữa, nước đã rút hẳn đâu. Khi tới Tân Vu thì trời đã tảng sáng, mấy con chim bay vọt qua bầu trời màu xám, bắt đầu một ngày chăm chỉ. Xe đỗ trước biệt thự, phòng khách trong nhà sáng đèn, Trương Khắc xuống xe thấy cha từ trong nhà đi ra. Con về ngay trong đêm thật à? Lương Cách Chân nghe thấy tiếng xe hơi, mặc áo ngủ từ ban công tầng thai thò đầu ra. Dạ, con cũng muốn về Tân Vu ở vài ngày. Trương Khắc bảo mẹ đưa chìa khóa biệt thự bên cạnh, để Phó Tuấn và các nhân viên theo cùng nghỉ ngơi, hỏi cha. Ba cảm thấy sao rồi? Ba ngủ liền 30 tiếng rồi, 3 giờ sáng tỉnh lại chẳng thấy buồn ngủ nữa, đúng là một trận gian nan, 6 đợt lũ liền, sao con số thì sánh với năm 54 được rồi. Trương Chi Hành đẩy cửa bảo Trương Khắc và Địch Đan Thanh vào phòng khách. Ở đây coi như đã được thở phào một hơi. Đâu ra được thở phào, nếu chẳng phải em can, anh ngủ dậy một cái đã chạy lên đê rồi. Lương Cách Chân đi tới béo má Trương Khắc, xót con nói. Chưa vỗ béo được. Trương Chi Hành cười trừ. Thì sau khi Kim Sơn vỡ đê, mấy thường ủy thành phố cứ lo nơm nớp, cho dù ngủ dưới đê cũng không yên tâm, chẳng bằng lên đi ngủ cho xong. Dù có bị lũ cuốn đi cũng coi như được chết thống khoái. Cho nên tới tận khi mực nước hạ xuống mức nguy hiểm mới thả lỏng ngủ một giấc, con nói cho ba xem, tình hình Kim Sơn rốt cuộc ra sao rồi. Con nó vừa mới về đã nói chuyện này, nói tới bao giờ mới hết. Lương Cách Chân dậm chân không hài lòng, rồi quay sang bảo con trai. Ngồi xe cả đêm, chắc con đói lắm rồi hả, muốn ăn gì không, hình như Tiểu Lan hôm qua làm bánh trôi để trong tủ lạnh, mẹ làm cho con và Đan Thanh lót dạ. Chương 891, trò chuyện đầu giường. Dì Lương, để cháu giúp dì.
Tuy nói làm mấy bát bánh trôi rất đơn giản, nhưng Địch Đan Thanh vẫn quy củ đứng dậy muốn giúp đỡ. Chị để mẹ tôi làm là được rồi. Trương Khác gọi Địch Đan Thanh lại. Chị ra xe lấy tài liệu phía Indo vào đây. Lương Cách Chân trừng mắt nhìn con, rồi một mình xuống bếp. Con bảo thương vụ Cẩm Hồ thu thập một chút tài liệu về thương nhân Indo có bối cảnh du lịch, ủ rượu, dệt, điện tử. Bên phía Tân Vu tổ chức đoàn mời gọi đầu tư tới Indo, như thế chuẩn bị có mục tiêu hơn. Trương Khắc nhận lấy tài liệu của Địch Đan Thanh. Không được có tâm tư mượn gió bẻ mang nhân lúc người Hoa Indo gặp lúc nguy nan, thậm chí còn phải cố gắng chặn đứng các địa phương có kẻ mang tâm tư này, có như thế Cẩm Hồ mới xứng đáng với sự tín nhiệm của người Hoa Indo đang chuyển vốn tới lưu vực Tiểu Giang, mới có thể quy tụ thêm nhiều thế lực tư bản dưới cờ của thương vụ Cẩm Hồ, có thể mới kiếm được nhiều lợi ích hơn trong tương lai. Trương Khác sẽ không vô trách nhiệm kéo vốn người Hoa Indo vào Tân Vu, quy mô công nghiệp của Tân Vu nhỏ, lại bị hạn chế địa vực, dung lượng hấp nạp vốn có hạn, không thể so với Hải Châu, cho nên càng phải bỏ công chuẩn bị. Trương Chi Hành 8 giờ phải tới chính phủ, Trương Khác ban đêm trên xe đã ngủ đẫy giấc rồi, buổi sáng liền cùng Địch Đan Thanh lên đê. Đê bao đập vỡ xây dựng lại năm 96 vẫn đứng sừng sững, đi lên đê có thể nghe thấy tiếng nước sông vỗ ỉ oạm vào thân đê. Tuyệt đại đa số người dân Tân Vu không biết cái đê rỗng ruột do cậu xô đổ, tuyệt đại đa số không biết con đê vững như tường đồng vách sắt này do cậu bỏ tiền bù vào chỗ thiếu, tuyệt đại đa số không biết ơn cậu có thấy chút thất vọng nào không? Địch Đan Thanh nhìn bóng lưng gầy gò của Trương Khác, đột nhiên hỏi. Chẳng phải chị biết đấy sao? Trương Khác quay đầu lại cười. Coi như những chuyện tôi làm là để lấy lòng chị đi. Phi, phi, miệng chó không mọc được ngà voi. Ai cần cậu lấy lòng? Trương Khác đột nhiên nói đùa kiểu này, làm Địch Đan Thanh hơi bối rối. Người ta biết cũng được, không biết cũng được, có gì quan trọng đâu. Trương Khác nhún vai. Tôi chẳng muốn cho người ta biết. Chuyện gì cậu cũng giấu kín trong lòng không cho người khác biết. Địch Đan Thanh chăm chú nhìn Trương Khác. Khi cậu sốt cao miệng không ngừng gọi tên mấy cô gái, có điều cái tên cậu gọi nhiều nhất không phải Đường Thanh, không phải Hứa Tư, không phải Tạ Vãn Tình. Tôi có nên nhắc cậu muốn giấu thì giấu kín hơn một chút không? Trương Khác tim thắt lại, khóe miệng lại cong lên. Không cẩn thận lộ mất bản tính ra ngoài rồi, tôi không gọi tên chị phải không? Thực ra tôi rất lo sẽ gọi ra tên chị. Địch Đan Thanh đỏ mặt, chịu không nổi kiểu cợt nhả này của Trương Khác, quay mặt đi. Khi Phó Thủ tướng Tằng tới thăm cậu tim tôi suýt vọt ra khỏi lồng ngực, chỉ sợ cậu buột miệng gọi lớn, chị Vãn Tình, nếu vậy mọi người khỏi mong có ngày tháng yên thân nữa. Nói tới đó liền phì cười, cảnh đó mà có thực thì cũng hết sức thú vị. Trương Khác không tiếp lời Địch Đan Thanh, lòng nhói đau cúi xuống nhìn dòng nước đục ngầu, trong đó tựa hồ hiện ra một khuôn mặt thanh thuần vô tà. 10 ngày tiếp đó Trương Khác ở lì tại Tân Vu, công việc Cẩm Hồ vị trí nào cũng có người quản, Trương Khác tạm thời không quản tới cũng chẳng gây ra hỗn loạn. Ở phía Kim Sơn, bất kể là đàm phán với giấy thần hy, hay là công tác xây dựng lại khu lều lán, được Thượng Học Nghĩa thúc đẩy, đều có tiến triển lớn. Nhưng phía Cẩm Hồ lại đủng đỉnh, không vội vàng ký vào văn kiện liên quan. Vật tư cứu nạn Cẩm Hồ thông qua tẩm viên vận chuyển tới Kim Sơn không hề đứt đoạn, nhưng số tiền Trương Khác hứa chưa thấy đâu, cũng chẳng tiến hành đàm phán cụ thể với phía Kim Sơn. Ngày 26 tháng 8, TW quyết định để Từ Học Bình thay thế Thượng Học Nghĩa làm bí thư tỉnh ủy Giang Nam, lúc này Trương Khác mới quay lại Kim Sơn. Bỏ đi khác biệt địa phận tỉnh cụ thể, và các bộ ủy khác nhau. Địa vị của bí thư tỉnh ủy hiển nhiên là cao hơn bộ trưởng, điều này có thể nhìn ra từ an bài cục chính trị và ban chấp hành TW. Thường thì bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng đều sẽ vào ban chấp hành TW, còn ở các bộ thì thường chỉ có bộ trưởng được chọn. Ngoài ra trong tuyển chọn vào cục chính trị, số bí thư tỉnh ủy nhiều hơn hẳn số bộ trưởng. Bộ trưởng vào cục chính trị thì phải bỏ chức vụ bộ trưởng, công tác các bộ không cần do ủy viên cục chính trị chủ trì. Còn bí thư tỉnh ủy làm ủy viên cục chính trị vẫn chủ trì địa phương. Bí thư tỉnh ủy chính là chư hầu một phương thực sự. Có điều cho dù Từ Học Bình không làm bí thư tỉnh ủy Giang Nam, Trương Khác cũng coi Giang Nam là đồ trong túi rồi, TW quyết định sử dụng Từ Học Bình, trừ cái đống hỗn loạn ở Giang Nam cần một nhân vật cứng rắn đảm đương, không thể không xét tới tác dụng của Cẩm Hồ trong việc làm kinh tế Giang Nam hồi sinh, Đường Học Khiêm tới Giang Nam công tác càng lộ rõ ý đồ này. Trương Khác không hoài nghi thiện chí của lãnh đạo TW với Cẩm Hồ đúng là có thể dựa vào thời cơ này đặt lên nền móng thật sâu thật chắc, nhưng Thủ tướng bàn tay sát Triệu Tề Đông làm hết khóa này quá nửa sẽ đúng như quý tích lịch sử lùi khỏi vũ đài chính trị,
Từ Học Bình vì tới hạn tuổi tác về Bắc Kinh dưỡng lão, cách cục chính trị 4-5 năm nữa sẽ xào bài lại. Tiền đồ Cẩm Hồ nhìn qua thì sáng lung linh, nhưng phải dự phòng ánh sáng này làm mờ mắt không nhìn thấy cái hố dưới chân. So với điều này Trương Khắc càng lo Từ Học Bình kiệt sức, y thì còn biết đi đường vòng, chứ Từ Học Bình dù có biết rõ ràng phía trước có đá ngầm cũng vẫn xông thẳng tới. Nhà Chiêu Đại tỉnh ủy khu Trương Hà thành phố Kim Sơn, nơi này có hàng cây xanh che phủ lên đình viện nhỏ nhắn, đó là nơi ở tạm thời của Từ Học Bình. Trương Khắc tới Kim Sơn, biết thời gian này Từ Học Bình cực kỳ bận rộn, liền tới thẳng nhà khách tỉnh ủy tham dự tiệc gia đình. Chu Thục Huệ cũng vừa tới Kim Sơn, trừ Trương Khắc ra còn có Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng. Tạ Vãn Tình mặc chiếc áo sơ mi cộc tay màu cho bằng vải mềm, đơn giản nhưng đủ tôn lên đường cong bầu ngực mê người của cô, chiếc quần âu khéo léo ôm lấy cặp mông đầy đặn và đôi chân dài, bất kể đi, đứng, ngồi đều quyến rũ mà đoan trang yêu nhã. Sao dùng ánh mắt đó nhìn người ta, cứ như con mèo lâu rồi không thấy cá vậy? Tạ Vãn Tình bị ánh mắt lửa tình nồng cháy của Trương Khắc làm có chút thẹn thùng, quay người nhìn cửa sổ. Nhìn cặp mông no tròn hết sức gợi cảm, Trương Khắc thấy lòng dạo dực, không kìm chế được ôm lấy Tạ Vãn Tình từ đằng sau, đùi sát đùi, lưng dựa lưng, tuy cách mấy lớp vải vẫn cảm thụ được cặp mông săn chắc đầy đặn và ấp áp đó, máu nóng chảy ngược lên não, lấy hạ thân cạ nhẹ vào mông cô, đầu vùi vào mái tóc dày, hít hương thơm dịu dịu, hai tay đặt lên vai, nhẹ nhàng lướt qua cơ thể mê người đi tìm xuống dưới. Tạ Vãn Tình dựa vào lòng Trương Khắc, vén tóc sang một bên, để gò má áp sát vào bên mặt gầy gò của y, lắng nghe xúc cảm đê mê từ cơ thể truyền tới bởi bàn tay Trương Khắc, tới khi y chạm vào bụng dưới của mình mới đưa tay ra giữ lại. Lão gia tử đã coi Giang Nam là trạm cuối cùng của cuộc đời rồi, thiên tai ở Giang Nam, không chỉ Kim Sơn mà Trương Châu, Thuận Nghĩa đều hết sức nghiêm trọng, hệ sinh thái vốn yếu ớt lại bị hủy hoại nặng nề. Chị và Chỉ Đồng tới hai ngày rồi, thấy lão gia tử mặt mày rầu rĩ suốt, chỉ thiếu mỗi điều đặt sổ sách sở tài chính trước mặt chị thôi, nhưng chị đâu thể vờ như không thấy. Tạ Vãn Tình tuy nói chuyện nhưng eo uốn éo như rắn kích thích Trương Khắc. Cẩm Hồ muốn lôi kéo thương nhân người Hoa Đông Nam Á tới dưới cờ của mình thì không thể để họ đứng ngoài sản nghiệp hạch tâm. Cổ phần của Ái Đạt, Việt Tú lần này chị nhường ra. Em thấy có được không? Chuyện nghiêm túc thế này đợi lát nữa thảo luận được không? Trương Khắc người nóng như hòn than, vô lại ưỡn người chọc vào mông Tạ Vãn Tình, giọng khàn đặc. Máu chảy hết tới chỗ này rồi, đầu óc còn suy nghĩ gì được nữa? Hai gò má Tạ Vãn Tình ửng hồng. Cô cũng là con mèo thèm đồ tanh lâu ngày rồi, đôi mắt sóng sánh xuân tình kia đã tố cáo điều đó. Trương Khắc nắm tay cô, Tạ Vãn Tình hiểu ý lườm yêu y một cái, vòng tay ra sau nắm lấy thứ nhỏng cao đó bóp một cái, rồi luồn vào trong quần tuốt nhẹ nhẹ, thấy Trương Khắc khép mắt lại rên gừ gừ như con mèo bệnh, cực kỳ hưởng thụ, cười mỉa. Ai bảo bên cạnh em nhiều cô gái như hoa như ngọc thế, bọn họ dám thị lẫn nhau, cho nên không ăn vụng nổi chứ gì. Cổ tay bị thắt lưng thít chặt hơi đau. Liền lần tay cởi thắt lưng ra, bàn tay nhỏ nhắn ấm mềm tuốt lên suốt nhịp nhàng. Khoái cảm làm đầu óc Trương Khắc mê muội, nhưng đôi tay chẳng cần đầu óc điều khiển vẫn như con rắn nước luồn qua áo từ chiếc bụng nhỏ mịn màng tìm lên hai con thỏ trắng béo múp săn chắc đầy sức đàn hồi, môi tìm tới cánh môi đỏ thắm. Rèm cửa bị gió đêm thổi tung, bóng đêm lay động ngoài cửa, ánh trăng thanh chiếu sáng từng ngóc ngách âm u trong phòng, Trương Khắc bế ngang Tạ Vãn Tình lên, như ôm một báu vật đặt lên giường. Nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, lần lượt cởi áo sơ mi, quần dài của cô ra, chỉ để lại cơ thể trắng nón nả với bộ nội y lụa không đủ che đi đường cong nóng bỏng gợi cảm. Da Tạ Vãn Tình trắng mịn như tuyết, do chăm sóc cực tốt, còn co giãn chẳng kém thì thiếu nữ, lại tỏa ra một hương thơm, thứ hương thơm đặc thù càng động tình càng đậm, như liều thuốc kích thích, hai bầu như hai giọt nước lớn đặt trên người, núm vũ mỹ lệ đã săn lên dựng đứng trên đó, đôi mắt bị tình dục thiêu đốt trở nên mê ly tán loạn. Trương Khắc đưa tay cởi quần lót của cô, Tạ Vãn Tình theo bản năng đưa tay che lấy bụng dưới, nhưng mông lại phối hợp nâng lên, người run rẩy, Trương Khắc áp mặt vào mặt giữa hai đùi cô ngắm nghía hang sâu thần bí giấu dưới lớp cỏ dày. Tạ Vãn Tình cảm thấy có luồng hơi ấm từ trong người tràn ra, hoảng hốt kéo Trương Khắc lên người mình, xấu hổ không cho Trương Khắc nhìn thấy nơi đó trở nên lầy lội, lại nôn nóng muốn y tiến vào cơ thể mình, hai chân kẹo chặt lấy lưng y, phía dưới hai múi thịt mềm tách ra từng chút một. Cảm giác lấp đầy đó làm Tạ Vãn Tình không kìm được, phát ra tiếng kêu dài thỏa mãn. Sản nghiệp hạch tâm của Cẩm Hồ chắc chắn chính là sản phẩm điện tử tiêu dùng mang thương hiệu Ái Đạt. Có tới 1.3 tỷ nhân khẩu, kinh tế liên tục phát triển cao tốc,
chẳng cần nghi ngờ Trung Quốc sẽ là thị trường điện tử tiêu dùng tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu trong 10 năm tới. Bất kể là bỏ ra khoản tiền lớn cùng công sức kiến thiết lên hệ thống nghiên cứu, hay là bố cục tỉ mỉ sản nghiệp trong nước, cùng chuỗi sản nghiệp ngày càng hoàn thiện, khiến cho ở trong nước Ái Đạt có địa vị các doanh nghiệp khác không thể sánh bằng. Do khác biệt văn hóa cùng tường lũy thuế quan, cho dù là doanh nghiệp cự đầu điện tử của Nhật Hàn Âu Mỹ tiền vào thị trường Trung Quốc cũng không hề có ưu thế rõ ràng so với Ái Đạt. Ái Đạt đăng ký ở Hong Kong, phát hành không công khai 3.100 vạn cổ phiếu, Trương Khác thông qua Cẩm Hồ nắm 2.700 cổ phiếu, có quyền khống chế tuyệt đối, Tạ Vãn Tình thông qua Trường Quốc tế Hải Dụ nắm 210 vạn cổ phiếu, còn lại thuộc sở hữu của cao tầng công ty. Bật chiếc đèn mờ ở đầu giường, tình dục thỏa thuê làm cơ thể người ta liên tục thiêu đốt, người Tạ Vãn Tình vẫn nóng, Trương Khác ôm cơ thể cô, cảm nhận hơi ấm còn lại đó, làn da trắng như tuyết ửng hồng sau hoan du, có thể làm nữ nhân trong lòng hưởng thụ khoái cảm tột đỉnh, đủ cho nam nhân cảm thấy tự hào. Tạ Vãn Tình gối đầu lên ngực Trương Khác, nhìn hạ thể y mất đi sự uy vũ dũng mãnh vừa rồi, cười khúc khích. Cứ như con rắn vậy. Đưa tay ra mơn trớn trên đó. Chẳng có mấy thịt, sao vừa rồi lại to như thế? Thấy cái thứ đó chưa kích thích mấy đã phồng phao hẳn lên, trong khi dư âm cơ thể còn chưa lắng hết, cô vội vàng buông tay. Không chơi nữa, không chết mất, để chị nghỉ chút chứ. Vậy chúng ta nghĩ sang chuyện khác phân tán nhé. Miệng thì nối như thế, nhưng tay vẫn vân về núm vú Tạ Vãn Tình, một tay khác luồn vào giữa hai khe mông mày mò, thấy Tạ Vãn Tình muốn nhích mông né tránh, Trương Khác thì thầm vào tai cô. Không sao, vừa rồi em giúp chị rửa rất kỹ. Tạ Vãn Tình nhẹo thật mạnh lên ngực y. Đứa nào dung túng cho thói xấu này của em, Hứa Tư hay Đường Thanh, hai con bé đó không có gan cũng không phóng đãng như vậy. Nói rồi chống người lên nhìn ánh mắt né tránh của Trương Khác. Hay là từng chơi trên người cô gái nào khác hả? Vừa rồi kích động không biết trời đất là gì, ai mà biết lại nhầm chỗ, chẳng phải là chị vừa kêu đau một cái là em sửa sai ngay đó sao? Trương Khác bịa bừa, ôm vòng eo mềm của cô kéo xuống, để cô ngoan ngoãn nằm lên ngực mình. Tính xem chúng ta có bao nhiêu tiền đi. Tính cái đó làm gì? Tạ Vãn Tình nghi hoặc hỏi. Vừa rồi em thất thần chính là tính toán cái đó à? Có cần phải tính không? Nhàm chán. Đúng là hơi nhàm chán. Trương Khác thở dài, từ khi Ái Đạt lấy nghiệp vụ đầu đĩa mượn xác lên thị trường chứng khoán, y ít quan tâm tới vấn đề tài sản cụ thể, cũng chưa từng có ý định bán cổ phần đi lấy tiền mặt, chẳng qua Tạ Vãn Tình nói muốn nhường cổ phần ra, đầu óc để trống, nên thử tính toán một phen, phát hiện phải mời chuyên gia mới được, đầu óc y không ăn thua. Nếu chuyển nhượng một ít cổ phần cho Quách Tùng Duyên, Trần Văn Thông, Mã Văn Cử thì tỷ lệ quá ít, không có ý nghĩa gì với họ. Chị cũng không cần nhường hết cổ phần ra. Thế này, em bỏ ra 100 vạn cổ phần Ái Đạt, chị cũng bỏ ra 100 vạn, gộp lại chia 3 cho bọn họ. Phía bên Việt Tú cũng thế. Không cần dùng tới cổ phần của em. Tạ Vãn Tình từ chối. Đây là chuyện của chị, em đã tận tâm với Kim Sơn rồi. Em kể cho chị một câu chuyện. Trương Khác khẽ vỗ mông Tạ Vãn Tình, để cô bình tĩnh nghe y nói hết. Có một nam nhân. Cửa nhà hắn quanh năm có một tên ăn mày, nam nhân đó rất lương thiện, mỗi lần đi qua đều cho tên ăn mày ít tiền. Có một ngày hắn cho ăn mày tiền theo thông lệ, tên ăn mày ngẩng đầu lên hỏi, thưa ngài, vì sao trước kia ngài đều cho tôi 5 đồng, sau chỉ cho 3 đồng? Giờ chỉ có 1 đồng, nam nhân trả lời, trước kia tôi độc thân, còn dư giả nên cho anh 5 đồng, sau đó tôi kết hôn phải chăm sóc vợ, nên giảm còn 3 đồng, giờ con tôi đã ra đời, sữa rất đắt, chỉ có thể cho anh 1 đồng. Tên ăn mày tức giận nói, sao ngài lại có thể làm thế, sao lại lấy tiền của tôi đi nuôi vợ con ngài? Tạ Vãn Tình không hiểu Trương Khác kể câu chuyện này với mục đích gì. Thời buổi này quá mức nhiệt tình chưa chắc đã hay, bác Từ còn tại chức còn được, 4 năm sau bác ấy lùi về, người kế nhiệm chưa chắc nhận ân tình này. Nói trắng ra chính phủ chẳng hơn tên ăn mày trong chuyện là bao, còn người dân đều hay quên. Trương Khác thong thả nói, Cẩm Hồ lần này bỏ ra 100 triệu. Nói ra ý đồ không hề thuần túy. Em cũng chẳng phải người đơn thuần. Bụng em lắm cho ai mà chẳng hiểu. Tạ Vãn Tình cười nói, cô hiểu lo lắng của Trương Khác. Cho dù Thượng Học Nghĩa đã định đoạt tiền Cẩm Hồ bỏ do Cẩm Hồ quyết định dùng, chuyện cụ thể em tìm chú em làm, Hoành Viễn có kinh nghiệm bố trí nhà định cư, vừa nhanh vừa tốt. Chú em cũng đồng ý không nhận xu nào trong đó, nhưng số tiền này chi dùng cụ thể ra sao, sổ sách em quyết định tìm một quỹ từ thiện Hong Kong thao tác. Chị hiểu ý em chứ?
Trương Khắc bẹo má Tạ Vãn Tình hỏi. Thêm vào phía bên Hong Kong quyên góp, kiếm được 200 triệu xây dựng, có thể ăn nói với tấn cả phương diện. Nếu chị chuyển nhượng cổ phần trực tiếp bỏ số tiền kia ra thì quá gây chú ý. Tiền do Chí Minh để lại, do lão gia tử tiêu cũng đúng mà. Tạ Vãn Tình do dự nói. Em hiểu tâm tư của chị, cho nên em mới an bài như thế. Trương Khắc bóp mông cô, bảo. Chị ngồi dậy trước đi, em nói cho chị nghe an bài của em. Tạ Vãn Tình co đùi lại chạm vào thứ hư hỏng kia, hơi giận búng nó một cái. Em là đồ đáng ghét, nói chuyện nghiêm túc còn tơ tưởng tới chuyện đó. Miệng nói vậy, nhưng cơ thể bị Trương Khắc khiêu khích nãy giờ đã ướt đẫm rồi, nhắm thẳng vị trí ngồi xuống, khép mắt lại vừa tận hưởng, vừa nghe Trương Khắc nói tiếp. Tiền kiếm được không nên trực tiếp ném cho tỉnh Giang Nam, chúng ta có thể đưa vào một ngân hàng hải ngoại, để ngân hàng này cho tỉnh Giang Nam vay với lãi suất thấp. 4-5 năm nữa, kinh tế tỉnh Giang Nam phát triển lên, cũng không để ý tới món tiền này nữa. Như thế cũng được. Tạ Vãn Tình gật đầu, cô từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh như thế, một số chuyện thấy rất nhiều, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, thè lưỡi ra nói. Á, sắp 12 giờ rồi, chị không thể ở qua đêm trong phòng em, nếu không sáng mai nhất định sẽ bị lộ. Rồi vội vàng đứng dậy mặc y phục. Trương Khắc dở khóc dở cười. Chị không thể vô trách nhiệm như vậy được. Tạ Vãn Tình vừa mặc y phục, vừa hôn lên má Trương Khắc, dịu dàng nói. Hôm nào thời gian sung túc chị sẽ phục vụ em chu đáo, nhưng ở Kim Sơn thì không được. Tạ Vãn Tình lén lút rời phòng, Trương Khắc chẳng còn muốn ngủ, tắm rửa xong liền ngồi trên ghế sofa xem tài liệu. Cửa kính mở rộng, gió đêm thổi rèm lay phần phật, bên ngoài là ban công kim loại làm một cách nghệ thuật, đắm trong ánh trăng như nước. Lấy chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra, Trương Khắc tới ban công, thấy gian phòng kế bên chưa tắt đèn, Địch Đan thanh tha thướt đứng ban công ngắm bóng đêm, vẻ đẹp như đóa hoa giết người cùng cơ thể gợi cảm giấu trong bóng tối. Chị chưa ngủ vừa hay. Trương Khắc nói. Qua chỗ tôi đi, có việc cần nhờ chị làm đây. Rồi quay lại phòng, mở cửa đợi. Chương 892, khoản vay cứu nạn. Địch Đan Thanh ở trong phòng mặc váy ngủ, có hơi mỏng manh, vừa rồi tắt đèn ra ban công đứng ngắm cảnh nghe thấy tiếng Tạ Vãn Tình rời khỏi phòng Trương Khắc, không biết muộn thế y tìm mình có việc gì, gấp gáp thay y phục rồi sang phòng bên. Trương Khắc nhìn Địch Đan Thanh mặc một chiếc quần trắng, rất mỏng, mông bó căng, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy mờ mờ quần lót ren màu đỏ, thân trên mặt áo van không tay, lộ ra cái rốn nho nhỏ. Trương Khắc quen nhìn trang phục công sở chính thống của cô, lúc này cảm thấy Địch Đan Thanh gợi cảm thành thục khác thường, cũng không ngờ cô mặc loại quần lót sexy nhỏ như thế, nhe răng cười. Lúc này còn có chuyện gì? Địch Đan Thanh giờ mới nhận ra thay y phục quá vội, quần mỏng, áo ngắn, vẫn cố trấn tĩnh hỏi. Tôi và chị Vãn Tình vừa thương lượng xong, định giảm cổ phần ở Ái Đạt xuống 6%, lấy ít tiền mặt gửi vào ngân hàng nào đó ở châu Á, cung cấp khoản vay lãi suất thấp cho tỉnh Giang Nam. Chuyện này chị an bài hộ tôi. Trương Khắc tính chuyện này tạo thanh thế cho Từ Học Bình, và lại lũ lụt đã qua, công tác xây dựng lại không thể trì hoãn được. Nghe thấy hô to gọi nhỏ, còn tưởng là chuyện gì, thì ra là thương lượng việc này. Địch Đan Thanh lẩm bẩm, thấy Trương Khắc ngẩng đầu lên nhìn, chuyên tâm lấy sổ tay ra viết lại, cứ như vừa rồi không hề nói gì vậy. Trương Khắc thầm nghĩ chắc lúc đó Tạ Vãn Tình bị đau kêu ra tiếng làm Địch Đan Thanh đứng ở ban công nghe thấy, đành vờ hồ đồ. Dặn thêm vài việc nữa rồi bảo Địch Đan Thanh về phòng. Thương vụ Cẩm Hồ mới được thành lập, tiền đồ ra sao còn chưa được rõ ràng, nhưng giá trị của Ái Đạt xí nghiệp hạch tâm của Cẩm Hồ thì không cần nghi ngờ, cho dù không xét tới tương lai phát triển, Trương Khắc và Tạ Vãn Tình liên hợp bán ra 200 vạn cổ phiếu định giá 120 triệu đô la Mỹ, tính với quy mô lãi ròng 300 triệu đô la Mỹ năm 98 của Ái Đạt mà nói, chỉ số PE chưa tới 7 phần. Hệ số giá trên thu nhập một cổ phiếu Pre-to Earning Ratio tính bằng cách lấy giá thị trường bình quân của cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành trong một kỳ nhất định chia cho thu nhập bình quân trên một cổ phần mà doanh nghiệp phải trả cho nhà đầu tư trong kỳ đó. Ngày hôm sau Địch Đan Thanh fax cho Quách Tùng Duyên, Trần Văn Thông, Mã Văn Cử chuyện này, nhanh chóng có được câu trả lời, Quách Tùng Duyên thèm khát sản nghiệp hạch tâm của Cẩm Hồ từ lâu mấy phút sau đã trực tiếp gọi điện cho Trương Khắc. Chỉ 6% có phải là hơi ít không? Từ khi khởi động hạng mục Trung Tinh Vi Tâm, Vân Nguyên và Cẩm Hồ hợp tác phật thiết, cho nên Quách Tùng Duyên hiểu khá rõ tình hình của Cẩm Hồ, đừng nói 6% này chia cho mấy nhà, chỉ phân cho một mình Quách ra, ông ta cũng thấy quá ít. Cẩm Hồ hy vọng cùng Vân Nguyên, Vạn Nghiệp, Nam Dương có quan hệ mật thiết hơn,
để các đối tác có cơ hội hưởng lợi nhuận nghiệp vụ hạch tâm của Cẩm Hồ. Trương Khắc giải thích. Số tiền có được qua lần chuyển nhượng cổ phần này vừa khéo bù đắp lại khoản đầu tư hải ngoại có khả năng tạo ra thiếu hụt tài chính với Cẩm Hồ. Địch Đan Thanh nghe Trương Khắc ba hoa, đảo lộn hết cả sự thực, chỉ biết lắc đầu, thầm nhủ sau này mà tin lời y đúng là bị ma xui quỷ khiến rồi. Trương Khắc phát chân chữ ngũ, tiếp tục nói ba lăng nhăng. Sau này chúng tôi còn có an bài tương tự, quan trọng là mọi người phải có lòng tin vào Cẩm Hồ mới được, nếu Vạn Nghiệp, Nam Dương đều lựa chọn từ bỏ. Vân Nguyên sẵn lòng tiếp nhận 6% này, tôi hết sức cảm tạ. Kết thúc cuộc điện thoại với Quách Tùng Khuê chưa lâu, liên tiếp Trần Văn Thông, Mã Văn Cừ, Hà Chiếu Khuê gọi điện tới, đều nói sẽ dùng tốc độ nhanh nhất gửi tiền vào tài khoản của Cẩm Hồ. Tập đoàn Vạn Nghiệp của Trần Văn Thông vào thời đỉnh cao tài sản hơn 3,5 tỷ đô la Mỹ, sau cơn bão tài chính, tài sản bị sụt giảm nghiêm trọng, lại thêm bạo loạn bài hoa, quy mô tài sản chuyển đi vẫn hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Mã thị gia tộc tập trung tài sản vào tập đoàn Hải Vận Nam Dương, tuy nói bị cơn bão tài chính châu Á đả kích, dù sao ảnh hưởng bạo loạn bài hoa không lớn, tài sản cần chuyển đi chưa tới 300 triệu đô la Mỹ, căn cơ tập đoàn không hề tổn hại. Quy mô của Hà thị gia tộc nhỏ hơn Trần gia, Mã gia nhưng tài sản có thể chuyển đi lên tới 500.600 triệu đô la Mỹ. Số cổ phần lần này Trương Khắc nhường ra với bọn họ mà nói thực sự là quá nhỏ. Còn về phần khoản vay cứu nạn, Quách Tùng Duyên tiến cử một ngân hàng Singapore, đồng thời sau khi hiểu rõ ý đồ thực sự của lần chuyển nhượng cổ phiếu này, chủ động đề nghị tới Singapore tác thành việc này. Tối hôm đó Quách Tùng Duyên ở Singapore gọi điện về nói. Tôi đã nói chuyện với chủ tịch Khâu Diệu Tổ của ngân hàng Hoa Thương, ông ấy rất vui vẻ tác thành việc này, ngoài ra ngân hàng Hoa Thương sẽ quyên tặng 20 vạn đô la Singapore biểu thị an ủi cảm thông, xét thấy công tác xây dựng sau thiên tai hết sức bận rộn. Ông ấy sẽ tới Kim Sơn liên hệ với các quan viên hữu quan. Quách Tùng Duyên có uy vọng cực cao ở Malaysia và Singapore, có điều ngân hàng Hoa Thương nhiệt tình như thế làm Trương Khắc bất ngờ, Địch Đan Thanh nói chúng ngay điểm mấu chốt. Liệu có phải ngân hàng Hoa Thương muốn nhận nghiệp vụ gì đó của thương vụ Cẩm Hồ tại Đông Nam Á? Ngân hàng Hoa Thương chỉ đứng thứ tư ở Singapore, thương vụ Cẩm Hồ có nghiệp vụ ở Đông Nam Á, đúng là chẳng nghĩ tới việc hợp tác với họ, không biết họ có ý đồ gì. Nhưng chuyện hiện tại làm xong đã, sau này có hợp tác hay không lại là chuyện khác. Tài chính cấp tỉnh vì phải gánh món nợ gần 10 tỷ đồng của công ty đầu tư quốc hữu tỉnh, lần này không chỉ phải bỏ khoản lớn cứu nạn, mà còn vì bị thiên tai, các nguồn thuế ảnh hưởng nghiêm trọng, đủ các chuyện gộp vào làm tài chính tỉnh vốn giật gấu vá vai càng thêm túng thiếu. Khoản vay 200 triệu đô la Mỹ cứu nạn có lẽ không giải quyết được căn bản vấn đề, nhưng cũng làm tỉnh thở phào được một hơi. Ngày 7 tháng 8, Trương Khắc quyết định trước khi rời Kim Sơn tới nhà Từ Học Bình ăn cơm với Tạ Vãn Tình, Chỉ Đồng, Chu Thục Huệ, đợi tới 1 giờ sáng Từ Học Bình mới về nhà. Từ Học Bình mày được giãn ra một lần hiếm hoi. Thế mà cháu chẳng để lộ ra chút nào. Cháu cũng mới làm hai ngày thôi. Trương Khắc nói. Hôm kia cháu trao đổi với chị Vãn Tình nhường ra một phần cổ phần Cẩm Hồ lấy tiền mặt, rồi chuyển khoản tiền sang ngân hàng Hoa Thương Singapore, tiếp đó do Hoa Thương cung cấp khoản vay lãi suất thấp cho tỉnh. Tỉnh có thể đem khoản tiền này vào kế hoạch cứu nạn. Từ Học Bình khẽ, ô, một tiếng, ông hiểu vì sao Trương Khắc bày trò phức tạp như vậy. Cháu đúng là lắm trò, chuyện phức áp như vậy mà hai ngày đã xử lý xong rồi. Cũng bất đắc dĩ thôi ạ. Trương Khắc nhún vai. Trong nước gặp thiên tai làm động lòng đồng bào Hoa Kiều Đông Nam Á, vì chuyện này mà ông Quách Tùng Duyên tạm bỏ công việc sang một bên, bay qua Singapore để thực hiện. Chương 893 Bóng đêm bao phủ. Tỉnh Giang Nam từ trên xuống dưới đều vì khoản tiền cứu nạn mà lo thối ruột, trước đó Thượng Học Nghĩa còn tại chức yêu cầu 200 vạn đảng viên toàn tỉnh nộp lệ phí đảng đặc biệt, cũng chỉ kiếm được hơn 100 triệu. Từ Học Bình nhậm chức chưa được mấy ngày đã vay được 200 triệu đô la Mỹ với lãi suất thấp, tức thì khiến ông có được danh vọng cao trong quan viên cán bộ phổ thông. Từ Học Bình lập căn cơ uy tín ở Giang Nam, trở ngại không đến từ Lương Vĩ Pháp, mà là đám quan viên đại biểu cho thế lực địa phương lo ông dùng bàn tay thép trị Giang Nam. Kế hoạch ban đầu của Trương Khắc là ngày 30 về kiến nghiệp, có điều chuyên viên ngân hàng Hoa Thương ngày 30 tới Kim Sơn, cho nên ở lại thêm một ngày, cùng Từ Học Bình, Lương Vĩ Pháp đích thân tiếp kiến chuyên viên ngân hàng Hoa Thương, sơ bợ đàm phán xong khoản vay cứu nạn. Từ lúc bước vào mùa lũ tới nay, gần 2 tháng rồi Lương Vĩ Pháp không nghỉ ngơi tử tế, cho dù qua mùa lũ, công tác cứu chữa càng làm ông gặp áp lực nặng nề. Gò má vốn gầy càng thêm hốc hác, giờ có khoản vay 200 triệu đô la Mỹ này có thể thở ra nhẹ nhõm.
Trong nhà khách chiêu đãi tỉnh ủy, sau bữa cơm thân thiết với chuyên viên ngân hàng Hoa Thương, Lương Vĩ Pháp cùng Trương Khác tới nơi ở cả Từ Học Bình trong nhà khách, vừa mới ngồi xuống đã vội vàng nói tới phương án mua thần hy. Trận lũ này làm rất nhiều người ý thức được tầm quan trọng của môi trường sinh thái, lượng mưa chỉ tương đương với năm 97, mà gây ra tai nạn trăm năm mới có, thiệt hại toàn tỉnh ít nhất cũng trên 30 tỷ. Bài học thương đau này chúng ta nhớ kỹ. Từ Học Bình tới thư phòng nhận điện thoại tới từ Bắc Kinh, Lương Vĩ Pháp nói chuyện với Trương Khác, thời gian qua ông ta cũng ít gặp Trương Khác. Giang Nam nhất định phải học kinh nghiệm của bí thư từ khi ở Đông Hải, công tác bảo hộ thiên nhiên phải lập tức triển khai. Chế độ khai thác rừng phải quán triệt nghiêm khắc, nên tôi muốn trao đổi trực tiếp với cậu. Trương Khác vốn không muốn trực tiếp hỏi tới công tác đàm phán, nhưng Lương Vĩ Pháp đã nhắc tới, y cũng không thể giả câm giả điếc, mượn sức Từ Học Bình trấn áp Lương Vĩ Pháp là hành vi ngu ngốc không thể chấp nhận, mà phải tận lực xúc tiến sự hợp tác giữa ông ta với Từ Học Bình. Tỉnh trưởng Lương có việc gì cứ chỉ thị tôi một tiếng là được. Giấy thần hy trước kia cũng có kế hoạch rừng giấy nhất thể hóa, định đào kênh phía đông hồ Kim Sơn, trồng 2 vạn mẫu rừng. Lương Vĩ Pháp nói, lần này trả ruộng cho hồ, trả rừng cho hồ cũng quy hoạch cả 2 vạn mẫu này vào đó. Cậu cũng biết đó, trước kia đàm phán chẳng thể tiên tri đưa nhân tố này vào trong tính toán. Giá trị 2 vạn mẫu rừng nguyên liệu và tương lai trả lại cho hồ được tỉnh khả năng cấp chút bồi thường khác nhau rất lớn. Thông thường thì trực tiếp trừ giá trị 2 vạn mẫu đất rừng trong phương án thu mua, như vậy cuộc đàm phán ắt vì chi tiết phát sinh mà tiếp tục bị kéo dài. Trương Khắc hiểu tâm tư của Lương Vĩ Pháp, tài chính tỉnh đang giật gấu vá vai, e trong lòng Lương Vĩ Pháp đã tính phải tiêu khoản tiền cẩm hồ mua thần hy ra sao, chắc chắn không muốn đàm phán tiếp tục kéo dài vì chuyện này. Trương Khắc cũng không muốn cuộc đàm phán kéo dài vô thời hạn. Sau khi vào mùa thu tình hình kinh tế châu Á sẽ tiếp tục diễn biến xấu. Các cự đầu giấy quốc tế muộn nhất vào cuối năm 99 sẽ kéo quân vào trong nước, thời gian để lại cho Tân Quang không còn nhiều, Trương Khác không biết cho Chu Du một năm có làm bên thần hy đi vào trình tự được hay không. Trương Khác trầm ngâm một chút, nói. Công tác của tỉnh tôi ủng hộ hết mình, như vậy, nhân tố này tạm thời bỏ qua không nói, đừng để ảnh hưởng tới quá trình đàm phán, lần sau tôi tới Kim Sơn là có thể chính thức ký hợp đồng. Lương Vĩ Pháp còn tưởng rằng Trương Khác sẽ đề xuất thêm điều kiện. Không ngờ y lại đồng ý nhanh gọn, thầm nghĩ TW điều Từ Học Bình tới Giang Nam quả đúng là hết sức chính xác. Cả nhà Chu Cẩn Du vẫn chưa dọn ra khỏi khu tập thể thành ủy, bà ta tuy mất chức bí thư thành ủy, nhưng vẫn còn là thường ủy tỉnh ủy, không ai vội đuổi bà ta ra khỏi nhà. Có điều không còn xa nữa, hội nghị toàn thể tỉnh ủy sẽ tổ chức vào hạ tuần tháng 9, Từ Học Bình có độ lương đến đâu cũng đá bà ta khỏi Giang Nam, con đường quay về tỉnh Đông Hải đã bị chặn đứng. Sẽ chẳng ai đứng ra nói đỡ cho bà ta, cho dù tới nơi nhà nhã như tổng công đoàn, hội phụ nữ cũng không còn khả năng nữa. Bên bờ hồ, vợ chồng Chu Cẩn Du, Tạ Hán Minh ăn tối xong đi ra tản bộ, gặp người quen đều vờ như không thấy bọn họ cúi đầu né tránh mình. Chu Cẩn Du lòng căm hận, bà ta chưa bao giờ phải chịu thói đời bạc béo như thế. Cả Chu gia coi như đã hết rồi, mấy năm qua làm anh thiệt thòi quá. Chu Cẩn Du nhìn hai mai hoa dâm của chồng. Giờ anh có thể ra ngoài làm việc rồi, đổi lại em làm tham mưu cho anh. Tạ Hán Minh nhìn mặt hồ trong bóng đêm như viên hắc trân châu. Đời người lúc lên voi lúc xuống cho, chúng ta kiên nhẫn 4-5 năm nữa, cho dù cẩm hồ thanh thế mạnh tới đâu cũng không thể một tay che khuất bầu trời. Đường thương nghiệp Phủ Thanh, thành phố kiến nghiệp, tổng bộ Hải Thái đứng sừng sững ở đầu đường. Tạ Hán Tĩnh đứng trên tầng thượng nhìn đèn đường và ánh nên ông xanh đổ chớp tắt. Không thể cứ rằng co mãi như vậy được, ý đồ của chú ba quá rõ ràng rồi, chú ấy tự cho rằng mình là bảo đao chưa già. Tạ ý thoải mái đặt hai chân lên bàn. Ba cũng không thể do dự mãi được, nếu không con nghỉ vài năm, ném đống rác Hải Thái này cho chú ba. Đừng nói những lời đó. Tạ Hán Tĩnh áp giọng xuống, quay đầu lại nhìn con trai. Ba con, trong lòng con nghĩ cái gì tưởng ba không biết sao. Chia nhà, cái nhà này dễ chia thế à? Con tưởng trong đầu ba chưa bao giờ có cái ý nghĩ đó chứ. Tạ ý vẫn cười hết sức thản nhiên. Hiện giờ còn có lựa chọn trước mặt chúng ta sao? Nhà máy ở Kim Sơn được công ty bảo hiểm bồi thường rất hữu hạn, tính ít nhất cũng cần 600,700 triệu mới có thể khôi phục sản xuất, thêm vào tổn thất vật liệu, đã vượt quá phạm vi chúng ta có thể gánh vác rồi, kinh tế Đông Nam Á đang có xu thế xấu đi. Nghiệp vụ của nhà máy thuộc điện tử Gia Tín ở Quảng Châu đã sụt giảm mạnh. Nếu không có vài ba năm thì căn bản không khôi phục lại được.
Trận lũ này làm ý định chuyển hình nghiệp vụ của Gia Tín thất bại, còn gánh tổn thất lớn, tình hình ở thị trường chứng khoán Hong Kong cũng cực kỳ thảm hại, chúng ta còn có thể dựa vào Cát Gia sao? Tạ Hán Tĩnh thở dài, lúc này Cát Gia có thể nói giữ mình còn khó nói chi. Cát Gia đã chẳng còn phong quang như lúc Cát Lão Gia Tử còn sống nữa, người Hong Kong quen lấy xếp hạng tài phú xưng hô phú hào Hong Kong, ở nơi tập trung giới thương nhân người Hoa toàn cầu, Cát Lão Gia Tử được gọi là Tứ Thúc. Cát Lão Gia Tử qua đời, Cát Minh Tín muốn độc chiếm quyền lực khiến Cát Gia tan rã, lại gặp đúng cơn bão gài chính, nghiệp vụ Cát Gia tổn thất nặng. Đầu tư vào Kim Sơn là hành động chấn hưng Cát Gia, điện tử Gia Tín không chỉ đem nghiệp vụ gia công chuyển vào nội địa, đồng thời còn có thể sản xuất sản phẩm của mình. Hồ Kim Sơn vỡ đê, là thiên tai cũng là nhân họa, đã cho Cát Gia một đòn chí mạng, dù kinh tế châu Á vào tháng 8 không diễn biến xấu, Cát Gia cũng không tránh nổi vận mệnh rơi xuống vực sâu. Quan trọng nhất là Cẩm Hồ luôn rình rập một bên. Tạ Ý đứng dậy, tựa hồ thúc giục cha hạ quyết tâm, nói. Công tác xây dựng lại ở Kim Sơn đã bắt đầu, nhưng gần như tất cả các ngân hàng đều né tránh chúng ta. Nhà máy ở Kim Sơn không kiếm nổi một xu để khôi phục sản xuất, tin tức này tung ra, sẽ ảnh hưởng tới nghiệp vụ của Hải Thái. Tạ Hán Tĩnh cau mày không nói. Đợi Ết Đông Hải sắp khai giảng rồi, con nghĩ tên đó sẽ tiếp tục xuất hiện trong trường, có cần con đi gặp ý trước không? Tạ Ý hỏi. Vậy cũng được. Tạ Hán Tĩnh bất lực chấp nhận. Đại học Đông Hải khai giảng vào ngày mùng 1 tháng 9, trường khác tới 31 tháng 8 mới về kiến nghiệp. Có điều ở trên đường về y nhận được một cú điện thoại lạ, nhận điện, giọng nói trong trẻo nơn nớt của Tạ Tử Gia từ trong điện thoại truyền ra. Tôi là Tạ Tử Gia này, anh đã về trường chưa? Nghe giọng nói ấy vĩnh viễn không thể liên hệ với tính cách cô ta, mà nhất định người có giọng nói này là cô gái e thẹn ngây thơ. Đương nhiên Tạ Tử Gia có vẻ ngoài ngây thơ xinh đẹp, chỉ có điều tiếp xúc sâu hơn một chút sẽ biết, giọng nói và ngoại hình của cô ta là một cái bẫy. Tôi đang trên đường về, sao cô lại gọi cho tôi? Trương Khắc kỳ quái hỏi. Anh lấy làm lạ vì sao tôi biết số điện thoại của anh chứ gì? Nghịch di động của Trần Tĩnh là có, mặc dù vì sao Trần Tĩnh biết số di động của anh thì tôi không biết. Lúc này nghe thấy đầu kia có tiếng cười đùa, Trương Khắc rất mẫn cảm với giọng phụ nữ, nghe ra tiếng của Trần Tĩnh, nhớ lại cô gái gợi cảm trên đường cao tốc lần đầu gặp đó. Địch Đan Thanh nghi hoặc nhìn Trương Khắc, thấy miệng y mang nụ cười, nhưng không hỏi nhiều. Anh tôi muốn gặp anh có bỏ thời gian ra được không? Giọng Tạ Tử Gia trở nên nghiêm túc. Đầu óc Trương Khắc dừng lại mất mấy giây mới nhớ ra là Tạ Ý muốn gặp mình. Đường từ Kim Sơn tới kiến nghiệp rất tệ, bị ngâm trong nước lũ, một số đường bị sụt lún, rất nhiều chỗ chưa kịp tu bổ, chỉ còn mặt đường hẹp cho xe đi qua, thường ngày chỉ cần đi 4 tiếng, lần này mất 6 tiếng, tới sẩm tối mới đến được ngõ học phủ. Ở ngõ học phủ, Trương Khắc cảm thụ được cảm giác, nhà, nếu có thể y nguyện cả ngày sống ở nơi này. Trong ngõ đã lên đèn, Tôn Tĩnh Mông mặc áo liền váy màu phấn hồng, từ cổ áo tới mép váy có một hàng cúc đồng, tay cầm găng tay, khuôn mặt mỹ lệ không trang điểm chút nào, đôi mắt dưới ánh đèn sáng long lanh như hắc bảo thạch, cả kỳ nghỉ chưa được thấy hình ảnh này rồi. Đi đường thuận lợi chứ? Tôn Tĩnh Mông bình đạm hỏi, tựa hồ quên mất đêm mưa gió đó, cô đã trần truồng cho Trương Khắc nhìn hết. Tạm ổn. Hơi tắc đường, chỉ ngủ trong xe thôi thôi mà. Trương Khắc nhún vai. Tìm chỗ ăn cơm đi, buổi tối tôi còn hẹn người ta ở 1978. Cô bé này hôn rồi cũng xem như chưa hôn, sờ rồi cũng coi như chưa sờ, đoán không thấu trong lòng cô nghĩ gì, không dám quá thân thiết, chỉ khi đi đường tới gần hơn một chút, ngửi mùi bạc hà nhẹ nhẹ trên tóc cô. Ngồi trong một nhà hàng trang hoàng tinh xảo, cửa kính bị lá cây ngô đồng che kín, trên cành cây còn có một cái tổ chim. Hai con chim non lông vàng ươm miệng chiêm chiếp trong tổ. Trương Khắc chỉ cho Tôn Tĩnh Mông xem, cô hứng phấn nhoài người ra nhìn, ngực chạm vào cánh tay Trương Khắc, quay đầu sang trừng mắt như y cố tình vậy. Anh ngồi ra ngoài, tôi chưa bao giờ nhìn thấy tổ chim, đây là chim gì thế? Nhưng khi đổi chỗ lại đưa tay nắm tay Trương Khắc miết nhẹ lòng bàn tay một cái. Hẹn đám Tạ Tử Gia ở 1978, Địch Đan Thanh thân là trợ lý, phải thay Trương Khắc xử lý một đống chuyện vụn vặt. Ăn cơm xong về chung cư trước rồi. Trương Khắc và Tôn Tĩnh Mông sóng vai đi về 1978. Tôi thấy tôi không nên thích anh thì tốt hơn. Tôn Tĩnh Mông vừa đi vừa dẫm lên bóng mình. Tôi không muốn làm ba tôi tức chết, chỉ tôi đã như thế, nếu tôi cũng vậy. Như vậy tuyệt đối không được. Á! Trương Khắc ngẩn ra, quay sang nhìn Tôn Tĩnh Mông hơi mím cánh môi hồng,
vậy là tôi bị cô đá rồi. Đá cái đầu anh. Tôn Tĩnh Mông trừng mắt lên, vẻ mặt khôi phục như thường. Chỉ chính thức cảnh cáo anh không được dụ dỗ tôi. Trương Khắc đầu óc đình trệ, rốt cuộc là ai dụ dỗ ai? Cảm thấy không cần tranh luận với nhà đầu này, đầu óc vẫn đang mụ mẫm thì nghe Tôn Tĩnh Mông nói chẳng chút tự tin nào. Thi thoảng hôn một chút cũng được, dù sao ở Tây hôn nhau là lễ tiết bình thường, thi thoảng ôm một chút cũng được. Còn cái khác tuyệt đối không được. Thế là bị vạch rõ giới hạn rồi, Trương Khắc lòng buồn bực, Tôn Tĩnh Mông thì như giải quyết được vấn đề khiến cô vướng mắc bao lâu, tâm tình trở nên khoan khoái, trên đường đi còn huýt sáo, y như một nữ lưu manh. Tới 1978, Tạ Tử Gia, Trần Tĩnh cùng Tạ Ý ngồi đợi chiếc ghế dài trước quầy bar, nếu chẳng phải biết Trương Khắc rồi. Chẳng ai ngờ một sinh viên ăn mặc bình thường giống cả trăm sinh viên khác trong ngõ lại nắm trong tay một hệ thống xí nghiệp hùng mạnh. Có điều không thể phủ nhận gò má hơi gầy, đôi mắt có thần, cùng khí chất nhàn nhã kia, tuyệt đối sinh viên bình thường không có. Mọi người đợi lâu rồi hả? Trương Khắc ngồi xuống ghế dài, gật đầu với Trần Tĩnh. Đường từ Kim Sơn về rất tệ, bị trễ 2 tiếng. Nhận lấy ly Chivas pha nước khoáng từ tay Tôn Tĩnh Mông, hỏi. Chuyện liên doanh cao khoa KV đàm phán xong chưa? Tôi quên hỏi, nghĩ với thực lực của các cô, đàm phán khoản đầu tư đó hẳn dễ thôi. Đàm phán xong rồi, xây một nhà máy làm vỏ và bảng mạch di động, thiết bị đã vận chuyển từ Jakarta sang, đối phương còn tăng thêm 10 triệu đô la Mỹ đầu tư và hơn 10 kỹ thuật viên. Trần Tĩnh nghiếng đầu sang, mái tóc suôn mềm trượt sáng một bên, dung nhan tinh tế, ăn vận thời thượng, trang điểm vừa phải, dưới ánh đèn mờ ảo của 1978. Thu hút ánh mắt không ít chàng trai trẻ. Tạ Ý kiên nhẫn nghe Trương Khắc và Trần Tĩnh nói chuyện, mặc dù Cẩm Hồ cũng có lúc được thế không tha người, nhưng hắn chưa thấy lúc nào Cẩm Hồ ỷ thế hiếp người hay đứng sau phá hỏng quy tắc thương nghiệp. Bất kể thế nào, Cẩm Hồ nếu muốt vượt qua xí nghiệp bình thường, phải hết sức coi trọng danh dự thương nghiệp, cho nên Tạ Ý mới cảm thấy có khả năng hòa giải Cẩm Hồ và chính thái. Trương Khắc thì chưa bao giờ nghĩ tới khả năng Tạ gia chia rẽ. Chu Cẩn Tỳ và Từ Học Bình âm thầm đấu đá hơn 10 năm rồi, giờ Chu Cẩn Tỳ đã thành người thực vật, Chu Cẩn Du cũng sắp hoàn toàn rời khỏi sĩ đồ, Từ Học Bình nắm quyền bính một phương, ân oán giữa bọn họ coi như có một cái kết. Tạ gia bị cuốn vào vòng ân oán đó, Tạ Chiêm bị đuổi khỏi chính thái rồi, còn về những người khác, có lẽ không ưa gì, nhưng chẳng có thủ oán. Cứ lấy Tạ Vãn Sơn và Tạ Vãn Tình ra mà nói, tuy hơn 10 năm gặp nhau chẳng thèm chào lấy một tiếng. Nhưng dù thế nào cũng vẫn là anh em cùng cha khác mẹ, còn Tạ Vãn Tình vẫn có tình cảm với đám Tự Tử gia. Cho dù Tạ gia hùng hổ thật, cướp lấy hải thái do mình sáng lập ra, Tạ Kiếm Nam còn khoét thường của Cẩm Hồ, nhưng chẳng phải có gì đặc biệt quá đáng, và lại mấy năm qua Tạ gia làm gì nổi mình đâu. Nếu nói tới oán hận thì cũng là Tạ gia oán hận mình, Trương Khắc thấy mình chẳng có lý do gì để oán hận Tạ gia, chỉ có điều còn Cát gia, mình nợ Tĩnh Mông một lời hứa, Lâm Tuyết lại là nữ nhân độc như rắn rết. Nếu Tạ gia nhất định hòa cùng một bọn với chúng, Trương Khắc thấy hai bên cứ làm người qua đường thì hơn. Tạ Ý vòng vo ám thị ý đồ của mình, Trương Khắc chỉ bình đạm nói một câu. Làm xí nghiệp phải có khí độ làm xí nghiệp, tôi rất khâm phục tinh thần chuyên nghiệp của chính thái, cũng rất tán thưởng tinh thần cạnh tranh mà hải thái thể hiện ra. 20 năm cải cách mở cửa, quy tắc thương nghiệp trong nước chưa được lập nên, người trong nước không coi trọng danh dự thương nghiệp, những loại xí nghiệp đó tôi không ưa gì. Nếu cần tôi lấy ví dụ thì Tinh Điển, Gia Tín là loại tôi rất ghét. Chương 894, Tạ gia quyết liệt. Tôn Thượng Nghĩa có thể nói là một trong số nhân vật quan trọng nhất trong hệ thống Cẩm Hồ trừ Trương Khắc ra, Cát Ấm Quân lái xe nguy hiểm khiến bảo mẫu của Tôn Tĩnh Mông bị chết, sau sự việc tìm cách chối bỏ trách nhiệm, lại thêm vào ân oán nhiều năm giữa Tôn Thượng Nghĩa và Cát Minh Tín, nút thắt này không dễ cởi. Chỉ có điều Tạ Ý không hiểu vì sao Trương Khắc lại có thành kiến sâu như vậy với Tinh Điển. Nhưng Lâm Tuyết tham lam liều lĩnh làm hắn sợ hãi, có thể được thì sớm tách ra thì tốt hơn. Tạ Ý sau khi hiểu ý của Trương Khắc chỉ hàn huyên một lúc rồi cáo từ, ngồi vào xe, gọi điện cho cha. Con vừa gặp Trương Khắc, y đã nói rất rõ ràng tâm tư của mình, xem ra chúng ta phải vứt bỏ hết nghiệp vụ đầu tư ở Khoa Vương, khu điện tử Kim Sơn cùng sản nghiệp địa ốc. Ba thấy sao? Phải chặt đứt dính líu tới Gia Tin, Tinh Điền sao? Tạ Hán Tĩnh cúp điện thoại. Ngồi xuống ghế mây ngoài ban công, nhìn bầu trời đầy sao, im lặng không nói. Một thiếu phụ xinh đẹp tuổi chừng 30 bê cốc trà nóng đặt trên bàn, đứng sau lưng ông ta, ôm lấy đầu đặt lên bầu ngực cao ngất của mình, lấy ngón tay nhẹ nhàng day huyệt thái dương, ôn nhu hỏi. Có chuyện phiền lòng à?
Người ta nói, thanh giả tự thanh, em nói xem ở cái thế giới này người ta có thể muốn thanh bạch là thanh bạch được không? Tạ Hán Tĩnh thích nữ nhân ôn nhu như nước, có địa vị và tài phú, dễ dàng có nữ nhân, cũng dễ dàng vứt bỏ. Nhưng bên cạnh vẫn giữ một cô gái không nỡ dứt bỏ. Thời gian trước anh quá bận, em buồn chán về quê, khi đi qua đập nước Tam Hiệp, lại nhìn, trung lưu chi trụ, thầm nghĩ cột đá này đứng sừng sững cả nghìn năm rồi, mọi thứ xung quanh bị sóng nước xô đổ, chỉ còn nó đứng đó, mỗi lần đi qua đều thấy. Tạ Hán Tĩnh vỗ nhẹ lên tay thiếu phụ, kỳ thực cái kẻ đứng sau chỉ trỏ kia đã thành người thực vật nằm trên giường bệnh, chắc gì ông ta không thở phào một cái, làm sao ông ta chấp nhận Tạ Hán Minh tự cho mình là bảo đao chưa già đứng ra làm loạn cục diện. Chia nhà thì chia nhà, như thế cũng đơn giản hơn. Tạ Hán Tĩnh khẽ thở dài, cầm lấy di động. Sau cơn lũ, trong khu nhà xưởng hỗn độn bị xe của nhà phân phối tới đòi hàng lấp kín, lần này nhà máy Kim Sơn tổn thất nguyên vật liệu tới 200 triệu, đó đều là tiền hàng nợ nhà phân phối, tài chính vận chuyển bình thường của nhà máy dựa vào tiền hàng 3, 5 tháng của nhà phân phối. Đây vốn không phải là vấn đề gì, với thực lực hơn 10 năm gia công của Gia Tín, một số nhà phân phối chấp nhận vì lấy được nhiều hàng hơn, thậm chí chấp nhận đặt thêm tiền hàng. Nhưng Hồ Kim Sơn vỡ đê làm nhà xưởng tổn thất nặng nề, nhà phân phối sợ tiền hàng của bọn họ không đòi lại được, lũ vừa rút, nhà phân phối liền kéo tới đòi nợ, vây chặt nhà máy thể không đòi được tiền không về. Nhìn thấy cảnh này Cát Ấm Quân muốn khóc mà không có nước mắt, hắn sinh ra trong hào môn, lớn lên trong nhung lụa, đã bao giờ gặp khốn cảnh này. Cho dù năm 97 công ty hải ngoại lỗ hơn 100 triệu, hắn chỉ coi như mất chút tiền tiêu vặt, chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phiền não vì chút tiền lẻ này. 200 triệu nói nhiều cũng không nhiều, điện tử Gia Tín lúc đỉnh cao trị giá tới 30 tỷ, cho dù gặp chút trắc trở, giá trị chưa bao giờ thấp hơn 5 tỷ. Nhưng nhà máy ở Quang Đông năm ngoái lỗ lớn, nửa đầu năm nay tiếp tục lỗ lớn, xây dựng khu công nghiệp điện tử Kim Sơn đã tiêu hao lượng lớn tài chính của Gia Tín, tập đoàn Gia Tín nửa đầu năm bị Cẩm Hồ ép phải dùng tiền mặt mua cổ phần, thế là tiêu hao mất 2 tỷ đô la Hồng Kông, cổ phiếu tụt giá làm thua lỗ 800 triệu. Hiện bỏ ra 200 triệu là hết sức khó khăn, quan trọng hơn nhà máy muốn khôi phục sản xuất không phải bỏ 200 triệu ra là đủ. Ngày 31 tháng 8, Triệu Hữu Luân thị sát khu thành phố mới, cũng dừng lại ở khu công nghiệp điện tử một lúc, chỉ thị nhân viên công tác đi theo phải nghiêm khắc dựa theo quy định hữu quan của quốc gia để giúp đỡ khôi phục sản xuất. Kế hoạch cho vay của các ngân hàng chủ yếu với tỉnh Giang Nam chỉ hơn 50 tỷ, đặc điểm cho vay của các ngân hàng trong nước là nửa đầu năm thoải mái, nửa cuối năm thắt chặt. Trước mùa lũ, hạn ngạch cho vay năm nay đã tiêu hao quá nửa, sau mùa lũ dù trung tuần tháng 8 Ngân hàng Nhân dân tạm thời nới lỏng cho Giang Nam, cũng chỉ tăng thêm hơn 100 triệu, hạn ngạch nửa cuối năm tăng lên tới 25 tỷ. Nhưng 25 tỷ này phải chia cho 12 địa khu trong toàn tỉnh, cho dù Kim Sơn độc chiếm 1/3 cũng chỉ được 8 tỷ mà thôi. Nếu nói tới mức độ khẩn cấp thì phải đảm bảo cho các ban ngành giao thông, thông tin, năng lượng. Nếu nói tới quan hệ thân sơ, phải đảm bảo cho khoản vay các xí nghiệp quốc hữu. Hơn nữa từ Học Bình lúc mới tới chủ trì công tác cứu chữa đã yêu cầu rõ ràng các cơ cấu tài chính phải chú trọng tình hình sản xuất của xí nghiệp dân doanh. Triệu Hữu Luân không nói làm theo trường hợp đặc biệt, mà nói theo quy định quốc gia, tức là thành phố Kim Sơn chỉ có thể cấp cho khu công nghiệp điện tử 8 triệu, mà lại còn cần tài sản hữu hiệu để thế chấp. Điều này làm Cát Ấm Quân tức sôi máu. Con mẹ nó, định đuổi ăn mày đấy à? Hắn biết cha mình về Hong Kong huy động vốn cũng không thuận lời. Giữa tháng 7, thị trường tài chính châu Á một lần nữa bị mây đen bao phủ, nhân lúc chứng khoán Mỹ dao động, tỷ giá đồng yên sụt giảm, đám cá mập tài chính phát động tấn công Hong Kong, mặc dù chính phủ TW cử Diệp Chăn Dân tới Hong Kong tọa chấn, nhưng không thể xoay chuyển đại thế. Hạ tuần tháng 8, Nga đột nhiên bùng phát nguy cơ tài chính, đồng rúp mất giá 60%, khiến nguy cơ kinh tế châu Á lan ra toàn cầu. Dưới tình huống này chỉ có thương gia căn cơ sâu, tín dự tốt mới có thể huy động vốn lớn ở thị trường, còn với tập đoàn Gia Tín đang chìm sâu vào nguy cơ thì rất khó khăn. Cát Ấm Quân hiện giờ đặt hy vọng lên Tạ Gia, tuy Chu Cẩn Du thất thế, nhưng tập đoàn chính thái ở thời điểm cơn bão tài chính châu Á dữ dội nhất vẫn giữ được lợi nhuận nhất định. Còn Hải Thái được lợi từ thị trường phát triển mạnh trong nước, vượt qua sự áp chế của Thịnh Hâm giữ thế tăng trưởng liên tục, năng lực huy động vốn của Tạ Gia ở trong nước là không thể xem thường. Vậy nhưng Cát Ấm Quân không ngờ nội bộ Tạ Gia đã chia rẽ tới mức đem đề tài chia nhà ra nói công khai. Tạ Hán Minh cố dồn nén căm hận đặt điện thoại xuống.
Sao thế, anh hai nói gì vậy? Chu Cẩn Du thấy chồng cau mày, lo lắng hỏi, lúc này bà ta không còn tính cách mạnh mẽ trước kia, trông giống một phụ nữ trung niên bình thường hơn. Em có ngờ được không, anh hai lại đâm dao sau lưng chúng ta vào lúc này. Tạ Hán Minh mặt mày hung tợn, nhìn cái di động, kiềm chế lắm mới không đập xuống. Chu Cẩn Du khẩn trương hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Anh ấy muốn chia nhà. Tạ Hán Minh nghiến răng rít lên. Còn muốn ném đống hỗn loạn Khoa Vương, khu điện tử, khu phần mềm cho chúng ta. Ông ta không ngờ anh mình chẳng nói một câu về việc huy động vốn đã thẳng thừng đề nghị chia nhà, căm hận lấp đầy đầu óc, nếu không có công phu hàm dưỡng bao năm qua đã phun ra những lời chửi bới thô bỉ rồi, chỉ rít lên. Muốn chia nhà à, nằm mơ đi. Tạ Hán Minh tức tới tay run rẩy, gọi điện cho Tạ Kiếm Nam, lúc này ông ta cũng nhận thấy chỉ còn đứa con trai này là có thể thương lượng được, mất rất lâu đầu kia điện thoại mới có tiếng thở dài. Ba nghĩ xem vì sao bác hai đầu năm lại điều anh Vãn Sơn khỏi Huệ Sơn không phụ trách nghiệp vụ tổng bộ nữa, nói là muốn thúc đẩy chế độ quản lý giám đốc chuyên nghiệp, để người trong nhà ra ngoài xung phong hãm trận. Ba lại phân bố cổ phần công ty, đặc biệt là phân bố cổ phần ở công ty đầu tư. Tạ Hán Minh tay chân giá lạnh, giờ mới choàng tỉnh, cái ý nghĩ, chia nhà, đã xuất hiện trong đầu anh mình không phải là ngày một ngày hai nữa, lại còn chuẩn bị sẵn cả đường lui. Phân bố cổ phần thành viên gia tộc, đều có lợi cho việc chia tách nghiệp vụ ra khỏi nhau, thậm chí đầu năm còn điều Tạ Vãn Sơn khỏi tổng bộ, vì hắn có xu hướng ngả về phía này. Nửa năm trước Tạ Hán Minh nào có ngờ Chu gia đột nhiên thất thế, nên không nhìn thấu được một loạt hành động của anh họ mình. Thậm chí còn tưởng những điều chỉnh đó là để thuận tiện cho bố cục ở Kim Sơn. Con mẹ mày Tạ Hán Tĩnh. Tạ Hán Minh gầm lên, quên mất mẹ Tạ Hán Tĩnh là thím của hắn. Tạ Hán Tĩnh cúp điện thoại, tắt máy đặt lên bàn, hai cánh tay trắng muốt như ngọc từ sau ôm lấy. Hạ quyết tâm rồi à? Cô gái kia cúi người xuống, dịu dàng hỏi. Lời đã nói ra, nước đã hất đi, đều không thu lại được. Tạ Hán Tĩnh thở dài. Anh cũng tiếc mảng địa ốc, qua vài năm nữa nó nhất định là món cực hời. Đáng tiếc lúc này không quyết đoán, khả năng không qua nổi 3-4 năm nữa, địa ốc Cẩm Thành lún quá sâu ở Hải Châu, khó phá vòng vây được. Tạ Hán Tĩnh dựa đầu vào bầu ngực êm ái thiếu phụ đằng sau, ông ta biết mình chừng này tuổi đầu còn hưởng thụ cô gái mọng nước như thế là dựa vào tài phú nắm trong tay, còn nói tới tình cảm à, nằm mơ đi. Em liên hệ Thường Minh Thu cho anh, mai anh tới công ty, nếu thấy ông ta ở công ty. Em có thể hỏi giúp anh xem ông ta có hứng thú với văn phòng của anh không? Hả? Thiếu phụ đằng sau thốt lên một tiếng. Chuyện chuyên nghiệp sớm nên giao cho chuyên gia quản lý. Tạ Hán Tĩnh đứng thẳng dậy, nói mạnh mẽ. Chính thái sớm phải thoát khỏi mô hình quản lý gia tộc rồi, anh cũng muốn có thêm thời gian ở bên em. Ngõ học phủ lung linh dưới ánh đèn mê ly, trông đêm trăng không rõ lắm, bố cục giấu trong bóng tối càng chẳng mấy ai rõ. Từ 1978 đi ra, Trương Khắc một mình đi trong ngõ, chẳng hề cảm thấy cô đơn, nhìn những đôi nam nữ quyến luyến chia tay nhau trở về trường, 4-5 ngày nữa tân sinh viên mới nhập trường, đây là khoảng thời gian thư thái nhất, chẳng có áp lực gì, cho dù thấy Lâm Tuyết và một thanh niên ăn mặc kiểu cảnh đi vào ngõ, Trương Khắc vẫn chẳng để ý, thoải mái vặn mình ngáp một cái. Lâm Tuyết mặc váy hoa, hồng đeo chiếc thắt lưng vàng, chất liệu vải mềm ôm lấy cơ thể đầy đặn, nổi bật từng đường cong mê hồn của phụ nữ. Cổ áo khá trễ, nhìn thấy nửa bầu ngực trắng mơn mởn, những chàng sinh viên non trẻ không ai đi qua mà có thể không ngoái đầu lại, trái tim rung rinh theo mép váy đung đưa của cô ta. Đáng tiếc ai có thể ngờ khuôn mặt xinh tươi, cơ thể hấp dẫn đó bao bọc lấy một trái tim độc như rắn rết. Lâm Tuyết chăm chú trò chuyện với thanh niên bên cạnh, còn thi thoảng liếc mắt đưa tình với hắn, đi tới gần mới bị tiếng ngáp lười nhác của Trương Khắc làm giật bắn mình, nhảy sang một bên như gặp phải ma quỷ, chiếc giày cao gót trẹo đi. Kêu lên một tiếng, gập người xuống ôm lấy chân. Trương Khắc chẳng thèm để ý tới loại nữ nhân này, vừa vặn có một cô gái mặc váy ngắn, lộ ra cặp đùi thon thả trắng trẻo, hết sức tự nhiên chuyển ánh mắt sang đó ngắm nghía. Thanh niên kia cũng bị phản ứng bất ngờ của Lâm Tuyết làm giật mình, lịch sự đi tới đỡ lấy cánh tay Lâm Tuyết, không hề nhìn xuống cổ áo cổ ta, hoài nghi nhìn Trương Khắc mấy giây rồi hỏi. Y chính là Trương Khắc. Giọng hắn không cao, nhưng Trương Khắc vẫn nghe thấy. Ngạc nhiên quay đầu lại nhìn, tuổi chừng 33, 34, cao gầy, tướng mạo khá là đẹp trai, trên mặt có vết sẹo, cả cánh tay cũng có, nhưng không có khí chất hung hãn của đám lưu manh, có lẽ từng ở trong quân đội. Xin chào, tôi là Nghiêm Văn Giới, hy vọng cậu nhớ lấy.
Tên thanh niên chẳng thèm để ý tới ánh mắt hoài nghi của Trương Khác, lạnh nhạt nói thêm một câu. Tôi nghĩ cậu chắc chắn sẽ nhớ thôi. Rồi chẳng nhìn y thêm cái nào, dịu dàng Chu Đào hỏi Lâm Tuyết. Chân cô có đau không, hay tôi bảo lái xe đưa xe tới nhé? Thằng nào thế, giọng điệu có vẻ bất thiện. Đỗ Phi nhìn Nghiêm Văn Giới đỡ Lâm Tuyết rời khỏi ngõ, hắn chỉ nghe thấy câu cuối cùng, khinh bỉ nói. Thể diện hắn lớn cỡ nào đòi mày nhớ kỹ vậy? Gặp nhau ở ngõ học phủ này có lẽ chỉ là bất ngờ, nhưng hắn tới kiến nghiệp là có chuẩn bị. Trương Khắc cười nhạt. Kẻ nói câu này luôn có chút tự tin, Nghiêm Văn Giới và Kiến Thiết Hoành Tín, mày đã nghe thấy bao giờ chưa? Đỗ Phi nghĩ mấy giây không ra cái tên xa lạ đó, lắc đầu hỏi. Lai lịch ra sao? Nghiêm Văn Giới là người Chiết Đông, khoản tiền đầu tiên kiếm được nhờ vào kinh doanh đất ở Hải Nam, rồi rút khỏi thị trường địa ốc Hải Nam trước khi nó đóng băng, lập nên Hoành Tín. Năm 95, Quốc vụ viện phê chuẩn cho hai công ty phi quốc hữu chủ thể ngân hàng thương nghiệp tính toàn quốc, Kiến Thiết Hoành Tín lại thành Ngân hàng Tín Thông. Trương Khắc dửng dưng nói. Hắn còn là ủy viên chính hiệp toàn quốc đấy, mày thế lai lịch thế nào? Đỗ Phi há miệng một lúc mới nói. Đúng là nhân vật ghê gớm. Đầu thập niên 90, Nam Hải thiết lập đặc khu, địa ốc Hải Nam tăng vùn vụt, 3 năm đầu giá tăng gấp 4 lần, thu hút chính phủ tỉnh thành kéo tới Hải Nam đào vàng. Khi đó có người hình dung, thập vạn đại quân xuống Hải Nam, tập đoàn lớn tranh cướp địa bàn. Thế nhưng nửa cuối năm 92, TW đột nhiên thu hẹp ngân sách với Hải Nam, làm giấc mộng vàng đột nhiên tan vỡ, khiến Hải Nam chỉ có tổng nhân khẩu chưa tới 8 triệu, có tới 20 triệu mét vuông nhà trống, ngoài ra còn có 240 triệu mét vuông dùng để kiến thiết để hoang, rất nhiều xí nghiệp địa ốc cấp tỉnh tới đó đầu tư bị lút sâu vào vũng lấy. Thoát khỏi đó trước thời điểm địa ốc đóng băng. Ngoại trừ ánh mắt sắc bén, đầu óc tỉnh táo, còn cần phong cách dũng cảm hào sảng, chính là người có năng lực, có bối cảnh, thông tin nhạy bén. Tín Thông là một trong hai ngân hàng thương nghiệp phi quốc hữu toàn quốc, lại là cái có quy mô lớn nhất, tuy đây chỉ là thí điểm, nhưng toàn quốc bao nhiêu xí nghiệp dân doanh như vậy, tiến được vào tầm mắt của TW, ngoại trừ thực lực tài chính hùng hậu còn cần các mối quan hệ rộng. Giống như năm ngoái Cẩm Hồ cướp được một tấm giấy phép sản xuất di động của bộ bưu điện. Tuyệt đối không đơn giản như bề ngoài. Chính xác, rất ghê gớm. Trương Khắc thở dài. Nhưng sao chưa bao giờ nghe thấy? Người ta không thích phô trương. Trương Khắc vặn mình cái nữa, nếu chẳng phải NS Tín Thông công khai lên thị trường chứng khoán, thì công chúng không biết tới, Trương Khắc không ngờ một nhân vật như vậy muốn nhúng tay vào kiến nghiệp. Đầu thập niên 90, kinh tế dân doanh Đông Hải không phát triển lắm còn sinh ra được chính thái. Toàn quốc lớn như thế xí nghiệp dân doanh lớn hơn chính thái có rất nhiều, nhưng vinh váo vô cùng. Như tên điên Mâu Kỳ Trung thậm chí còn muốn thực hiện kế hoạch phá thủng dãy Himalaya. Nhưng cũng có người kín đáo không muốn lộ ra ngoài công chúng chút nào. Nửa năm qua những chuyện kỳ quái xảy ra ở kiến nghiệp làm người ta không hiểu nổi, giờ tấm màn mới vén lên, có lẽ trận đại hồng thủy đột ngột đã trì hoãn bước tiến của Nghiêm Văn Giới. Chỉ có điều chính vì hắn trì hoãn qua mùa hè. Chỉ hoãn tới sau khi Cẩm Hồ phát huy tác dụng lớn trong việc đưa vốn từ người Hoa Indo vào làm thái độ Tiêu Kiến Minh mềm xuống, chẳng lẽ con đường của Nghiêm Văn Giới không qua Tiêu Kiến Minh? Trương Khắc hơi nghi hoặc. Chương 895, Nghiêm Văn Giới khó nhìn thấu. Nghiêm Văn Giới sau khi dìu Lâm Tuyết lên xe mới nhìn về phía ngõ, cách quá xa chỉ thấy mơ hồ bóng Trương Khắc đứng nói chuyện với Đỗ Phi, không nhìn được nét mặt, nghĩ, chắc bọn chúng đang suy đoán thân phận của mình. Bảo lái xe lên đường. Nghiêm Văn Giới cười với Lâm Tuyết. Lâm phiền Lâm tiểu thư cùng tôi đi tham quan ngõ học phủ, khiến cô bị khổ, thực hết sức xin lỗi, tôi sẽ đưa cô tới bệnh viện, sau này nhất định Lâm tiểu thư phải cho tôi cơ hội chuộc lỗi. Lâm Tuyết liếc hắn một cái, đỏ mặt thẹn thùng nói. Giám đốc Nghiêm nói thế nhất định là sợ tôi đề xuất điều kiện không thích hợp rồi. Chân tôi hơi đau, có điều chưa nghiêm trọng tới mức phải tới bệnh viện, giám đốc Nghiêm đưa tôi về nhà là được. Xe tới biệt thự Tinh Hải, Nghiêm Văn Giới bảo vệ sĩ cùng hắn dìu Lâm Tuyết vào nhà, cô ta thấy quen nam nhân lúc nào hao háu muốn vật mình ra giường rồi, Nghiêm Văn Giới lịch thiệp nho nhã làm cô ta nhìn không thấu. Nhìn Nghiêm Văn Giới khép cửa lại rời đi, Lâm Tuyết cởi giày cao gót ra, đi chân đất trên sàn, làm gì có chút đau đớn nào, cách rèm cửa nhìn Nghiêm Văn Giới rời đi, mắt sắc như dao, gọi điện cho Hồ Tôn Khánh. Nghiêm Văn Giới vừa mới đi rồi, đúng là làm người ta nhìn không thấu. Chuyến này hắn tới kiến nghiệp không thể là để du ngoạn được. Giọng Hồ Tôn Hiến hơi khàn. Cô nghĩ xem hắn có tới gặp Tiêu Minh Kiến hay không. Ông lo Tiêu Minh Kiến thay đổi chứ gì,
Tôi thấy không cần lo, thời buổi này thăng quan tiến chức dựa vào bên trên có người chắc hơn là chính thích, dân tâm. Tiêu Minh Kiến đâu hồ đồ. Lâm Tuyết nhìn đuôi xe biến mất trong bóng đêm mới quay lưng dựa vào cửa sổ nói. Trong lòng Nghiêm Văn Giới cũng rõ bọn chúng và Cẩm Hồ không cùng đường, muốn vào kiến nghiệp, không thể ôn hòa ngồi xuống chia địa bàn với Cẩm Hồ được. Tôi và hắn tới ngõ học phủ, vừa khéo gặp thằng nhóc kia, giọng điệu hắn không khách khí gì. Cho dù ở khu cao tân thì thế kỷ Cẩm Hồ cũng chỉ chiếm một khoảnh nhỏ, Nghiêm Văn Giới đâu phải hạng cứng đầu bẩm sinh, thái độ Tiêu Minh Kiến đã không rõ, hắn còn như thế. Cô đem tình hình khi đó kể rõ cho tôi xem. Hồ Tôn Khánh không yên tâm. Thương vụ Cẩm Hồ đột nhiên có quan hệ mật thiết với thương nhân người Hoa ở Đông Nam Á, thậm chí có thể dẫn tư bản người Hoa chạy khỏi Indo vào Đông Hải, làm Tiêu Kiến Minh xưa nay luôn oán hận Cẩm Hồ cũng trở nên ám muội. Đây là cục diện Hồ Tôn Khánh sợ nhất, cho nên ông ta rất quan tâm tới Nghiêm Văn Giới, người có thể ảnh hưởng tới khuynh hướng Tiêu Kiến Minh với Cẩm Hồ. Nếu Tiêu Kiến Minh hoàn toàn ngả về phía Cẩm Hồ, như thế sẽ bị La Quân và Tiêu Kiến Minh liên hợp áp chế, ông ta sẽ có một nhiệm kỳ khốn đốn. Lâm Tuyết biết Hồ Tôn Khánh lo cái gì, nhưng cô ta không nghĩ như thế, liền đem chuyện gặp Trương Khác ở ngõ học phủ kể ra. Lời của Nghiêm Văn Giới với Trương Khác không thể tính là vô lễ, nhưng có ý vị đối địch, có lẽ do cá tính của hắn. Nghiêm Văn Giới có bối cảnh sâu như thế, lại gây dựng lên xí nghiệp lớn như thế, cho dù thường ngày tỏ ra kín đáo đến đâu, thì bản chất ngạo mạn là khó tránh. Nghiêm Văn Giới có thể đoán được Lâm Tuyết đứng ở cửa sổ nhìn mình, xe rời khỏi khu biệt thự liền quay đầu lại nhìn. Tuy Lâm Tuyết là một mỹ nhân cực kỳ hiếm có, nhưng một mỹ nhân yểu điệu có thể ngồi lên vị trí tổng giám đốc địa ốc tinh điển, nếu nghĩ cô ta đơn giản thì quá ngu xuẩn. Hắn chưa bao giờ thiếu nữ nhân, cho nên chẳng thèm dùng chung tình nhân với người khác, bảo lái xe tới nhà Tiêu Minh Kiến. Tiêu Minh Kiến từ chối hết chuyện xã giao buổi tối, ông ta định cùng Nghiêm Văn Giới đi khảo sát, chỉ sợ thân phận của mình quá gây chú ý. Ồ, cậu gặp Trương Khác rồi à? Tiêu Minh Kiến nghe Nghiêm Văn Giới kể chuyện ở ngõ học phủ, khẩn trương ngồi thẳng dậy, thấy ngữ khí hắn không thân thiện gì, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Tôi thấy Hoành Tín đầu tư kiến thiết công trình cơ sở, nói không chừng có cơ hội hợp tác với thế kỷ Cẩm Hồ. Cháu cũng chẳng phải là người háo thắng thích đấu đá. Nghiêm Văn Giới hấp một ngụm cà phê. Ba cháu nhờ cháu gửi lời hỏi thăm chú Tiêu, ba cháu nói dù sao kiến nghiệp khác với thành phố bình thường, cơ hội chính chức điều đi, phó chức thay thế chỉ 50/50. Cháu không rõ lắm, sao chú lại đi hạ mình với La Quân hòa hoãn với Cẩm Hồ làm gì, đâu có mấy tác dụng. Tiêu Minh Kiến ngẩn ra, thì ra hắn tới không phải là giúp tu bổ quan hệ giữa mình và La Quân, mà còn ngược lại còn muốn đẩy cao mâu thuẫn. Chính trị luôn chỉ là cân nhắc lợi ích, chẳng có cái gọi là đạo nghĩa hay liêm sỉ. Tiêu Minh Kiến suy nghĩ, lời của Nghiêm Văn Giới có lý, cho dù La Quân rời kiến nghiệp, ông ta leo lên vị trí bí thư là rất xa vời. Gửi hy vọng lên người La Quân lại càng ngu xuẩn, quan trường chưa bao giờ có chuyện xóa bỏ thù hận xưa. Chẳng lẽ có cơ hội chơi La Quân một vố mình lại bỏ? Hạ mình chẳng qua là vì càng phù hợp với lợi ích hiện tại mà thôi. Trưa hôm sau trước khi rời kiến nghiệp, Nghiêm Văn Giới lại tới bái phòng Tiêu Minh Kiến. Lần này Nghiêm Văn Giới hỏi càng thẳng thắn hơn. Cháu ví dụ nhé, nếu chú Tiêu tới Giang Nam nhậm chức, năng lực lại được Từ Học Bình tán thưởng, chú có toàn tâm toàn lực theo hầu ông ta không? Tiêu Minh Kiến lắc đầu, ông ta đương nhiên sẽ không hiến tim mình cho cấp trên như Từ Học Bình. Tác phong của Từ Học Bình quá mạnh mẽ quá cứng rắn, đắc tội với người quá nhiều, khi Từ Học Bình đắc thế, theo ông ta sẽ vinh quang, nhưng một khi ông ta lui về, hậu họa vô tận sẽ kéo tới, đạo lý này ai cũng rõ, cho nên thời nhậm chức ở Đông Hải, đích hệ của Từ Học Bình rất mỏng, nếu chẳng phải có con quái thú Cẩm Hồ, Từ Học Bình thi thoảng về Đông Hải rất thê lương. Lần này Từ Học Bình có thể quay trở lại nói cho cùng là vì đám người trước kia ông ta đắc tội đang hoảng loạn sợ hãi bị thanh toán vì trận lũ lụt nên mới không nhảy ra phá đám. Một số người theo Từ Học Bình, đó là vì không còn lựa chọn nào khác, cũng chẳng có ngày vươn lên, nhưng người có lựa chọn, không tính toán một chút thì quá ngu xuẩn. Thấy Tiêu Minh Kiến cau mày suy nghĩ, Nghiêm Văn Giới cười khẽ, nói. Thủ tướng khi nhậm chức có nói một câu, ông mang 10 cỗ quan tài đi nhậm chức, một để cho mình. 9 cái dành cho đám tham quan ô lại. Không biết chú Tiêu có nghe câu nói này không? Cũng có nghe nói. Tiêu Minh Kiến lòng máy động, hiểu ý Nghiêm Văn Giới, cho dù được Thủ tướng triệu tề đông tán thưởng cũng không nên vui mừng quá sớm. Lần này Thủ tướng ở tỉnh Hồ Tây nói muốn chặt mấy cái đầu, chú nói xem ông ấy có chặt không? Nghiêm Văn Giới cười đầy thâm ý, đột ngột chuyển đề tài.
Nghe nói mấy ngày nữa tiểu nhị sẽ đi Mỹ du học, chú Tiêu có cần cháu giúp gì không? Đứa con thứ hai của Tiêu Minh Kiến là Tiêu Dương sắp đi Mỹ du học, không ngờ Nghiêm Văn Giới cũng biết. À, sử mật tư của City Trung Lợi là bạn cũ của tôi, ông ấy về Mỹ, tiểu nhị vừa khéo đi theo, không cần gì đâu. Chuyện lớn như thế, dù sao cũng phải bày tiệc chúc mừng chứ, cháu không biết có thể tới Kiến Nghiệp tham gia tiệc nhà của nhà chú được, ân tình này cháu phải dành trước. Nghiêm Văn Giới lấy từ từ cặp ra một cái phong bì đặt lên bàn. Hoành Tín ở Mỹ có chi nhánh, tiểu nhị tới Mỹ học có thể tới đó làm thêm, coi như rèn luyện, kiếm chút tiền tiêu vặt. Tiêu Minh Kiến tiễn Nghiêm Văn Giới về, quay lại bàn cầm lấy phong bì mở ra xem, là một sấp USD, ông ta nhét trở lại, cười tự chào. Thế là mình thành tham quan ô lại rồi. Gọi vợ tới. Đây là tiền Văn Giới cho tiểu nhị du học, em đưa cho tiểu nhị đi. Chương 896, Xuân Tâm thiếu nữ không như vẻ bề ngoài. Ngày đầu khai giảng, Trương Khắc ngoan ngoãn tới báo danh, buổi tới còn tới lớp tham gia họp đầu năm, phát hiện ra rất nhiều khuôn mặt lạ, kiếp trước vốn ít tiếp xúc, kiếp này càng chẳng quan hệ với bạn trong khóa. Rất nhiều người cũng thấy Trương Khắc lạ mặt, có mấy cô nữ sinh nhìn thấy Trương Khắc đi vào thì thầm với nhau. Qua, viện chúng ta có một anh chàng đẹp trai chuyển tới từ khi nào thế? Cũng may là thanh danh của Trương Khắc trong trường rất vang dội, có ngày bạn nói cho cô gái vừa lột bỏ vẻ non nớt thiếu nữ, muốn ra tay lại chẳng biết phải làm sao nhìn thấy ánh mắt Trương Khắc vừa sợ vừa mừng, danh tiếng của y không trở ngại cho cô gái sinh ra ý nghĩ, cho dù để anh ấy chơi đùa. Mình coi như cũng đang chơi đùa anh ấy vậy, chỉ là không có cơ hội, thi thoảng quay đầu lại nhìn, thấy Đỗ Phi ngồi bên cạnh Trương Khắc cũng rất đáng thèm khát. Trong viện thương mại quốc tế đa phần là khoa văn, nữ sinh nhiều hơn nam sinh một chút, chuyện nữ sinh theo đuổi nam sinh chẳng hiếm, chẳng thiên hạ chỉ cho chàng trai áp ức dục vọng, không có các cô gái khổ não vì ham muốn sao. Trương Khắc nghe Đỗ Phi kể Tiêu Xuân Minh từ khi vào trường đã đổi ba cô bạn gái, cười chọc. Mày thay người ta hay người ta thay mày? Tao mà mất giá vậy à? Tiêu Xuân Minh chỉ lên gân được một câu, rồi thở dài. Có một lần bị người ta thay, còn là cô bé tao thấy quyến luyến nhất. Hai em còn lại chỉ quen 2-3 tháng là thấy vô vị. Ai, thế là hỏng mất 1 năm, mấy ngày nữa sinh viên mới vào trường, phải rút kinh nghiệm. Hai thằng bọn mày có tham gia đón sinh viên mới không, kiếm vài em tâm sự lý tưởng cuộc đời, phụ đạo vài kinh nghiệm sống. Đỗ Phi cười râm, lắc đầu. Mày tưởng tao không muốn à, nhưng thời gian đâu ra. Là em đó hả? Trương Khắc chỉ cô gái mặc váy liền có hoa màu hồng bàn trên. Vừa rồi y thấy Tiêu Xuân Minh thi thoảng liếc nhìn cô gái. Cô gái này trông khá thanh tú, da trắng trẻo, mắt dài, cặp môi dày gợi cảm, còn uốn tóc rất thời trang, có điều trông hơi già trước tuổi, đang trò chuyện tíu tít với một nam xanh, che miệng cười khúc khích, đại khái không chú ý có người chưa dứt tình với mình. Trương Khắc cười gian hỏi Đỗ Phi. Hàng của Tiêu Xuân Minh cũng tính là bạn bọn mình chứ nhỉ? Tính chứ. Đỗ Phi gật đầu cười cũng hiểm không kém. Trương Khắc lại quay sang Tiêu Xuân Minh. Mày biết lái xe không? Tao thì lấy đâu ra bằng lái? Ok, dù sao tao cũng rảnh, mày có gan thì hẹn em đó tối đi dạo phố, tao lái xe cho mày. Tiêu Xuân Minh phấn chấn, hít mấy hơi lấy dũng khí chạy tới bắt chuyện với cô gái, một lúc sau ủ rũ bại trận quay về. Cô ấy nói tối phải tự ôn tập, không có thời gian đi dạo phố. Không sao, đợi lát nữa thử lại. Trương Khắc vỗ vai hắn an ủi. Lát nữa bọn mình ra trước. Trừ Thôi Úc Mạn ra, nhóm ba người trợ lý Tịch Nhược Lâm, hoặc tốt nghiệp đi làm hoặc học nghiên cứu sinh, không làm trợ lý chủ nhiệm khóa nữa, đã chọn ba người khác. Thôi Úc Mạn đúng là khỏe nói, cuộc họp tới 1 tiếng rưỡi mới kết thúc. Mọi người kêu đói dầm trời kéo nhau ra khỏi phòng, tới hành lang thấy một chiếc Mercedes 500 xách xám bạc đỗ ở sân, cho dù rất nhiều sinh viên không phân biệt được loại xe nhưng nhìn chiếc xe cũng đủ biết sự xa hoa của nó. Đám sinh viên đi qua đều tránh xa xa, sợ chạm phải thì xước một cái cũng táng ra bại sản cũng không đủ đền, có rất nhiều người đi một đoạn rồi vẫn quay đầu nhìn, các cô gái suốt ngày mơ mộng một chàng hoàng tử bạch mã từ trên chiếc xe đi xuống tới trước mặt mình ngỏ lời. Cô gái tóc uốn cùng bạn đi ra khỏi phòng, anh chàng lúc nãy quấn lấy nói muốn buổi tối ôn bài cùng, trước mặt bạn, cô gái tóc uốn rẻ rặt nói. Tính sau nhé, nói không chừng mình lười không rời phòng nữa. Đi vài bước thấy chiếc Mercedes. Cô gái tóc uốn theo bản năng bước chậm lại, thấy Tiêu Xuân Minh mở cửa xe bước ra đi tới, đột nhiên thấy tim đập loạn lên.
buổi tối anh có thể mời em tới phố Tân Thị chọn cho em một quà nhập học không? Cô gái tóc uốn đấu tranh nội tâm, do dự không biết có nên giữ cái một chút không, nhưng liếc thấy ánh mắt hâm mộ của đám bạn, cô gái đỏ mặt gật đầu, cũng không từ chối Tiêu Xuân Minh nắm tay mình. Trương Khác ngồi trong xe nhìn thấy hết tất cả, thầm thở dài, cảnh này y thấy nhiều rồi, kiếp trước y chỉ mê đắm nhục thể của các cô gái, chẳng quan tâm họ nghĩ gì trong lòng, đột nhiên do dự có nên nhận việc đón sinh viên mới hay không. Đỗ Phi giúp Tiêu Xuân Minh và cô gái tóc uốn mở cửa xe, vừa vặn nghe thấy cô gái nói. Anh còn lừa em nói ba mẹ anh là công nhân nghỉ việc, anh tưởng em là hạng con gái tham hư vinh à. Nếu anh nghĩ thế còn tìm em làm gì? Đỗ Phi huýt sáo, gác chân lên bảng điều khiển, nói với Trương Khác. Mày đưa tao tới ngõ học phủ là được, tao không rảnh đi dạo phố với bọn mày. Hả, mày cho rằng tao có kế hoạch đưa mày đi à? Trương Khác nhún vai. Ngày mai chị Vệ Lan sẽ tới, ba mẹ tao cũng tới kiến nghiệp chơi vài ngày. Tao còn phải đi đón Tĩnh Mông giúp chị tao mua đồ dùng. Kiếp trước tiêu chuẩn của Trương Khác là thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, các cô gái trong viện y đầu tránh xa, quan trọng là ăn cỏ gần hang khó mà một chân dẫm nhiều thuyền. Hơn nữa các cô gái xinh đẹp ở học viên âm nhạc và đỡ ít sư phạm còn nhiều hơn, chỉ mỗi Trần Ninh phá hỏng quy củ của y, từ đó mới trở nên yên phận. Thế nhưng một đêm thu năm 1999 nhìn thấy một cô gái mặt tràn chứa nước mặt đi qua, cho nên mới có chút ấn tượng về cô gái tóc quăn tên Từ Mai Mai này, còn về vì sao đêm khuya Từ Mai Mai khóc lóc về trường thì tin đồn từ ký túc xá nữ truyền ra chẳng qua là do tham hư vinh bị người ta chơi chán chê rồi bỏ. Từ Mai Mai đột nhiên nhìn thấy Trương Khác, Đỗ Phi hai nam sinh truyền kỳ trong viện ngồi hàng ghế trên thì trở nên câu nệ, Đỗ Phi còn đỡ một chút, thường ngày thi thoảng vẫn gặp trong lớp, nhưng Trương Khác. Bất kể chuyện bóng bay ở ký túc xá nữ, ra tay đánh lưu học sinh Hàn Quốc, mắng Chu Cẩn Tì hộc máu tại chỗ, vạch trần sự kiện bạo loạn bài hoa ở Indo đều mang đầy sắc thái truyền kỳ, nhưng 90% nữ sinh trong viện chỉ nghe tên chưa thấy mặt. Làm sao anh lại quen họ? Từ Mai Mai hỏi nhỏ Tiêu Xuân Minh. Tiêu Xuân Minh có chút lơ đễnh, Đỗ Phi quay lại cười chất nhả. Bọn này thời cao trung là bạn cùng lớp, em thử nói xem làm sao bọn này quen nhau. Từ Mai Mai hơi đỏ mặt e thẹn, không tiếp lời. Tới ngõ học phủ. Trương Khác đá Đỗ Phi xuống xe, rồi lái xe tới học viện âm nhạc đón Tôn Tĩnh Mông. Tôn Tĩnh Mông đang đứng trước cổng trường ngó nghiêng đợi Trương Khác, một chiếc xe màu đen tới trước y, có tên thanh niên thò đầu ra khỏi cửa xe bắt chuyện với Tôn Tĩnh Mông. Trương Khác không vội lái xe tới, định xem cô gái đáo để này ứng phó ra sao, chẳng hiểu Tôn Tĩnh Mông nói gì tên kia thụt ngay đầu lại lái xe chạy mất, thầm nghĩ, chẳng lẽ cô ấy chửi bậy dọa hắn chạy mất. Tôn Tĩnh Mông lúc này mới chú ý Trương Khác đã đổi xe mới. Trương Khác giúp cô mở cửa, Tôn Tĩnh Mông vừa vào xe đã hỏi. Đám người hầu của anh đâu? Nhìn thấy hai người ngồi sau, cô nhận ra Tiêu Xuân Minh giơ bàn tay trắng trẻo lên vẫy vẫy, coi như chào hỏi. Hai người cũng đi dạo phố à? Trương Khác tò mò hỏi cô nói gì với tên thanh niên bắt chuyện, Tôn Tĩnh Mông đặt túi sách lên bảng điều khiển, khinh khỉnh nói. Tôi mở túi sách cho hắn xem, hỏi hắn bao nổi tôi không? Trương Khác cứng họng luôn. Cô bé này đúng là không lấy lý lẽ bình thường ra suy đoán được. Chương 897, bóng em nơi đâu? Sau khi Tôn Tĩnh Mông lên xe, Từ Mai Mai trở nên trầm mặc, một cô gái coi trọng tướng mạo của mình thấy một cô gái xinh đẹp hơn, thường mất tự tin. Bọn họ tới cửa hàng KFC ăn tối, Tôn Tĩnh Mông thích món này, những chuyện nhỏ nhặt như thế, Trương Khác luôn chiều ý cô, rồi lại tới Đông Phương Plaza mua sắm đồ dùng cho mẹ con Vệ Lan, chuyện này tất nhiên có thể sai nhân viên đi làm. Nhưng chuyện gì cũng bảo người khác làm hộ thì cuộc sống còn lạc thú gì nữa. Mua đồ xong thì hơn 9 giờ rồi, liền lái xe về thẳng trường, trước chung cư thanh niên gặp Tịch Nhược Lâm, nhờ cờ giúp Tôn Tĩnh Mông mang đồ lên phòng, Trương Khác lái xe đưa Từ Mai Mai về ký túc xá, rồi đỗ dưới núi Hợp Hoan, thấy Tiêu Xuân Minh ủ rũ, mỉm cười lấy thuốc lá đưa cho hắn. Tiêu Xuân Minh ngồi im hút thuốc, một lúc lâu mới hỏi. Có phải con gái xinh đẹp đều tham hư vinh không? Vừa vặn có một đôi nam nữ đi qua trước mũi xe, lên núi Hợp Hoan, Trương Khác đánh mặt về phía đó, hỏi. Nếu cô gái đó thích mày thì mày có thích người ta không? Cô gái kia vóc dáng không tệ, vừa vặn quay đầu lại nhìn xe bọn họ, mặt đầy trứng cá, Tiêu Xuân Minh sợ run người lắc đầu. Tao có phải loại thích tự ngược đâu? Thế có cần tao trả lời câu của mày không? Tiêu Xuân Minh ngớ ra, hiểu ý Trương Khác, con gái ham hư vinh, con trai thì sao? Mình có gì khác đâu, có tư cách gì trách người ta.
Trương Khác tựa như tự nói với bản thân. So với cô gái xinh đẹp tham hư vinh, càng làm người ta khó chấp nhận là những cô gái xấu xí cũng tham hư vinh. Vỗ vai Tiêu Xuân Minh, cười nói. Được rồi, trốn vào phòng xem phim cấp 3 sex, hay chui vào chăn đọc tiểu thuyết dâm dục mang ảo tưởng về ái tình không có chút tạp chất nào thì không trưởng thành thành nổi đâu. Tình yêu à, giống như ma vậy, rất nhiều người tin, nhưng chưa ai thấy. Có điều chân tướng cũng chẳng tệ như mày nghĩ, có câu nước quá trong không có cá, người quá xét nét không có bạn mà. Đừng nghĩ cô gái tham hư vinh là xấu hết, tiếp theo thế nào thì mày tự nghĩ đi. À phải, chuyện tiếp đón sinh viên mới cho tao một suất, dù sao chẳng có chuyện gì đốt thời gian, nói với Lục Thiên Hữu hộ tao. Nói xong đuổi Tiêu Xuân Minh xuống xe, lẻ loi ngồi trong xe, nhìn từng bóng dáng nhấp nhô trong bụi cây trên núi Hợp Hoan, lấy thuốc ra hút, vừa rồi mình nói thì hay ho lắm. Nhưng chẳng phải bản thân vì không biết chính xác nguyên nhân Trần Ninh chia tay mình nên không sao quên nổi ư. Xít hai hơi ném mẩu thuốc lá vào bãi cỏ bên cạnh, hung dữ nghĩ, đốt sạch cái núi Hợp Hoan này cho xong, rồi lái xe về chung cư. Tôn Tĩnh Mông vừa xếp xong đồ mới mua, nhìn thấy Trương Khác đi vào, ngoẹo đầu nhìn y. Hình như anh đang mong đợi điều gì đó. Tôi mong đợi cái gì? Đợi chị Vệ Lan tới thôi. Trương Khác nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn trơn mịn của Tôn Tĩnh Mông quay đầu cô đi. Ai mà biết trong đầu anh nghĩ cái gì? Tôn Tĩnh Mông rất hoài nghi. Tôi cứ có cảm giác anh có gì đó không ổn. Trương Khác chỉ cười xòa không đáp. Tuy nói bên này giúp Vệ Lan chuẩn bị rất nhiều, nhưng khi Vệ Lan từ Tân Vu tới vẫn mang cả một đống, trừ đồ dùng tắm rửa giặt rũ, còn có chăn màn, có tới 4 cái đệm chua mùa đông. Cha Vệ Lan là công nhân chất phác, thím Vệ tuy chân hơi tập tễnh. Nhưng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, nét mặt Vệ Lan thừa hưởng từ mẹ, có thể nhìn ra thím Vệ năm xưa cũng là một mỹ nhân. Lương Cách Chân không yên tâm về con trai, mới nhân cơ hội đưa Vệ Lan đi học tới kiến nghiệp một tối cằn nhằn Trương Khác một tối, hôm sau lo cho chồng lại chạy về Tân Vu, cha mẹ Vệ Lan cả đời chưa rời Tân Vu, ở lại chơi với con gái 3 ngày, một ngày trước khi Vệ Lan chính thức nhập học mới về Tân Vu. Vệ Lan cao trung bỏ học đi làm 2 năm, lại theo địch Đan Thanh. Cho nên chuyện nhỏ nhặt như báo danh nhập học này tất nhiên không cần người nhà theo cùng. Trương Khác báo danh tham gia tiếp đãi học sinh mới, nhờ Lục Thiên Hữu nay là chủ tịch hội sinh viên Việt, nên y mới nhà nhã ngồi bên đường chỗ tiếp đãi chờ đợi sinh viên mới. Chiều ngày 6 tháng 9, một thiếu niên non nớt xách hành lý rụt rè đặt trước 3 chiếc bàn ghép lại dùng làm chỗ tiếp đãi, Trương Khác không nhìn thấy bên cạnh hắn có cô gái chưa hết vẻ trẻ con, có đôi mắt linh động, trái tim bỗng nhiên đập cuồng loạn. À, tôi nhận ra anh. Thiếu niên kia nhìn thấy Trương Khác cũng ngẩn ra một lúc mới nhớ ra buổi chiều mưa hoàng hôn 2 năm trước, kinh ngạc chỉ vào Trương Khác kêu lên. Trương Khác cảm thấy hai tay mình đang run rẩy, chân cũng run rẩy, tim như muốn vỡ tung, y phải cực lực khống chế không hỏi vì sao Trần Ninh không xuất hiện. Cô ấy bị bệnh sao, hay cô ấy không thi đỗ? Chẳng lẽ mình làm vận mệnh của cô ấy thay đổi, không biết cô gái tâm cao khí ngạo như Trần Ninh nếu không đỗ sẽ đả kích thế nào? Chẳng lẽ kiếp này định sẵn mình và cô ấy sẽ tách ra 2 con đường? Vì Đường Thanh, ông trời sắp đặt cho mình quay về thời điểm đó là vì Đường Thanh sao? Có Đường Thanh rồi, ông ấy sẽ bắt mình phải chia tách với cô ấy. Đầu óc Trương Khác bấn loạn, không thể nở nụ cười thiện ý với thiếu niên kia, cũng không nói với Tiêu Xuân Minh tiếng nào. Y ngồi ở đây suốt 2 ngày, kết cục là vậy sao, mình không còn gặp được cô ấy nữa sao, Trương Khác đẩy bản, đi như người mất hồn ra khỏi trường. Mã Hải Long xuất hiện hỏi y muốn đi đâu, Trương Khác nói tâm trạng không tốt, không muốn có người đi theo. Trước nay Trương Khác luôn cho rằng được sống lại một lần nữa là chuyện hết sức may mắn, những chuyện trước kia, đau đớn, nuối tiếc hay ân hận. Y đều mang tâm thái để nó tùy theo duyên phận, không ngờ tới lúc gặp phải rồi, trong lòng vẫn không cởi bỏ được. Tuy nói ngõ học phủ đã thay đổi hoàn toàn rồi, nhưng đợi ít Đông Hải vẫn còn, đợi ít sư phạm vẫn còn, học viện âm nhạc cũng không có gì thay đổi. Cô ấy đâu rồi? Đầu óc trống rỗng chỉ biết đi, đi và đi, không biết đi bao lâu, đi tới chỗ nào, hình ảnh Trần Ninh lúc mờ lúc rõ, nhìn thấy một quán ăn nhỏ, nhớ ra từng cùng Trần Ninh ăn ở đó, đi vào, gọi gà cay, đậu hũ chẳng nhìn thấy trong quán còn món ăn nào cô ấy thích, gọi thêm một ít bia, uống, rồi uống chẳng biết 4 hay 5 chai, chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, tay chân càng giá lạnh, tim đập thình thịch, thình lình thấy một bóng lưng nhỏ nhắn xuất hiện ở trước cửa quán, tuy chỉ là cái bóng lưng thôi. Nhưng nó ăn sâu vào ký ức của Trương Khác. Chẳng suy nghĩ chút nào liền đuổi theo. Lý Hinh Dư vui mừng nhìn thấy Trương Khác từ trong một cái quán nhỏ bên đường chạy ra, định nở nụ cười ngọt ngào với y,
không ngờ Trương Khắc chân xoắn lại vấp vào nhau, người theo đá lao tới phía trước, nếu không giữ y lại kịp thời nhất định y sẽ ngã cắm mặt xuống nền đường. Trương Khắc lao thẳng vào lòng Lý Hinh Dư ôm chặt lấy cô, dùng thứ tiếng địa phương mà cô không hiểu nói gì đó, ôm cô mỗi lúc một chặt hơn. Lý Hinh Dư luống cuống, là bạn bè, cô không thể cứ thế đẩy Trương Khắc ra được, tuy eo bị Trương Khắc siết chặt phát đau, nhưng nhìn dáng vẻ bi thương, mặt đầy nước mắt của y, Lý Hinh Dư không hiểu ở Trung Quốc ai có thể khiến chúa tể một đế quốc kinh tế thành ra như thế, chẳng lẽ người thân của y có biến cố, nhân viên của Cẩm Hồ không thấy đâu, chỗ mềm yếu nhất trong lòng cô sao động, nỗ lực dìu Trương Khắc về chỗ ở của mình, chẳng hề bận tâm một bàn tay của y đặt lên ngực mình. Chủ quán tất nhiên không cho phép một kẻ ăn quỵt đi như thế, vừa chửi vừa đuổi theo, nhưng Mã Hải Long kịp thời xuất hiện chặn lại, đưa cho ông ta 200 đồng. Đủ chưa? Chủ quán nghi hoặc nhìn Mã Hải Long, nhưng chỉ cần có người trả tiền là được, không cập biết là ai trả. Còn dư một ít, tôi lấy thực đơn ra cho anh tính. Đủ là được rồi. Mã Hải Long không có tâm tư tính toán mấy đồng tiền lẻ với ông ta, lúc này Địch Đan Thanh gọi điện tới, hắn liền báo cáo. Chúng tôi đang ở phụ cận tiểu khu Tinh Hải, Khác thiếu gia uống nhiều hơi say, vừa khéo gặp được tiểu thư Lý Hinh Dư của Samsung, hình như cô ấy dìu Khác thiếu gia về chỗ ở của mình. Thuận tay nhặt di động Trương Khác đánh rơi dưới đất lên. Chương 898, sau khi say rượu. Địch Đan Thanh cúp điện thoại, tức tối nói. Tên nhóc này lên cơn điên cũng gặp mỹ nữ, ông trời sao không bảo Thiên Lôi đánh chết y đi. Bên ngoài có người gõ cửa, đi ra nhìn qua lỗ mắt mèo, thấy Tôn Tĩnh Mông liền mở cửa. Trương Khác đâu rồi, hôm nay đã nói sẽ chúc mừng chị Vệ Lan nhập học mà, sao y lại biến mất tích? À, Địch Đan Thanh cười che giấu. Đột xuất nhận được một cú điện thoại rời kiến nghiệp rồi, tôi đang định nói với cô chuyện này, chúng ta cứ ăn thôi, kệ cậu ta. Địch Đan Thanh mà muốn nói dối thì Tôn Tĩnh Mông làm sao nhận ra được, cô cũng không nghĩ nhiều, tưởng Trương Khác có chuyện khẩn cấp không thoát thân được, khoác tay Địch Đan Thanh đi ra ngoài, vào thang máy rồi còn hết sức nghiêm túc hỏi. Chị có thấy tên nhóc đó gần đây hơi bất thường không, em luôn có cảm giác y đang chờ đợi ai đó. Chờ đợi ai? Địch Đan Thanh vờ hồ đồ hỏi. Tôn Tĩnh Mông lắc đầu, cô cũng không tin lắm vào trực giác của mình, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Địch Đan Thanh thầm nghiến răng căm hận, may mà bà cô đêm đó không cho tên khốn khiếp đó chiếm được cơ thể, nếu không lúc này phải nói dối thay y, chẳng phải uất ức chết thôi à. Nhưng cũng lấy làm lạ vì sao tâm trạng của Trương Khác đột nhiên lại tệ như thế. Có Mã Hải Long dẫn người theo sát, không thể xảy ra vấn đề gì. Nếu nói có vấn đề cùng là vấn đề của cô công chúa Samsung kia, mặc sắc y, hôm nay bà cô cũng không say không về. Địch Đan Thanh càng nghĩ càng tức, nhưng vẫn tươi cười như hoa trò chuyện với Tôn Tĩnh Mông, thầm than, ai bảo y là ông chủ chứ. Lý Hinh Dư dừng hết sức mới đỡ được Trương Khác mềm nhũn như bún không bị ngã xuống, lần mò mở cửa, nhẹ nhàng đặt y nằm xuống sàn phòng khách, cô vừa dọn vào đây ở. Cả phòng khách rộng lớn chỉ có bức tường trắng tinh cùng rèm cửa sổ. Trương Khắc tuy gầy, nhưng cao, thể trọng tới 70kg, người say cảm giác nặng hơn cả vật 70kg thông thường nhiều, đặt được Trương Khắc xuống thì cô cũng mệt đừ người, cảm thấy tim như ngừng đập, nhìn Trương Khắc say bất tỉnh nhân sự chỉ biết cười khổ, không biết xử lý ra sao, đưa tay sờ túi y, không ngờ di động, ví tiền đều không mang trên người. Cô cũng không biết cách liên lạc với phía Cẩm Hồ, quyết định không để cho Lý Tại Thù hoặc Kim Nam Dũng biết mình đem Trương Khác say rượu về chỗ ở. Chẳng còn sức mà đỡ Trương Khác lên tầng trên nữa, Lý Hinh Dư lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên mặt Trương Khác, ngồi xuống sàn đá lạnh, chăm chú nhìn Trương Khác ngủ say, thầm nghĩ khuôn mặt này thật đẹp trai, cái môi cũng đẹp, cái mũi cũng đẹp, cái mắt cũng đẹp. Lý Hinh Dư nghỉ một lúc lấy lại sức, tính đỡ Trương Khác lên phòng lầu trên. Tính để Trương Khác ở tạm đây hôm nay, đợi mai y tỉnh rượu tự biết phải về thế nào, vừa mới đỡ Trương Khác lên thì thấy yết hầu y cuộn lên, thức ăn trong bụng cứ thế ổng ọc phun ra. Á! Lý Hinh Dư giật mình, thiếu chút nữa theo bản năng đẩy Trương Khác xuống đất, ôm lấy eo y từ từ đặt xuống đất, trong phòng toàn mùi đồ nôn ra rất khó ngửi, trên người cô cũng dính rất nhiều. Lý Hinh Dư bịt mũi nhón chân đi vào phòng vệ sinh, cởi y phục ra, chỉ mặc mỗi quần áo lót. Rón rèn thò đầu nhìn ra phòng khách, thấy Trương Khác không có vẻ gì là sẽ tỉnh lại, tinh nghịch thè lưỡi ra, tay còn giữ về phía Trương Khác, cười khúc khích, lại cảm thấy trường hợp này mình nên khóc hoặc tức giận mới đúng. Rồi cứ để cơ thể cực kỳ gợi cảm nửa khỏa thân như thế cầm khăn ra lau thứ nôn vung vãi trên sàn, thấy trên người Trương Khác cũng có, cởi áo sơ mi ngắn tay của y ra,
xấu hổ không cởi nốt quần y ra, lấy khăn lau thứ bẩn trên quần y. Nhìn Trương Khác thân trên để trần ngay trước mặt mình, da gì mà trắng như con gái, Lý Hinh Dư lấy một ngón tay ra chọc chọc nhẹ lên người y, mềm thật, lại nhìn cơ thể chỉ có hai món đồ lót của mình, Lý Hinh Dư vừa xấu hổ vừa bổn cười. Lý Hinh Dư yếu sức, chỉ có thể ôm Trương Khác kéo lên lầu, thân trên hai người dán vào nhau, đặc biệt là bầu ngực đồ sổ liên tục dính hẳn lên người Trương Khác, lại cọ sát theo cử động của cô, nhưng Lý Hinh Dư không cảm giác ghét chút nào, chỉ có chút cảm giác tê tê từ đầu vú, làm cô tai nóng lên như phát sốt, chẳng thể bỏ Trương Khác lại nửa chừng kiếm cái áo mặc thêm vào, thầm tức tối nghĩ, sinh ra bộ ngực to thế này làm gì, mặc dù lúc này Trương Khác không có chi giác, nhưng cô thì có, ôm một người đàn ông mình trần chứ có phải là ôm gấu bông đâu. Nghĩ thế gò má ửng hồng, muốn nhéo y một cái, nhưng sợ Trương Khác tỉnh, chùn mũi làm mặt xấu với y, hết sức đáng yêu. Vừa lôi vừa kéo, áo lót của Lý Hinh Dư tuột mất một bên mà không biết, gần nửa bầu ngực trắng với một phần quầng vú hồng tươi lộ ra ngoài, nếu có ai đó khác nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ chảy mấy lít máu mũi chứ chả đùa. Lý Hinh Dư phí hết ức bình sinh mới kéo được Trương Khác lên lầu, lòng còn cầu khẩn, đừng nôn nữa nhé. Tôi cũng chỉ có một gian phòng này thôi đấy. Thấy Trương Khác nằm trên giường mình ngủ say tít, nhẹ nhàng khép khép cửa lại đi xuống lầu dọn dẹp. Sạch sẽ cả rồi Lý Hinh Dư mới đi tắm, nằm trong bồn nước nóng ấm áp, cô cảm thấy toàn thân hư thoát, thì ra chiếu cố một nam nhân say rượu khổ cực như thế. Cô mặc một chiếc quần cộc, áo hoa vải mềm, nghĩ Trương Khác chắc còn lâu mới tỉnh lại, cho nên cũng chẳng mặc thêm áo lót, chẳng biết sao trừ cha ra thì Trương Khác cũng là nam nhân làm cô cảm thấy an tâm. Thu dọn xong hết cả mọi thứ rồi, về phòng thấy Trương Khác vẫn nằm im với tư thế cũ, ngủ say như chết vậy, lại lo y bị trúng độc rượu, sờ lên ngực y, thấy tim đập vẫn ổn định, còn tim mình đập không bình thường chút nào, cũng yên lòng ngồi xuồng chiếc bàn kê gần đầu giường, lật sách của Đỡ Ết Sư Phạm xem nội dung bài học ngày mai. Có lẽ là do quá mệt, vừa xem được mấy trang thì mí mắt díp vào, Lý Hinh Dư ngả người nằm xuống sàn, cảm thấy người ê ẩm, đứng dậy nhìn Trương Khác chiếm mất cái giường êm ái của mình rồi, hơi giận, đành cẩn thận tìm một chỗ trống cuối giường co do nằm ngủ. Địch Đan Thanh uống không ít rượu, cùng Vệ Lan, Tôn Tĩnh Mông cũng ngà ngà say về trung tư, thấy Trương Khác chưa về, gọi điện cho Mã Hải Long hỏi, hắn ấp úng một lúc mới nói. Khác thiếu gia đêm nay chắc ở lại biệt thự Tinh Hải. Mã Hải Long không ngờ được Trương Khác uống có 4 chai bia mà say thành như thế, Địch Đan Thanh càng không biết Trương Khác đã say bất tỉnh nhân sự, cúp điện thoại hầm hầm đi vào phòng. Tôn Tĩnh Mông và Vệ Lan ngồi co chân trên ghế sofa, thấy Địch Đan Thanh vẻ mặt khác thường, hỏi. Làm sao mà trông hung dữ thế, ai đắc tội với chị? Mai bảo Trương Khác xử lý hắn. Mồm miệng đầy lời thổ phỉ hung hãn, trong cầu thang máy còn nhờ Địch Đan Thanh dậy chửi bậy. Nếu hôm đó đó để cho y chiếm cơ thể này còn có tư cách lên tiếng, giờ người ta là ông chủ, mình là trợ lý ăn lương, chuyện chùi đít thay y này phải cố nhịn mà làm, Địch Đan Thanh thở dài. Giờ ai dám đắc tội với tôi chứ, chỉ là nghĩ tới chuyện cũ, trong lòng thấy căm hận mà thôi. Thực sự là đang rất căm hận. Tôn Tĩnh Mông tâm cơ đơn thuần, ồ một tiếng nói. Chị Địch, đêm nay chị cũng ngủ ở đây đi, dù sao Trương Khác cũng không về. Ba chị em mình ngủ trên cái giường lớn của y, đêm tiếp tục tâm sự hay biết chừng nào. Tôn Tĩnh Hương hơn cô cả chục tuổi, Tôn Tĩnh Mông nhỏ tính tình cô độc không có bạn chơi cũng không có người tâm sự chuyện trong khuê phòng thiếu nữ, có Vệ Lan cùng tuổi tới, cô là người hưng phấn nhất. Địch Đan Thanh quyết tâm loại bỏ hình ảnh Trương Khác và Lý Hinh Dư đang điên đảo loan phượng ra khỏi đầu, nói. Chúng ta mang thêm ít rượu vào phòng, uống cho sướng, uống sau thì thôi, có điều phải nhớ khóa cửa lại. Tránh tên nhóc kia sáng sớm về nhà dở trò với chúng ta. Chương 899, bắt gian tại trận. Xảo Trinh mà biết anh Tú Tàng vì mình nhập học mà tới kiến nghiệp, nó nhất định sẽ vô cùng vui mừng, nhất định sẽ rất cảm động. Lý Tại Thù nói chuyện với chỉ tá Tú Tàng lúc nào cũng có chút nịnh nọt lấy lòng, bản thân hắn hoàn toàn không ngại, chỉ huy lái xe tới biệt thự của Lý Hinh Dư, thấy phía trước đỗ hai chiếc Mercedes, cảm thấy rất kỳ quái. Chỉ tá Tú Tàng nhìn hai chiếc Mercedes đắt tiền, cười khẩy nói. Người China có rất nhiều người giàu, mặc dù đại bộ phận rất nghèo, nhưng quan viên và doanh nhân cùng với những người có liên quan tới bọn chúng luôn giàu có. Bộ phận này tuy không tỷ lệ không nhiều, nhưng với 1.3 tỷ dân lại hình thành một thị trường khổng lồ, nghe nói Samsung cũng rất coi trọng thị trường China này. China, cách gọi miệt thị của người Nhật với người Trung Quốc, sau năm 1931 lúc đó Nhật thắng Trung Quốc nên rất đắc ý.
Từ này thậm chí còn được dùng trong một số văn bản chính thức của người Nhật, mãi tới sau khi Nhật bị Trung Quốc đánh đuổi mới bỏ kiểu gọi này trong các văn bản, không rõ phiên âm sang tiếng Nhật thì China là gì, nhưng nó là cách gọi xúc phạm, chú Nhật cũng mượn, thử tưởng tượng công văn ngoại giao chính thức mình gọi Trung Quốc là khựa nó ngu cỡ nào. Không có người Trung Quốc ở đây, thì thoảng nói vài câu kỳ thị Trung Quốc chẳng ảnh hưởng gì, nhưng Lý Tại Thù thì nhớ lại năm ngoài mình và Kim Nam Dung dùng tiếng Hàn nói xấu quốc gia này, chẳng có gì to tát. Không ngờ bị Trương Khắc ngồi đằng sau hiểu tiếng Hàn nghe được cho một bài học, giờ nhớ lại trong lòng vẫn cảm thấy đau đau. Lý Tại Thù đương nhiên không sửa lời cho chỉ tá Tú Tàng, theo thói quen cười nịnh. Samsung lúc nào chẳng phải ngửa mặt nhìn Mitsui. Cơn bão tài chính châu Á có xu thế lan rộng, Samsung ngày một lún sâu, cho nên trước mặt chỉ tá Tú Tàng tất nhiên phải hạ mình, hy vọng dựa vào tình cảm giữa chỉ tá Tú Tàng và em họ giúp đỡ Samsung, đi tới cửa bấm chuông. Mã Hải Long ngồi trong xe, ngả đầu dựa vào lưng ghế ngủ, bị nhân viên bên cạnh đánh thức, ngạc nhiên thấy một chiếc Lincoln màu đen đỗ trước biệt thự của Lý Hinh Dư, vội đẩy cửa xuống xe. Trương Khắc bị tiếng chuông cửa đánh thức, đầu đau như nứt ra, hoang mang không biết mình ở đâu, chỉ còn nhớ mình nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, thế rồi theo tiềm thức xông ra ngoài quán cơm đuổi theo, bị nước mắt che mờ, trong tích tắc đứng dậy, hơi men sộc lên người, cơ thể không còn khống chế được nữa, chỉ có cảm giác ý thức tan vỡ. Trương Khắc thấy hai chân mình được ôm trong một lòng ngực ấm áp êm ái, ngẩng đầu lên thấy cô gái kia mặt áp sát vào vế đùi mình, mặt bị mái tóc dài đen nhánh che đi, trái tim Trương Khắc hoảng lên, thì ra tích tắc trước khi ý thức tan vỡ không phải là nằm mơ. Y vừa hơi nhúc nhích, Lý Hinh Dư liền tỉnh lại, mơ màng mất mấy giây mới ý thức được mình ôm đùi Trương Khắc trong lòng mà ngủ, hoảng loạn buông ra, chống người dậy nhìn Trương Khắc, hỏi câu thừa thãi. Anh tỉnh rồi à? Lý Hinh Dư cổ áo thõng xuống. Bên trong không hề có áo lót, hai gò núi tuyết trắng lõa lổ ngay trước mắt, Trương Khắc lúc đầu thấy Lý Hinh Dư ôm chân mình ngủ, chứ không phải là cô gái mà y mong đợi, tim bỗng nhiên như có cái kim đâm qua một cách tàn nhẫn. Lý Hinh Dư rất giống với cô gái người mẫu xe Hàn Quốc, trong máy tính của Trương Khắc lưu trữ cả đống ảnh của cô gái đó, hơn nữa y thích nhìn lưng mông các cô gái, nên ảnh chụp lưng đặc biệt nhiều, chẳng trách khi say lại cảm thấy bóng lưng cô ấy quen như vậy. Lúc này hai bầu ngực Lý Hinh Dư như hái trái đào lớn chín mọng không chút gì che chắn phơi bày hoàn toàn trước mắt, song Trương Khắc chỉ cảm thấy lòng xót xa, chẳng có tâm trạng thương thức, đưa tay ra chỉ. Á! Lý Hinh Dư nhớ ra bên trong mình không mặc cái gì cả, chiếc áo tê, sớt còn mỏng manh như nhìn xuyên qua được, cuống quýt lấy hai tay ôm ngực, xấu hổ không dám nhìn Trương Khắc, cúi đầu nói. Hôm qua thấy anh say ngã trên đường, nên tôi nhặt anh về. Nhặt về! Trương Khắc cười méo miệng, mình thành chó mèo hoang rồi à, Lý Hinh Dư dùng Hán ngữ đúng là chuẩn xác. Nghe thấy tầng dưới có tiếng chuông cửa reo, Lý Hinh Dư chẳng rảnh nghĩ tới tư vị chua chát trong lời Trương Khắc, hơn nữa hai người ngủ chung một giường, cô không dám đối diện với y, bản năng tìm cớ trốn tránh, hoảng hốt đi chân đất nhảy xuống giường, tay che ngực ra mở cửa. Em vẫn đang ngủ à, sao mở cửa muộn thế? Lý Tại Thù hơi bất mãn, nghi hoặc nhìn Lý Hinh Dư tóc tai rối bời. Chỉ tá Tú Tàng cũng nghi hoặc nhìn cô, thấy mặt Lý Hinh Dư còn phớt áng hồng thẹn thùng, tay ôm ngực, thầm nghĩ, chẳng lẽ cô ấy không mặc áo lót? Sao mọi người tới mà chẳng nói trước câu nào là sao? Lý Hinh Dư trong lúc hốt hoảng mở cửa, đợi tới khi Lý Tại Thù và chỉ tá Tú Tàng vào trong rồi mới nhận ra chuyện không hay, nếu để bọn họ nhìn thấy Trương Khắc ở trong nhà chẳng phải là náo loạn trời đất sao? Chỉ tá Tú Tàng nhìn thấy chiếc giày nam trong giá để giày nghi ngờ trong lòng tăng. Mặt đanh lại sám ngắt, chưa đợi Lý Hinh Dư kiếm cớ lửa hai tên này đi thì Trương Khắc đã để thân trần, loạng choạng vịn cầu thang đi xuống, do y chưa hoàn toàn tỉnh rượu, đầu đau như lấy chảy dã vào, nhìn thấy chỉ tá Tú Tàng và Lý Tại Thù ở dưới lầu còn ngớ ngẩn gật đầu chào. Chỉ tá Tú Tàng mới nhìn thấy Trương Khắc đi xuống, mất mấy giây đầu óc ngừng vận chuyển, nhưng cái gật đầu chào hỏi kia của Trương Khắc làm trong tích tắc ngọn núi lửa trong lòng hắn nổ tung. Thằng chó! Chỉ tá Tú Tàng giống lớn xông tới. Túm lấy cổ áo Trương Khắc lôi xuống thang. Trương Khắc giờ mới tỉnh táo một chút, lúc rảnh rỗi y thường theo Mã Hải Long học mấy chiêu cầm nã hỗ thân, lật tay bóp lấy hổ khẩu của chỉ tá Tú Tàng gạt ra. Lên cơn à! Đối với một nam nhân tự phụ mà nói, còn có chuyện gì làm hắn phẫn nộ hơn nữ nhân mà chính bản thân hắn chưa chạm vào được một cọng tóc lại để cho nam nhân khác chiếm mất lần đầu. Chỉ tá Tú Tàng bị lửa giận che mờ lý trí, lại giống lên. Chằng chó, đồ khốn! Đồ China, mày dám chơi đùa nữ nhân của tao à?
đưa tay ra túm tóc Trương Khác, vung chân đá tới. Trương Khác lách người né, nhưng chân mềm nhũn trẹo đi, thiếu chút nữa ngã lăn ra, Lý Hinh Dư còn tưởng Trương Khác bị đá trúng rồi, vội vàng lao tới che cho Trương Khác, hét lên. Chuyện không phải như anh nghĩ, chúng tôi không làm gì cả, hơn nữa tôi cũng không phải là nữ nhân của anh. Lý Hinh Dư tay vẫn không quên che ngực, hiển nhiên bên trong không mặc áo lót, Trương Khác thì mình trần, chân đất, dáng vẻ kiệt quệ, ngay cả Lý Tại Thủ đứng bên cạnh xem trò hay cũng không tin đêm qua không có chuyện gì xảy ra, hiện hắn chỉ mong chỉ tá Tú Tàng bị ghen tuông làm mờ mắt. Đương nhiên trong lòng Lý Tại Thủ cũng giận dữ vô cùng, công chúa Samsung mệnh danh đóa hoa Nam Hàn lại bị nam nhân China biến thành hoa tàn, đúng là sỉ nhục của gia tộc, nhưng hắn vẫn giữ được lý trí. Lý Tại Thù cực kỳ hối hận đi cùng với chỉ tá Tú Tàng qua đây, nếu chỉ tá Tú Tàng tới một mình, thì nếu hắn đánh chết Trương Khác, hay bị Trương Khác đánh chết, hoặc chết luôn cả hai là một kết cục vô cùng hoàn mỹ, sẽ chẳng ai đẩy trách nhiệm lên một cô gái, đầu óc hắn tức tốc vận hành, tính toán làm sao thừa cơ xả mối hận trong lòng. Thằng khốn nạn, con dâm phụ. Chỉ tá Tú Tàng thấy Lý Hinh Dư đứng ra bảo vệ Trương Khác vung tay tát cô một cái, xô mạnh sang một bên, tiếp tục đá Trương Khác. Thằng chó, mày dám đánh cô ấy. Trương Khác thấy Lý Hinh Dư bị đánh, lửa giật cũng ngùn ngụt bốc lên, bị đá trúng ngực, cắn răng thừa thế ôm luôn lấy chân hắn, kéo chỉ tá Tú Tàng ngã luôn xuống đất, không thèm suy nghĩ đạp vào mặt chỉ tá Tú Tàng, nhưng sau say rượu, người yếu ớt đá hụt, cả người ngồi lên mặt hắn, hai nam nhân ôm nhau vật lộn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 900, chuyện phức tạp rồi. Lý Tái Thủ bề ngoài không giúp ai cả, nhưng khi Trương Khác và chỉ tá Tú Tàng lăn tới chân hắn thì lại thò chân ra đá trộm Trương Khác một cái. Lái xe và vệ sĩ của chỉ tá Tú Tàng định xông vào giúp, nhưng bị Mã Hải Long dẫn người khống chế, Mã Hải Long vào phòng, đưa tay bóp cổ Lý Tại Thủ đang định, cắn trộm, đẩy ngã xuống đất, lại khóa khớp bả vai của chỉ tá Tú Tàng, tách hắn khỏi Trương Khác, thấy hắn vẫn chưa cam tâm đạp Trương Khác một cái, quát. Ở Trung Quốc mày bớt ngông cuồng đi. Trương Khác chật vật bò dậy, trong lòng y trống rỗng, chẳng còn tâm tình so đo với Lý Tại Thù, chỉ tá Tú Tàng, nhưng thấy Lý Hinh Dư vừa bị đánh vừa bị đẩy ngã ra đất trông hết sức đáng thương, lòng xót xa hỏi. Hay là cô đi với tôi? Lý Hinh Dư thấy chỉ tá Tú Tàng như con thú điên, sao dám ở lại đây, vừa đứng dậy được là trốn ngay sau lưng Trương Khác, còn không quên giải thích. Tôi và anh Trương Khác không như các người nghĩ, anh ấy uống say tá túc ở đây. Trương Khác say rượu tá túc ở đây, còn vệ sĩ của y lại canh ngoài biệt thự, chỉ tá Tú Tàng có ăn cứt chó mới tin hai người này đêm qua không làm gì, nam nhân bình thường còn khó cưỡng lại sức hấp dẫn của Lý Hinh Dư, nói gì sau khi say, có điều bị Mã Hải Long bóp vai không vùng vẫy được, gầm gừ nhìn Trương Khác nói. Tao sẽ cho mày biết thế nào là cảm giác hai bàn tay trắng. Trương Khác chẳng buồn cãi nhau với hắn, chỉ lãnh đạm nói. Tao chờ đấy. Nắm tay Lý Hinh Dư còn đang hoảng loạn ra khỏi biệt thự, y thực sự còn chưa tỉnh rượu, đi xuống bậc thềm ngã lăn ra, kéo cả Lý Hinh Dư ngả theo, cả hai luống cuống đứng dậy, chui vào trong xe, Lý Hinh Dư xấu hổ che mặt không dám nhìn ai, nếu nói bọn họ không phải là một đôi gian phu dâm phụ, tới ngay vệ sĩ của Trương Khác cũng chẳng tin. Nhìn Lý Hinh Dư để Trương Khác nắm tay dẫn đi, chỉ tá Tú Tàng giận tím mặt, quát vào mặt Lý Tại Thù. Còn không mau thông báo cho Đại sứ quán Hàn Quốc. Hinh Dư bị thằng China lừa đi rồi. Lý Tại Thù trong lòng cũng sôi lên sùng sục, song vẫn còn tỉnh táo, khẽ vỗ vai chỉ tá Tú Tàng. Anh Tú Tàng, đây là Trung Quốc, và lại Xảo Trinh là người trưởng thành rồi, đợi lát nữa tôi sẽ gọi nó về mắng cho một trận, nó là đứa bé ngoan, sẽ không phá hỏng tình hữu nghị giữa Samsung và Mitsui đâu. Lý Tại Thù không phải cấp dưới của hắn, chỉ tá Tú Tàng không thể tùy tiện chút giận lên đầu dược, dậm chân vò đầu đi lại trong phòng. Không nghĩ ra cách nào giành lại Lý Hinh Dư, đầu năm ở Tokyo thấy cô đi với tên China đó hắn đã cảnh giác rồi, tới khi Lý Hinh Dư nhất định tới Trung Quốc du học, hắn càng tin nhất định là vì tên China đó. Sao mà chịu nổi được, chỉ tá Tú Tàng chỉ muốn băm vằm Trương Khác làm trăm mảnh mới hả, nhưng hắn không phải là người bị phẫn nộ chiếm cứ là không suy nghĩ được nữa, đừng nói đây là Trung Quốc, cho dù là Nhật Bản, đối phương là người sáng lập ra Cẩm Hồ. Trừ khi hắn dám liều phá hỏng kinh tế qua lại giữa Nhật Trung mới có thể làm gì thì làm. Vụ án 516 đã gây tổn hại nghiêm trọng cho bố cục Mitsui thẩm thấu vào kinh tế Trung Quốc, hắn phái tới đây là để gánh trọng trách khôi phục bố cục chứ không phải đi đánh ghen. Cho dù không cam lòng, cũng không thể để điểm yếu bị kẻ cạnh tranh trong nội bộ Mitsui nắm được,
Chí Tá Tú Tàng nghĩ thế, mặt đanh lại cắn răng xoa dịu lửa giận trong lòng, hắn cần chút thủ đoạn để tên Chi Na kia biết thế nào là đau khổ dám cả gan tranh nữ nhân với hắn. Ngoài ra hắn biết Lý Tại Thù không muốn bùng phát bê bối của gia tộc Lý Kiện Hy tại Trung Quốc, mà đâu chỉ mất mặt Samsung. Nếu để đám con rùa ở Nhật Bản biết mỹ nhân mình trông đợi 10 năm bị nam nhân Chi Na hưởng trước thì cả đời này đừng mong ngẩng đầu lên trước mặt chúng. Nhìn bề ngoài Chí Tá Tú Tàng đã bình tĩnh lại, nhưng sâu trong lòng có một ngọn lửa càng cháy càng dữ dội. Lý Hinh Dư một tay che ngực, một tay che gò má bị Chí Tá Tú Tàng tát tới bây giờ vẫn còn đau rát, chẳng cần soi gương cũng biết mặt mình nhất định có 5 vết ngón tay rõ ràng, vậy mà vẫn còn rối rít xin lỗi Trương Khác. Tú Tàng quá vỗ lễ rồi. Gây ra phiền phức lớn thế này cho anh, thực sự hết sức xin lỗi. Ôi, cô bé này, Trương Khác nhìn Lý Hinh Dư như thế chẳng biết nói gì nữa. Xe khởi động, Lý Hinh Dư mới chợt nhớ giấy tờ dùng để hôm nay đi báo danh ở đợi sư phạm vẫn còn trong nhà, ấp úng nhờ Trương Khác lấy hộ, cô không dám quay lại nhìn khuôn mặt như dã thú của Chí Tá Tú Tàng nữa. Trương Khác sai Mã Hải Long phái 2 nhân viên làm theo lời Lý Hinh Dư, lấy đồ cô cần từ trong biệt thự ra. Lý Hinh Dư ngại không nhờ người lấy cả đồ lót trong phòng ngủ, thấy hộ chiếu, giấy báo nhập học, chứng minh, hồ sơ đều có rồi, liền không lên tiếng nữa, ôm vào lòng ngực ngồi cuộn mình trong góc xe. Trương Khác chẳng thèm quan tâm Chí Tá Tú Tàng và Lý Tại Thù ở trong phòng có sắc mặt thế nào, bảo tài xế lái xe về ngõ học phủ, nhưng nhận ra đưa cô tới đó cũng rất đau đầu, ở đó đã có quá nhiều mầm họa, đưa thêm một cái tới nữa, chẳng phải náo loạn tung trời lên sao. Bọn họ không ngờ rằng có một đôi mắt ẩn sau rèm cửa sổ bên cạnh nhìn hết những chuyện vừa xảy ra. Lâm Tuyết đi chân đất đứng ở ban công, cô ta dậy sớm, trên đường có 3 chiếc xe sang trọng siêu cấp, khiến cô ta chú ý, mặc dù người trong tiểu khu này không quyền cao thì tiền nhiều, nhưng 2 chiếc Mercedes đỉnh cấp cùng 1 chiếc Lincoln Land thì tuyệt đối hiếm có, cho nên cô ta nảy hứng thú với chủ nhân ngôi nhà, dù sao cũng rảnh rỗi, liền kéo ghế ra ngồi sau rèm quan sát. Cô ta không nhìn thấy cảnh đánh nhau trong nhà, nhưng nhìn thấy Mã Hải Long dẫn người khống chế 2 tên áo đen trước cửa, không lâu sau Trương Khác mặt sưng vù dẫn một cô gái xinh đẹp từ trong biệt thự vội vàng đi ra, còn ngã chúi mặt xuống đất, cô ta ngạc nhiên nghĩ, tên này nuôi nữ nhân ở đây sao? Chỉ là cô gái đó quá đẹp. 2 chiếc Mercedes đi rồi, chiếc Lincoln vẫn đỗ trước biệt thự, một lúc sau thấy Lý Tại Thù cùng một thanh niên khác cũng mặt mũi thâm tím đi ra, chui vào chiếc Lincoln đi mất. Lâm Tuyết tất nhiên tưởng tượng ra cảnh đấu đá ghen tuông bên trong đó, hơn nữa tên nam nhân đi cùng Lý Tại Thù là kẻ thất bại, tên nam nhân đó có vẻ thân phận không hề thấp, vì khi lên xe Lâm Tuyết nhìn thấy Lý Tại Thù cẩn thận đưa tay mở cửa để thanh niên kia lên trước, cô ta rất lạ, có ai khiến chuyên vụ của Samsung phải lấy lòng như thế. Nghĩ mãi mà không ra. Tinh Điển tuy có nghiệp vụ địa ốc và khu khai phát phần mềm, nhưng không thể so sánh được với người khổng lồ như Samsung. Lâm Tuyết biết ngay cả Nghiêm Văn Giới cũng chẳng để cô vào mắt, Cẩm Hồ cũng vậy, bọn họ là con cá sấu lớn, Tinh Điển là cá trê nhỏ, bọn họ tâm tình không tốt, nói không chừng há miệng một cái là nuốt chừng Tinh Điển. Lâm Tuyết nhìn không thấu Nghiêm Văn Giới, không dám quá nhiệt tình với hắn, sợ Hoành Tín nổi dã tâm nuốt mất, Lâm Tuyết chưa bao giờ ngại dạng háng ra trước mặt nam nhân, nhưng cô ta tuyệt đối không để cho nam nhân khống chế. Tôn Tĩnh Mông, Địch Đan Thanh, Vệ Lan đứng trước ghế ofa. Nhìn Trương Khác mặt mày bầm dập cùng Lý Hinh Dư má hẳn lên 5 ngón tay đỏ dừ, tay ôm ngực, đều không nói gì. Trương Khác ra ngoài biệt thự trượt bậc thềm ăn cứt chó, mặt trông rất thảm hại, Vệ Lan lấy túi chườm đá đưa y và Lý Hinh Dư đặt lên mặt giảm sưng. Khi Trương Khác vào phòng thì 3 cô gái cũng y phục sộc sịch, trên sàn rất nhiều vỏ chai rỗng, chẳng biết đêm qua 3 cô gái nốc bao nhiêu rượu, Trương Khác đi vào liền giải thích qua chuyện xảy ra, 3 cô gái không nói gì, nhưng ánh mắt rõ ràng hoàn toàn không tin. Chương 901, cô vợ nhỏ và quân cờ. Không khí cứ thế đóng băng mấy giây, Tôn Tĩnh Mông thở hắt ra một hơi. Mỗi ngày phải lên tầng thượng tập thể dục, hôm nay quên mất. Rồi xoay người lên lầu, Đích Đan Thanh che cánh môi đỏ, ngáp dài. Ừ, tập thể dục tinh thần mới sáng khoái. Rồi theo Tôn Tĩnh Mông lên nốt. Vệ Lan cười khổ, không nói gì đi lên theo. Nhìn một cái biết ngay đôi gian phu dâm phụ bị nam nhân của người ta chặn cửa đánh cho, còn mặt dày nói là say rượu tá túc một đêm, em không tin, uống say chả lẽ Mã Hải Long không có ở bên cạnh sao, thế nào lại gặp con yên tinh này. Lên phòng trà tầng thượng, Tôn Tĩnh Mông nỗ lực đem lời tức giận của mình nghe giống như nhạo báng mỉa mai, hỏi Địch Đan Thanh. Hôm qua chị bảo y có việc đột xuất rời kiến nghiệp cơ mà. Đúng thế.
Địch Đan Thanh đành tiếp tục nói dối. Ai mà biết cậu ta đi rồi lại về, hay hoàn toàn không hề đi. Em thấy tên chết tiệt này hoàn toàn không rời kiến nghiệp. Tôn Tĩnh Mông cong môi nói. Chị đừng tin lời y, lần trước em và y uống rượu, y uống tới 5 chai mới gục, làm bà cô này thiếu chút nữa cũng cắt cả thân vào, lần này nói uống 4 chai bia mà bất tỉnh nhân sự, lừa ai chứ? Địch Đan Thanh vừa như không nhận ra Tôn Tĩnh Mông đang ghen, nghĩ mình hùa theo đâu được lợi gì, thở dài nói. Nhưng chúng ta đâu thể nói được gì. À, Tôn Tĩnh Mông nghĩ cũng phải, mấy ngày trước vừa mới phân rõ giới hạn với y, thật đáng ghét, mím môi một lúc nói. Hay là nói cho Đường Thanh biết, nên không tên chết tiệt này về sau tùy tiện dẫn nữ nhân về ai mà chịu nổi. Hơn nữa chị Vệ Lan chiếm một phòng, phòng còn lại để cho Đường Thanh rồi, làm gì còn phòng riêng cho cô ta. Tôn Tĩnh Mông tính âm thầm đuổi cô gái kia đi, sợ Địch Đan Thanh tinh mắt phát hiện ra tâm tư của mình, quay sang nhìn Vệ Lan, hy vọng Vệ Lan nói giúp. Cô gái đó bên trong không mặc áo lót. Vệ Lan nói một câu, thấy hai cô gái còn lại nhướng mắt nhìn lại, thầm nghĩ mình không có lập trường quản chuyện Trương Khác và cô gái khác, định chỉ ra giữa cô gái kia và Trương Khác nhất định có chuyện, bị Địch Đan Thanh và Tôn Tĩnh Mông nhìn, chột dạ chuyển giọng. Hay là cho cô ấy mượn một cái áo, để cô ấy cứ lấy tay che như thế rất vất vả. Địch Đan Thanh mới nhớ ra ba bọn họ không có lý nào ngồi đây uống giấm chua, thân là trợ lý, còn phải chùi đít cho tên chết tiệt đó, tay chống cằm, không tiện bảo Tôn Tĩnh Mông, nói với Vệ Lan. Em lấy áo lót chưa dùng đưa cho cô ta mặc. Của em á? Vệ Lan làm bộ mặt khoa trương. Sao cô ta mặc đồ của em được, của chị cô ta mới mặc được? Địch Đan Thanh sờ mũi, động tác này vô thức lây của ai đó, thở mạnh một hơn, cắn răng nhẫn nhịn đi xuống giúp ai đó chùi đít. Địch Đan Thanh lấy áo lót tới, Lý Hinh Dư vào phòng thay, một lúc sau quay ra phòng khách, một tay vẫn che ngực, tay kia cầm cái áo lót của Địch Đan Thanh, mặt đỏ dừ như gấc chín, Lý Nhi nói. Cảm ơn cô, nhưng, hơi chật, nói tới đó liếc mắt nhìn Trương Khác, xấu hổ cúi gặp mặt xuống. Vệ Lan há hốc mồm kinh ngạc, cô từng so ngực với Địch Đan Thanh rồi, Tôn Tĩnh Mông hừ một cái, quay mặt sang hướng khác, cô không thể nói Lý Hinh Dư đang bốc phét. Nói thực lòng, trong tích tắc đó Địch Đan Thanh rất muốn ra tay đánh Lý Hinh Dư, thấy Trương Khác sửng dưng đứng bên cạnh xem tài liệu, như không hề nghe thấy câu Lý Hinh Dư nói. Thầm nghĩ tên chết tiệt này chắc hôm qua chơi đôi vú heo đó thống khoái rồi, chẳng hiện đang hưởng thụ dư vị đây. Nhưng quay sang nhìn Lý Hinh Dư, khuôn mặt thanh thuần kiều diễm ngượng ngùng bối rối, hình như áo chật là do cô ta sai vậy, trong lòng thở dài, bộ dạng này mình thấy còn thương, huống hồ lại y. Cười tươi như hoa an ủi. Tôi giúp cô chọn một chiếc áo dày mặc tạm trước, như vậy không sợ người ta nhìn ra nữa, kích cỡ của cô e phải tới cửa hàng đồ lót đặt làm. Tôn Tĩnh Mông ngồi khoanh chân trên ghế sofa, lười khác dựa vào tay vịn, chẳng hề có ý lên lầu lấy áo giúp Lý Hinh Dư, còn thi thoảng chọc ngoáy Trương Khác vài câu. Gây thêm phiền phức cho các cô rồi, do anh Tú Tàng vô lễ mới khiến anh Trương Khác phiền phức thế này. Lý Hinh Dư vừa xấu hổ vừa bất an xin lỗi đám Địch Đan Thanh, trông hệt như cảnh tiểu thiếp ra mắt đại phu nhân. Mấy ngày nữa còn làm phiền các cô chiêu đãi, thực áy náy. Nghe Lý Hinh Dư nói câu này. Lông mày Tôn Tĩnh Mông dựng ngược lên, chẳng lẽ ba bọn họ vừa rời đi một chút, tên khốn Trương Khác đã giữ con yên tinh này lại. Quay sang nhìn, tên khốn, thấy y vẫn thản nhiên xem tài liệu trong tay, như hoàn toàn không liên quan tới mình, liền kéo tay Vệ Lan nói. Chúng ta đi lên chọn y phục giúp Lý Tiểu Thư đi, Tiểu Thanh có để y phục mùa hè ở đây, có khi vừa với Lý Tiểu Thư đấy. Có gì phiền hà đâu, mặt có sưng, có nát cũng chẳng sao, dù sao cậu ta cũng thường nấp một chỗ không gặp ai. Địch Đan Thanh là hạng hiếp mạnh sợ yếu, nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Lý Hinh Dư, không nhẫn tâm bắt nạt nữa, tươi cười nói. Mấy ngày nữa vết thương của cậu ta sẽ ổn thôi, còn mặt cô, tôi nghĩ phải đợi tới chiều mới mở đi được. Trương Khác chẳng buồn so đo với lời mỉa mai của Địch Đan Thanh, chỉ lo cho Lý Hinh Dư hôm nay báo danh nhập học, khuôn mặt này lộ ra trước người ngoài, chẳng phải để lại dấu ấn không vui trong mấy năm học sau này sao? Trương Khác hỏi Địch Đan Thanh xem chuyện báo danh có thể nhờ người làm thay được không, Tôn Tĩnh Mông đứng trên cầu thang nghe thấy, quay lại nói. Chẳng phải anh cũng có mấy hồng nhan chi kỷ ở đỡ ít sư phạm sao, nhờ bọn họ là xong. Ý tứ thì là giúp đỡ, nhưng giọng điệu rất bất thiện, nhớ lại mùa thu năm ngoài còn xung đột lôi nhau tới đồn công an, vậy mà không ngờ y âm thầm quyến rũ người ta rồi. Trương Khác lúc này mới nhận ra đưa Lý Hinh Dư về đây là không ổn,
ý thức được mình ngồi đây sẽ là tiêu điểm thu hút hỏa lực, bảo địch đan thanh. Lát nữa chị dẫn Lý Tiểu Thư xuống lầu để cô ấy chọn một căn hộ vừa ý, Cẩm Hồ không thể thất lễ với bạn bè. Còn chuyện khác, chị cũng giúp cô ấy luôn. Xong kẹp tài liệu vào nách, bảo Lý Hinh Dư. Tôi có chút việc phải xử lý, nếu có việc gì, cô cứ tới thẳng đây tìm tôi. Rồi vội vàng chuồn thẳng vào phòng, đúng là y có một đống bưu kiện và công việc cần xử lý. Thấy Trương Khác giở trò lưu manh chạy mất, Tôn Tĩnh Mông không còn chỗ để chút giận, có điều nghe ý tứ của Trương Khác thì an bài chỗ ở của Lý Hinh Dư ngay dưới vành mắt bọn họ, không định tìm chỗ khác kim ốc tàng kiều, chẳng lẽ mình nghĩ oan cho họ. Liếc mắt nhìn Lý Hinh Dư một cái, phủ nhận suy nghĩ đó ngay lập tức, nam nhân nào ở trong phòng cô ta một đêm mà không làm gì thì chỉ có thái giám, cô quên mình và Trương Khác ở với nhau lâu như vậy nhưng chưa vượt qua giới hạn cuối cùng kia. Có điều không tiện truy hỏi kỹ, từng mắt nhìn theo bóng lưng Trương Khác mấy giây, xoay người đi lấy di động, tìm Tô Nhất Đình, Hà Huyền hỏi chuyện báo danh hộ. Tôn Tĩnh Mông cũng không phải là hạng ỷ mạnh hiếp yếu. Đặc biệt dáng vẻ như cô vợ nhỏ mới về nhà chồng của Lý Hinh Dư làm cô không thể nói ra những lời độc ác được, đương nhiên cũng không thể vạch trần chuyện này với Đường Thanh, bản thân Tôn Tĩnh Mông há chẳng chột dạ, cô có thể lừa Trương Khác xong sao lừa được trái tim bản thân. Lòng thầm nghĩ, nếu Tô Nhất Đình đem chuyện này nói cho Đường Thanh biết thì không liên quan tới mình. Địch Đan Thanh giúp Lý Hinh Dư chọn một căn hộ chung cư để cô ở tạm, thấy vết tát trên mặt Lý Hinh Dư tạm thời không tan đi được. Bảo cô ở trong nhà nghỉ ngơi, cần gì bọn họ sẽ mua giúp. Chị nói xem có phải Trương Khác giở trò gì với chúng ta không? Vừa vào thang máy, Tôn Tĩnh Mông đã vội nói ra nghi ngờ với Địch Đan Thanh, Vệ Lan. Y cố tình an bài cô gái Hàn Quốc đó trước vành mắt chúng ta, làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, hừ. Có mà mới tin hai bọn họ ở với nhau một đêm mà không có chuyện gì xảy ra. Thấy hai cô người nhìn mình hoài nghi, vội vàng xua tay giải thích. Em và tên đó không có chuyện gì đâu nhé, các chị đừng nghĩ lung tung. Vậy cái dáng vẻ hận như không thể ăn thịt cô gái đó của cô là để làm gì? Địch Đan Thanh trêu. À phải rồi, tôi hiểu, cô bất bình thay cho Đường Thanh chứ gì. Tôn Tĩnh Mông tịt ngòi luôn, sợ để Địch Đan Thanh và Vệ Lan nhìn ra điều gì. Vệ Lan tới trường tham gia nghi thức khai giảng, còn phải chuẩn bị công việc, Địch Đan Thanh kéo Tôn Tĩnh Mông đi mua đồ cho Lý Hinh Dư. Kim Nam Dũng tới chiều mới biết chuyện Lý Hinh Dư bị Trương Khác lừa đi mất, tìm Lý Tại Thù hỏi. Chuyện Hinh Dư tiểu thư, có nên nói với hội trưởng một tiếng không? Không có gì, Sảo Trinh gọi điện báo rồi, nó sẽ tạm thời ở chung cư thanh niên. Lý Tại Thù thản nhiên nói. Như thế sao được? Kim Nam Dũng sốt ruột nói. Nếu Hinh Dư tiểu thư tới kiến nghiệp có mục đích khác, phải yêu cầu cô ấy lập tức rời Trung Quốc. Nó trưởng thành rồi. Lý Tại Thù cau mày, có chút bực mình. Tôi thấy anh đừng can thiệp vào quyết định của nó, chỉ cần công ty nắm hành tung của nó là được, an bài người có thể tín nhiệm ở gần ngõ học phủ, chuyện khác để tùy ý nó. Lý Tại Thù chẳng phải muốn giúp em họ, trong lòng thống hận bông hoa Nam Hàn bị nam nhân China chơi đùa, nhưng chuyện đã xảy ra, thì phải phát huy giá trị của nó tới mức cao nhất, nếu báo cáo cho chú hắn, quá nửa sẽ sai người cưỡng ép Lý Hinh Dư về, như thế có lợi ích gì? Lợi dụng Lý Hinh Dư để tăng cường quan hệ với Misui đã hỏng, vậy tạm thời phải tăng cường thù hận của chỉ tá Tú Tàng với Cẩm Hồ, ít nhất phải kiếm được chút giúp đỡ cho Samsung ở thị trường Trung Quốc. Lý Tại Thù coi Cẩm Hồ là trở ngại lớn nhất của Samsung trên đường tiến vào thị trường Trung Quốc, nhưng mức độ thẩm thấu của Samsung ở Trung Quốc không cao, như vậy phải lợi dụng Misui áp chế Cẩm Hồ, nữ nhân của gia tộc phải cống hiến cho gia tộc, cũng phải để tên khốn kiếp kia biết. Nữ nhân nhà họ Lý không dễ bị đùa bỡn như thế. Kim Nam Dũng hiểu ra ý Lý Tại Thù, lòng thấy đau thay Lý Hinh Dư, chẳng muốn tranh luận thêm, cũng không báo chuyện này cho tổng bộ, như thế Lý Hinh Dư càng tổn thương nhiều hơn, vừa mời rời đi thì thư ký của Lý Tại Thù đi vào nói. Giám đốc của Tinh Điển gọi điện tới, nói là muốn gặp chuyên vụ. Lý Tại Thù chẳng có ấn tượng gì với cái tên Tinh Điển, khó chịu nói. Ai cũng muốn gặp thì tôi có ba đầu sáu tay cũng không đủ. Phất tay bảo, trả lời tôi không có thời gian. Từ từ đã. Kim Nam Dũng gọi thư ký lại, dù hắn rất khó chịu với Lý Tại Thù, nhưng vẫn trung thành với chức vụ. Tinh Điển có quan hệ rất mật thiết với Hồ Tôn Thánh, ngoại ra có cả quan hệ với điện tử Hoa Hạ, còn nhớ Cát Kiến Đức của Hoa Hạ từng giới thiệu giám đốc của Tinh Điển cho anh không? Ồ, là cô gái đó à? Lý Tại Thù nhớ ra, cô gái thành đạt trong thương trường không nhiều, vừa thành đạt lại xinh đẹp như thế càng hiếm.
Tinh Điển mấy lần tranh đoạt với Thế Kỷ Cẩm Hồ đều thua, Chuyên Vụ cứ bỏ thời gian ra tiếp xúc với họ. Kim Nam Dũng kiến nghị. Lý Tại Thù nghe theo, bảo thư ký. Vậy cô an bài cho tôi. Lâm Tuyết không mang nhiều hy vọng lắm vào chuyện mạo muội hẹn gặp Lý Tại Thù, nhưng có cơ hội, thế nào cũng phải thử. Hồ Kim Sơn vỡ đê, thì khu sản nghiệp phần mềm Kim Sơn còn chưa chính thức khởi công, nên trận lũ không tạo thành tổn thất lớn lắm, đây vốn còn là chuyện tốt, Tinh Điển có cơ biến mảnh đất đó thành đất thương nghiệp. Nhưng Triệu Hữu Luân lên làm bí thư thành ủy không dễ nói chuyện, điều tra sử dụng đất trái phép, phải bồi thường tiền chuyển nhượng đất chỉ là chuyện nhỏ, dù sao thì mua đất với giá rẻ, nhưng trong vòng nửa năm lấy đất không hề có đầu tư xây dựng thực chất, Kim Sơn muốn cưỡng chế thu hồi đất mới là chiêu chết người. Hải Túc chẳng có đầu tư thực tế vào sản nghiệp phần mềm, nhưng vì đã thông các nút thắt, giao dịch dưới gầm bàn không ít, một khi Kim Sơn thu hồi đất, tiền bù đắp tổn thất bề ngoài sẽ có, nhưng phí công tác phía dưới bàn kia sẽ chẳng ai chịu nhả ra. Đúng là cây đổ đàn khỉ tan, Tạ gia đang nổ ra xung đột chia nhà, Triệu Hữu Luân xun xoe lấy lòng Cẩm Hồ, điện tử Hoa Hạ không can dự được mấy vào sự vụ địa phương, đặc biệt vào thời điểm đặc thù này càng khó nhúng tay vào. Nhưng Lâm Tuyết sao cam tâm nhả miếng thịt mỡ màng trong miệng ra được. Trước đó cô ta tìm trăm phương ngàn kế móc nối với Hoành Tín, nhưng cô ta nhìn không thấu Nghiêm Văn Giới, hơn nữa Tiêu Minh Kiến đứng sau Hoành Viễn cho người ta cảm giác bọn họ có mưu đồ lớn. Lâm Tuyết lo thành phía trước đuổi sói phía sau hổ vào, tất nhiên thái độ với Hoành Tín trở nên thận trọng. Hôm nay nhìn thấy thanh niên đi cùng Lý Tại Thù vì tranh nữ nhân mà bị đánh tím mặt, thầm nghĩ bọn họ có lẽ sẵn lòng hỗ trợ Hải Túc để đả kích khí thế của Cẩm Hồ. Lý Tại Thù thì đương nhiên rất sẵn lòng nhìn thấy có người gây rắc rối cho Cẩm Hồ, nghe Lâm Tuyết trình bày mục đích, không chút do dự gật đầu nói. Chúng tôi sẽ không khoanh tay ngồi nhìn Cẩm Hồ ức hiếp những công ty nhỏ. Hắn thèm vào bỏ công sức vì chuyện này, chỉ cần giới thiệu Lâm Tuyết cho chỉ tá Tú Tàng là được, chắc chỉ tá Tú Tàng càng thống hận Cẩm Hồ ức hiếp công ty nhỏ, chỉ có điều hắn không biết Lâm Tuyết sáng nay đứng sau rèm chứng kiến hết chuyện buổi sáng. Đại biểu của Mitsui ở Trung Quốc. Lâm Tuyết không dám tin thanh niên bị đánh thâm tím mặt mày có thân phận lớn đến thế. Năm 98, Mitsui còn chưa tách phần tài nguyên năng lượng ra, ấn tượng về Mitsui hùng bá thế giới, độc chiếm vị trí đứng đầu top 500 đã tin sâu vào lòng người. Hơn nữa Mitsui chủ đạo doanh nghiệp Nhật thẩm thấu vào kinh tế Trung Quốc bắt đầu từ thập niên 70, địa vị của chỉ tá Tú Tàng không thua kém gì những đại sứ quốc gia nhỏ ở Trung Quốc. Lý Tại Thù đồng ý chọn thời cơ thích hợp giới thiệu cô ta cho chỉ tá Tú Tàng. Lâm Tuyết đi ra khỏi tòa nhà Thông Hải nơi đặt cơ cấu làm việc của Samsung, cô ta chẳng đặt dại gì đem tất cả hy vọng đặt vào Lý Tại Thù, cô gái nào có thể khiến Trương Khác và chỉ tá Tú Tàng đánh nhau tới sức đầu mẻ chán đây, Lâm Tuyết rất tò mò, cầm di động bấm số. Trần Đức Bưu, có thể giúp tôi tới ngõ học phủ điều tra một người không? Chị Lâm, chị tha cho tôi đi, con mẹ đứa nào còn có gian mò tới ngõ học phủ gây chuyện. Nghe cái giọng này có thể tưởng tượng ra bộ mặt đau khổ của đối phương. Lâm Tuyết chửi một tiếng, nói. Không bảo cậu làm gì hết, chỉ điều tra một người thôi, chút việc này mà không dám làm à. Rồi miêu tả diện mạo của Lý Hinh Dư ra, tin chắc cô gái này chỉ cần xuất hiện ở ngõ học phủ là sẽ gây chú ý. Lâm Tuyết tiếp tục gọi điện thoại cho Cát Kiến Đức, hỏi lão ta có thể liên lạc với chỉ tá Tú Tàng hay không. Dù sao điện tử Hoa Hạ và NEC đạt thành hiệp nghị xây dựng nhà máy tinh viên ở kiến nghiệp là do Mitsui thao tác đằng sau. Cát Kiến Đức hẹn gặp chỉ tá Tú Tàng đương nhiên là không khó. TW sử dụng từ học bình chủ trì đại cục ở Giang Nam làm ối kẻ trong nước chố mắt, trước kia Cát Kiến Đức quyết định khởi động cơ sở chế tạo công nghiệp điện tử Hoa Hạ ở Kim Sơn là vì không chịu nổi để doanh nghiệp dân doanh không chịu nghe lời vượt mặt, phải phản kích. Chuyện lũ lụt chưa nói, giờ từ học bình tới Giang Nam làm bí thư tỉnh ủy làm Cát Kiến Đức cảm giác bị người ta bịt miệng đấm cho một phát đau, nếu giờ lão ta rút khỏi Kim Sơn. Thế nào cũng bị đám tổng giám đốc phía dưới làm náo loạn lên, vì vậy không những không thể thoát thân, còn phải tích cực tổ chức hành động giảm bớt thiệt hại tự cứu lấy mình, trong lòng Cát Kiến Đức uất ức thế nào khỏi nói cũng biết. Cát Kiến Đức biết rõ, trong bộ thông tin lẫn trong điện tử Hoa Hạ, kẻ muốn nhìn lão ta vấp ngã không phải chỉ một hai người, lúc này lão ta đừng nói tới việc ngáng chân Cẩm Hồ, mà lo Cẩm Hồ nhân cơ hội ngáng chân, không ngờ phát sinh chuyện hay ho này, cảm giác giữa ngày hè oi ả ăn một miếng kem, mát tới từng khúc ruột. Cô gái mà ép nói rất có khả năng là thành viên trong gia tộc Lý Kiện Hy, lần trước anh cùng chỉ tá Tú Tàng và Lý Tại Thù đi khảo sát xây dựng nhà máy tinh viên có nghe bọn họ nói tới, đó là vị hôn thê của chỉ tá Tú Tàng, nếu Trương Khác dụ dỗ cô ta thì có trò hay để xem rồi.
Cát Kiến Đức đắc ý cười ha hả. Chỉ tá Tú Táng có thể quyết định phương hướng đầu tư của Mitsui ở Trung Quốc, nếu hắn ta dùng thế lực của Mitsui áp chế Cẩm Hồ thì Cẩm Hồ thế nào cũng khốn đốn. Chúng ta có thể mượn gió mà lên, vở kịch này sẽ càng đặc sắc. Đối với Cát Kiến Đức mà nói, giải trừ uy hiếp trước mắt mới là quan trọng, còn cái khác lão ta chẳng bận tâm. Trương Khắc tới buổi chiều thì mặt đã đỡ sưng, trông qua không có vẻ gì là nổi bật lắm, liền trốn vào thư viện cho thanh nhàn, nếu không thi thoảng nghe Tôn Tĩnh Mông đi qua cửa phòng hừ một cái thôi cũng đủ phiền. Á! Trần Phi Dung ngẩng đầu lên giật mình nhìn Trương Khắc đi tới, quan tâm hỏi. Mặt bạn sao thế, đau không? Buổi sáng Tô Nhất Đình, Hà Huyền tới giúp Lý Hinh Dư làm thủ tục nhập học, còn được ba cô gái mời vào, tham quan, cảnh lạ, thấy bộ dạng y như thế thiếu điều ôm bụng cười. Buổi trưa đám Đỗ Phi, Mông Nhạc hay tin chạy tới nghe chuyện vui. Giờ cuối cùng cũng có người quan tâm mặt mình đau hay không rồi, Trương Khắc cảm động rơi lệ, hận không thể chạy tới ôm lấy cô kể tội đám người bạc bẽo kia, thấy đến đây là quyết định chính xác, chỉ là chẳng biết Trần Phi Dung đã nghe được tin đồn đám Tôn Tĩnh Mông, Tô Nhất Đình truyền đi thì có còn quan tâm tới mình như thế không? Ngồi im nào! Trần Phi Dung đưa ngón tay non như cọng hành ra đặt lên mặt Trương Khắc, giúp y kéo bằng băng dính vết thương. Không ai giúp bạn dán băng dính à, tự dám phải không? Trông thật xấu. Trương Khắc có thể cảm giác được ngón tay cô mát lạnh, thấy Trần Phi Dung chăm chú nhìn mặt mình, chắc là cô đang nghĩ dán băng dính làm sao cho dễ coi một chút. Các cô gái luôn có mối quan tâm nho nhỏ kỳ lạ, vẻ mặt chuyên chú của cô làm dung nhan trông càng thuần khiết không nhuốm chút tạp chất nào. Có con sóng gợn lăn tăn êm ái đang xóa mở vết thương trong tim, Trương Khắc đột nhiên không dám nhìn Trần Phi Dung quá lâu, hơi quay đầu đi. Bị móng tay cô chạm vào vết thương, đau nhăn mặt lại. Trần Phi Dung đưa một tay ra giữ lấy má Trương Khắc, nhẹ nhàng nói. Đừng cử động lung tung chứ, sắp xong rồi đây. Một lúc sau lấy chiếc gương tròn nhỏ trong túi xách ra cho Trương Khắc soi. Có phải đẹp hơn rồi không? Trừ nguyên do say rượu, Trương Khắc đem chuyện xảy ra hôm qua kể cho Trần Phi Dung nghe hết, đôi mắt trong veo của Trần Phi Dung ánh lên vẻ ngạc nhiên. Chẳng trách người khác hiểu lầm được. Ở Tokyo hai bạn đã gặp nhau mà không nói. Nhưng mà không chịu nghe hai bạn giải thích thì đúng là hơi quá. Lại khẽ thở dài. Lý Hinh Dư sinh ra trong gia tộc danh giá quyền quý, cũng chẳng phải là may mắn như nhiều người tưởng. Người hiểu y nhất là Đường Thanh, dung túng cho y nhất là Tạ Vãn Tình, hy sinh vì y nhất là Hứa Tư, có lẽ người tin tưởng y nhất là Trần Phi Dung, Trương Khắc thở phào gật đầu. Với gia tộc Lý Kiện Hy mà nói cô ấy chỉ là quân cờ. Chính xác là quân tốt thí. Không ngờ Trần Phi Dung chỉ biết tới học lại có thể chăm chú nghe mình kể chuyện này, ngồi phân tích thấu triệt cơ cấu của Samsung cho cô nghe. Trần Phi Dung ngẹo đầu sang một bên, lời của Trương Khắc cô không hiểu hết, nhưng cô thích nghe Trương Khắc nói chuyện. Trương Khắc thấy cô chăm chú như thế, nói. Mình thấy sau này bạn tốt nghiệp làm trợ lý cho mình đi, hiện giờ mình bỏ công bồi dưỡng bạn. Thật sao, thế thì tốt quá. Trần Phi Dung vui vẻ nói. Năm thứ ba bọn mình vừa khai giảng, đám bạn trong phòng đã thảo luận sau này học nghiên cứu sinh hay đi làm rồi, nghe cảm thấy thật phiền lòng, có câu này của bạn thế là vấn đề đau đầu của mình đã được giải quyết. Tạ Kiếm Nam đang trải qua quãng thời gian khó khăn nhất trong đời. Nghiệp vụ đầu đĩa của Khoa Vương năm 97 lỗ lớn, năm nay hắn tốn bao công sức điều chỉnh sách lược mới có chút khởi sắc, lại chủ tính tiền mua nhà máy TV Tam Nguyên Hải Châu, lợi dụng hiệu ứng thương hiệu của Khoa Vương. Tiến vào thị trường điện tử nghe nhìn, tận dụng nửa năm tạo dựng một nguồn lợi nhuận ổn định thứ hai của Khoa Vương. Khi tình thế dần dần chuyển biến tốt, cuối tháng 6, hầu như các hệ thống sông ngòi toàn quốc bùng phát lũ lụt, trước tiên là kinh tế trong nước ảnh hưởng, làm cả thị trường điện tử gia dụng xuống theo, tiếp theo đó là kinh tế châu Á đang vào quỹ đạo phục hồi lại đột ngột xuống dốc, khiến xuất khẩu lại lần nữa giảm mạnh. Đối với Tạ Kiếm Nam mà nói, những chuyện này còn chưa phải là khó khăn nhất, mẹ hắn mất chức. Đó là cú ngã đau với cả hai nhà Chu, Tạ, vậy là từ nay trở đi hắn hoàn toàn mất sự viện trợ ở quan trường, rồi những người trước kia Chu Cẩn Du đắc tội ào ào nhảy ra, cuối cùng đòn chí mạng là Tạ Hán Tĩnh đề xuất chia nhà. Mấy ngày qua nội bộ Tạ ra náo loạn tưng bừng, Tạ Hán Tĩnh, Tạ Ý lại rất ít khi lộ diện, điện khí Hải Thái và tập đoàn chính Thái đều bị họ khống chế chặt trong tay, người ngoài muốn chen vào là vô ích, tất cả cãi vã thành vô nghĩa. Trước khi vì tránh quy định tương quan của TW, Tạ Hán Minh chủ động bỏ cổ phần ở chính Thái, giờ càng lâm vào thế bị động. Sau gần 10 ngày tranh cãi, phía nhà hắn bị ép chấp nhận phương án chia nhà của Tạ Hán Tĩnh, cổ phần ở địa ốc Cẩm Thành,
khu điện tử Kim Sơn, khu sản nghiệp phần mềm đều nhập vào Khoa Vương, đá luôn đám Tạ Vãn Sơn thường ngày ngả về phía Chu Gia sang phía Khoa Vương. Tạ Hán Tĩnh thừa cơ tiến hành điều chỉnh kết cấu quản lý của Hải Thái và Chính Thái, trừ hai cha con họ ra, tất cả thành viên gia tộc đều phải rút khỏi công tác quản lý thường nhật của Hải Thái và Chính Thái. Tạ Hán Tĩnh còn lợi dụng điều này tu bổ quan hệ nhất định với tập đoàn Đại Nhã của Trần Gia Thiện. Hấp thụ tài sản cổ phần của địa ốc Cẩm Thành, khu điện tử Kim Sơn, khu sản nghiệp phần mềm, trên danh nghĩa, Khoa Vương có tài sản gần 1 tỷ. Nhưng khu điện tử Kim Sơn bị lũ phá hoại nghiêm trọng, ngày khôi phục sản xuất chưa thấy đâu, Khoa Vương nắm 30% cổ phần của nó chẳng còn mấy giá trị. Tạ Kiếm Nam chẳng buồn tính, khu sản nghiệp phần mềm đang đối mặt với nguy cơ bị thu hồi. 20% cổ phần trong đó của Khoa Vương bằng 500 vạn sắp tan thành bong bóng, cho dù không tan thành bong bóng, thì nếu tiếp tục khởi công kiến thiết, bên hắn chẳng còn tiền mà đầu tư vào đó. Chương 902, đội ngũ cố vấn chiến lược. Ngày 8 tháng 9, sau khi ký một loạt hiệp nghị chia nhà, Tạ Kiếm Nam mệt mỏi từ Tân Thái về Hải Châu, Tạ Vãn Sơn theo cha hắn tới Kim Sơn. Hắn ở Hải Châu 2 năm rồi, vẫn có cảm giác ngạt thở giữa vòng vây của địch. Cả thành phố tràn ngập thù địch với hắn, nhưng hắn lại không thể vứt bỏ chuyện bên này được. Tới Hải Châu, Tạ Kiếm Nam còn chuyên môn lái xe tới Sa Điền đi một vòng. Tại đó Thế Kỷ Cẩm Hồ đang tiến hành khai thác thương nghiệp tính bảo hộ quy mô lớn với kiến trúc thời Minh Thanh ở Đông Sa Điền, còn chừng 20 vạn mét vuông kiến trúc thương nghiệp ở Tây Sa Điền là tài sản của địa ốc Cẩm Thành. Đây là tài sản giá trị nhất của Khoa Vương sau khi chia nhà, nếu thuận lợi bán nó đi đổi thành tiền mặt cũng có giá trị gần 3 tỷ. Coi như cha con Tạ Hán Tĩnh, Tạ Ý không có ý tuyệt đường sống của bọn chúng. Tạ Kiếm Nam đỗ xe bên đường, dựa vào cửa xe hút thuốc, do chính sách bảo hộ quần thể kiến trúc cũ của Thế Kỷ Cẩm Hồ cùng một số quy định cấm chỉ của thành phố Hải Châu, triệt để áp chế Cẩm Thành tiêu thụ đất thương nghiệp, khiến cho sau khi liên hợp với Tinh Điển, Gia Tín tiếp nhận địa ốc Cẩm Thành bị ép theo Thế Kỷ Cẩm Hồ tiến thành phát triển hoàn thiện kiến trúc Tây Sa Điền, tới nay vẫn phải liên tục đầu tư, tỷ lệ cho thuê không nâng lên được, còn xa mới tới lúc thu hồi vốn. Tạ Kiếm Nam nhíu chặt mày, suy tính xem làm sao mới có thể khiến số tài sản này sống lại, nhưng Khoa Vương chỉ nắm 30% cổ phần tại Cẩm Thành, có cách nào thì cũng phải thuyết phục được cha con Cát Minh Tín. Lúc này trong một con ngõ hẹp giữa hai tòa nhà có mấy nam nhân đi ra, người đi đầu chừng 34-35, mặc áo sơ mi xanh nhạt, tóc ngắn, cánh tay trái có vết sẹo dài, mấy người còn lại có vẻ đều là cấp dưới, nhìn vị trí đi đường là biết. Tạ Kiếm Nam thầm thắc mắc, tên này là ai? Tới thuê văn phòng sao? Hắn không nhận ra người này chính là Nghiêm Văn Giới của Hoành Tín, nhìn thấy kẻ đó quay sang bên cạnh nói chuyện một lúc, rồi có người khác chạy tới nói với hắn. Xin hỏi anh có phải là Tạ Kiếm Nam của Khoa Vương? Là tôi đây. Tạ Kiếm Nam gật đầu, một cơn gió thổi qua, nheo mắt lại nhìn thanh niên phía đường đối diện. Có chuyện gì không? Ông Nghiêm của chúng tôi muốn mời anh qua đó. Người kia rất khách khí nói. Tạ Kiếm Nam là người rất cao ngạo. Nhưng hai năm qua hắn đã quen giấu sự cao ngạo này vào trong lòng không lộ ra, đi tới phía đối diện, gật đầu với ông Nghiêm. Tôi là Tạ Kiếm Nam, xin hỏi ông Nghiêm gọi tôi tới có gì chỉ giáo? Không dám chỉ giáo, tôi là Nghiêm Văn Giới của Kiến Thiết Hoành Tín. Nghiêm Văn Giới đưa tay ra. Mấy ngày trước tôi có gặp Lâm Tiểu Thư của địa ốc Tinh Điển, Lâm Tiểu Thư khen tài hoa kinh doanh của giám đốc Tạ không ngất miệng, tôi muốn mời giám đốc Tạ tìm chỗ ngồi xuống nói chuyện, mọi người làm quen với nhau. Tạ Kiếm Nam gần đây không có bất kỳ sự liên hệ vào với Lâm Tuyết, đống hỗn loạn bên phía Kim Sơn cũng giao hết cho cha hắn xử lý, có điều hắn có chút ấn tượng về Hoành Tín, nhưng tình hình cụ thể không rõ lắm. Ở Hải Châu tôi cũng được coi là nửa chủ nhà rồi, ông Nghiêm có nghe tôi sắp xếp không? Vậy làm phiền giám đốc Tạ. Nghiêm Văn Giới thấy Tạ Kiếm Nam có vài phần cảnh giác nhưng không bận tâm, nghe theo sắp xếp. Ngày mùng 8 tháng 9. Trung tâm nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ chính thức treo biển thành lập ở tầng 12 tòa nhà Thế Kỷ Cẩm Hồ. Tới giờ Cẩm Hồ đã thành một hệ thống phức tạp rộng lớn, song cơ cấu trực tiếp mang tên Cẩm Hồ, ngoài trung tâm nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ, chỉ có thương vụ Cẩm Hồ mà thôi. Trương Khác tạm thời bỏ yêu thương không nên có kia sang một bên, tham gia cuộc họp nhỏ sau nghi thức thành lập vào buổi chiều, không hề mời phóng viên, cho dù là nhân viên làm việc trong tòa nhà thì tuyệt đại đa số cũng không biết Lý Viễn Hồ, La Quân, Triệu Dương, Vương Duy Quân có mặt tại đây. Bên phía Cẩm Hồ, ngoại trừ Trương Khác còn có Trần Tín Sinh, Diệp Kiến Bân và Tôn Thượng Nghĩa. Trong phòng hội nghị phía nam tòa nhà Thế Kỷ Cẩm Hồ, trời thu gió mát, cửa sổ mở rộng,
bên ngoài là Yến Quỳ Hồ lăn tăn sóng cùng núi xanh lờ mờ đằng xa, Lý Viễn Hầu ngồi ở một bên bàn, cố ý làm loạn thứ tự ngồi trên quan trường, để cuộc giao lưu này tùy ý hơn. Cuộc giao lưu này bên phía Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế chỉ có chủ nhiệm Trung tâm Thôi Quốc Hằng có tư cách tham gia. Năm nay Cẩm Hồ đã đi được vài bước tối quan trọng trong chiến lược quốc tế hóa. Lý Viễn Hầu ngồi xuống, mở màn vài câu bình đạm, hỏi Trương Khác ở bên. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế cũng là để phục vụ cho chiến lược quốc tế hóa của Cẩm Hồ. Rất nhiều quản lý cao cấp của Cẩm Hồ, bao gồm cả tôi có hiểu biết nhất định về thị trường trong nước, có điều với thị trường nước ngoài thì không được đầy đủ, thành lập thương vụ Cẩm Hồ thể hiện ý đồ chiến lược quốc tế hóa của chúng tôi, song cũng khiến chúng tôi nhận ra tính chiến lược lâu dài của Cẩm Hồ cấp thiết ra sao. Trương Khác giải thích, quy mô xí nghiệp dưới quyền Cẩm Hồ ngày càng lớn, làm sao nâng cao năng lực quản lý xí nghiệp trừ bản thân tố dưỡng của người quản lý ra cũng cần cơ cấu chuyên môn đưa ra kiến nghị sách lược phát triển. Như vậy Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế sau này là đội ngũ cố vấn chiến lược của Cẩm Hồ rồi. Triệu Dương Bí Thư Thành ủy Huệ Sơn khái quát chuẩn xác lời giới thiệu của Trương Khác. Hiện giờ ở trong nước còn rất ít xí nghiệp thành lập viện nghiên cứu kỹ thuật cơ sở, nói gì tới thành lập viện nghiên cứu cung cấp chiến lược quản lý thị trường, Cẩm Hồ đi bước này là đã bỏ xí nghiệp khác ở lại đằng sau rất xa rồi. Trương Khác mỉm cười, đám quan viên Lý Viễn Hồ, Triệu Dương tới đây không phải để khen ngợi Cẩm Hồ có tầm nhìn xa trông rộng. Điều bọn họ quan tâm hơn là phương hướng và trọng điểm đầu tư sau này của Cẩm Hồ. Trước mùa hè, khi Cẩm Hồ chưa thể hiện ra năng lực có thể dẫn dắt hướng đi của ta bản người Hoa Indo, sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ với kinh tế địa phương rất có hạn. Nhưng tới tháng 8, khi thương vụ Cẩm Hồ trực tiếp tham dự dẫn tư bản người Hoa Indo vào Hải Châu, Kiến Nghiệp, Huệ Sơn với quy mô hơn 2 tỷ đô la Mỹ, gấp đôi quy mô mời gọi đầu tư của 13 thành phố tỉnh Đông Hải năm ngoái, có thể nói Cẩm Hồ đã sở hữu năng lực ảnh hưởng tới phát triển kinh tế địa phương. Vào lúc ấy ý đồ sử dụng từ học bình của TW cũng hết sức rõ ràng, tỉnh Đông Hải phải thuận theo ý đồ của Trung ương, đem tiềm lực phát triển Cẩm Hồ có thể mang lại nhường cho tỉnh Giang Nam, đám Lý Viễn Hồ đến đây hôm nay chính là để hy vọng Trương Khác cho một cái khung cơ bản trọng điểm đầu tư giữa Giang Nam và Đông Hải. Có điều Lý Viễn Hồ, là quân. Triệu Dương có một là ủy viên TW, hai người là ủy viên dự khuyết TW, phải giữ thân phận không thể nói thẳng vào chính đề. Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế là đội ngũ cố vấn chiến lược của Cẩm Hồ cũng không phải chỉ để hỗ trợ chiến lược quốc tế hóa. Trương Khác không có ý làm khó bọn họ, đoán được mục đích tới đây của họ lần này, chủ động nói vào vấn đề chính. Trước đó Cẩm Hồ đã rất kỳ vọng hợp tác kinh tế khu vực Tiểu Giang có thể thuận lợi đơm hoa kết trái, nhưng chỉ là kỳ vọng mà thôi. Nay Cẩm Hồ hy vọng có thể cống hiến phần nào cho sự hợp tác này. Viện trưởng Thôi trước đó cùng vài nhân viên nghiên cứu đã có nghiên cứu vấn đề này, hiện đã có kết quả sơ bộ, viện trưởng Thôi có phải nó có tên là ảnh hưởng xúc tiến với kinh tế toàn khu vực của việc xây cảng ở đảo Đông Sơn, không? Chương 903, ý đồ của Nghiêm Văn Giới. Nghiêm Văn Giới không che giấu ý đồ của mình, hắn xuất hiện ở Hải Châu chính là vì địa ốc Cẩm Thành. Nhắm vào khu thương nghiệp diện tích hơn 20 vạn mét vuông nằm ở trung tâm Hải Châu của địa ốc Cẩm Thành, gặp Tạ Kiếm Nam chỉ là trùng hợp. Tạ Kiếm Nam không cho rằng đây là chuyện tốt mò tới cửa, sau khi tiếp xúc với Nghiêm Văn Giới, hắn thu thập tư liệu về Hoành Tín, mặc dù không đủ chi tiết, nhưng hắn nhận ra đây là một con cá sấu ẩn rất sâu, rất kiên nhẫn. Một con cá sấu như thế chủ động mò tới, chẳng phải để làm từ thiện, Tạ Kiếm Nam thậm chí hoài nghi hắn biết tin Tạ gia chia rẽ. Thừa lúc bên này yếu ớt nhất ra tay, mưu đồ dùng giá rẻ nhất nuốt gọn địa ốc Cẩm Thành. Tạ Kiếm Nam khẩn cấp tới Kim Sơn, cũng mời cả Cát Minh Tín, Lâm Tuyết tới đó. Lúc này bọn họ đều đang vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy nên ít nhiều có chút tình nghĩa cùng chung hoạn nạn, cùng tiến cùng lui. Sau khi mùa mưa kết thúc, công tác gia cố đê mặt Bắc Hồ Kim Sơn hướng về phía thành phố được khởi động tức tốc, sau khi lũ lui đi, đường xá được khai thông, trung tâm triển lãm quốc tế cũng được đầu tư tu sửa. Nhưng khung cảnh vất hết sức thế lương, cây cối hoa cỏ bị nước lũ phá hết, nhà cửa xung quanh đổ sập tan nát. Khu công nghiệp điện tử vẫn bị nhà phân phố tới đòi tiền bao vây, không có khoản tiền lớn ném vào đó thì cũng khỏi nói tới khôi phục sản xuất, kéo dài thế này, càng không thể thoát khỏi khốn cảnh. Cuộc họp toàn thể tỉnh ủy Giang Nam sắp diễn ra, hào quang chính trị cuối cùng trên người Chu Cẩn Du sắp bị tước mất. Tạ Kiếm Nam sau khi gặp Cát Minh Tín và Lâm Tuyết mới biết Nghiêm Văn Giới đã tiếp xúc với bọn họ trước rồi. Ý đồ của hắn là nuốt trọn địa ốc Cẩm Thành đây mà. Tạ Hán Minh thở dài. Cũng chẳng phải hạng tử tế gì. Đối với loại mang ý đồ thừa lúc cháy nhà hôi của, tôi thấy chúng ta dứt khoát từ chối cho xong.
Cát Ấm Quân ở lại khu công nghiệp điện tử, tính khí càng lúc càng nóng nảy, suốt ngày bị đám chủ nợ bao vây, có được tâm tình tốt mới là quái. Cát gia cũng không phải là không tìm được viện trợ ở Hong Kong, nhưng đa phần là hạng thừa lúc cháy nhà hôi của, giờ lại thấy nhảy ra một kẻ nửa, càng điên tiết. Hoành Tín còn là cổ đông lớn nhất của ngân hàng Tín Thông. Trong phòng hội nghị khu công nghiệp điện tử, tạm thời đường dây điện mới khôi phục còn chưa đủ cung ứng công suất cao, cả phòng chỉ có mỗi một cái quạt, Lâm Tuyết cảm thấy có mồ hôi chảy từ mũi xuống rồi, lúc này cô ta hiểu ra vì sao Nghiêm Văn Giới gặp Trương Khắc lại có thái độ lãnh đạm như thế, vì hắn sớm muốn tiến vào Đông Hải, như thế xung đột là tất yếu, chẳng thèm lịch sự bề ngoài nữa. Lâm Tuyết không phải chỉ có Hồ Tôn Khánh và Cát Kiến Đức, cô ta còn có nguồn tin khác, nên hiểu sâu hơn về bối cảnh của Hoành Tín. Cô ta biết trước mặt con cá sấu tham lam hung dữ này, Tình Điện ngoan ngoãn làm con cá chê còn kiếm được chút lợi. Hạng người như Nghiêm Văn Giới, từ chối hắn là đắc tội với hắn. Đây cũng là điều chúng ta cần suy nghĩ. Tạ Vãn Sơn hiểu lời nhắc nhở của Lâm Tuyết, người trong nước thích nhất làm hai chuyện, thêu hoa trên gấm và ném đá xuống giếng. Con đường huy động vốn của bọn chúng ở trong nước bị lấp kín hoàn toàn rồi, thế nên Hoành Tín là đại cổ đông NS Tín Thông là điều bọn họ không thể xem nhẹ. Tín Thông mặc dù không thể so sánh với bốn ngân hàng quốc hữu lớn, nhưng quy mô tuyệt đối không phải là ngân hàng thương nghiệp địa phương có thể bì được, chỉ cần được Tín Thông hỗ trợ, tin rằng sẽ mau chóng qua được nguy cơ này. Tạ Kiếm Nam thì lại hoài nghi Lâm Tuyết và Nghiêm Văn Giới thông đồng với nhau, Nghiêm Văn Giới không phủ nhận có tiếp xúc khá mật thiết với Lâm Tuyết, tác phong sinh hoạt của Lâm Tuyết thì hắn có nghe nói, nên càng thêm nghi ngờ, chỉ im lặng không nói. Cuộc tiếp xúc ban ngày không có được sách lược thống nhất ứng phó với Hoành Tín. Tạ Kiếm Nam lo lắng Tinh Điển sẽ bị Hoành Tín lợi dụng chia rẽ, buổi tối ăn cơm xong cùng cha và Tạ Vãn Sơn tiếp tục nghiên cứu đối sách. Mọi người bật TV lên xem đi. Chu Cẩm Du đi vào cầm điều khiển từ xa bật TV lên, chuyển sang kênh tỉnh Giang Nam đang đưa tin Tân Quang Thu mua Thần Hy, nghi thức ký kết được tổ chức vào buổi chiều, phía bọn họ tin tức bị bế tắc rồi, không một ai chủ động báo tin cho nữa. Trên màn hình xuất hiện bóng dáng của Trương Khác, mặc dù chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trong đám đông. Nhưng Tạ Kiếm Nam đã đủ nhận ra, cho dù y lộ ra một cái ngón chân thì Tạ Kiếm Nam cũng nhận ra được, thì ra hôm nay y cũng tới Kim Sơn. Cẩm Hồ không thừa cơ giảm bớt điều kiện mua Thần Hy, bản tin cũng công bố cả điều kiện chủ yếu của hợp đồng, chắc chắn việc Cẩm Hồ mua Thần Hy đã được những công chức phổ thông thông cảm. Có lẽ người ngoài không hiểu vì sao Cẩm Hồ không thừa cơ ép giá, nhưng Tạ Kiếm Nam tiếp xúc với Trương Khắc nhiều năm đoán ra Cẩm Hồ không cần món lợi nhỏ vì gấp rút tiến hành bố cục mang tính toàn quốc cho ngành giấy. Chuông điện thoại vang lên, Chu Cẩn Du ngồi ngay bên điện thoại, bà ta theo thói quen không bắt máy ngay, Tạ Vãn Sơn ngồi trên ghế sofa cũng không có động tĩnh gì, bà ta mới nhớ ra mình không còn là người phụ nữ oai phong trên chính trường nữa, trong lòng có chút ảm đạm, nhấc điện thoại lên nghe, một lúc sau đưa cho Tạ Kiếm Nam. Lâm tiểu thư của Tinh Điển. Tạ Kiếm Nam không hiểu vì sao Lâm Tuyết lại gọi điện vào máy bàn. Giám đốc Tạ có xem tin Cẩm Hồ mua Thần Hy không? Tôi vừa xem xong. Cẩm Hồ lại đánh hạ được một tòa thành nữa, anh có suy nghĩ gì? Tạ Kiếm Nam sớm đã dứt bỏ tâm tư tranh đấu với Cẩm Hồ, nhưng trước mùa hè, mẹ hắn còn tại chức, bác hắn chưa dính vào vụ án 516, tập đoàn Gia Tín chưa bị tổn thương nguyên khí, Cẩm Hồ có mạnh tới đâu, hắn vẫn nghĩ mình có năng lực tự bảo vệ. Nhưng hiện giờ tình thế không cho người ta cứng đầu nữa. Tạ Kiếm Nam không hiểu ý đồ cú điện thoại này của Lâm Tuyết, chẳng lẽ muốn mình thảo luận việc Cẩm Hồ mua Thần Hy thật? Hắn không tin chuyện này có điểm yếu nào cho Lâm Tuyết tóm được, cho dù chuyện thu mua do Từ Học Bình đứng sau tác thành cũng được TW ngầm thừa nhận. Tôi cũng vừa xem tin xong. Lâm Tuyết đợi một lúc không thấy Tạ Kiếm Nam đáp lời, liền hỏi. Bây giờ liệu có thể hẹn giám đốc Tạ ra ngoài bàn chuyện không? Tạ Kiếm Nam nói với những người còn lại một tiếng, rồi lái xe đi gặp Lâm Tuyết, hắn cũng muốn biết rốt cuộc Lâm Tuyết có thông đồng với Nghiêm Văn Giới trước rồi không? Trong quán cà phê dưới khách sạn Kim Sơn, Tạ Kiếm Nam thấy Lâm Tuyết ngồi cùng với Vương Hải Túc, sau vài lần tiếp xúc với Vương Hải Túc, hắn nhận ra người này chẳng hề có năng lực mạnh như trong tưởng tượng, nhưng không hiểu vì sao Lâm Tuyết lại không tiết công sức thúc đẩy hạng mục sản nghiệp phần mềm hai vùng, thấy Vương Hải Túc không hề che giấu quan hệ thân mật với Lâm Tuyết, vờ như không thấy. Người Cẩm Hồ cũng ở tại đây, tôi vừa thấy bọn chúng đi vào. Lâm Tuyết mặc chiếc váy dài lụa màu lam, cổ trễ hở lưng. Chiếc cổ trắng muốt buộc một chiếc khăn, trông hết sức cao quý lộng lẫy, mời Tạ Kiếm Nam ngồi xuống nói. Hôm nay mọi người đều tới Kim Sơn họp, nhưng cả chiều anh nói rất ít,
tôi nghĩ phải chăng anh có điều gì muốn nói riêng với tôi? Tôi còn tưởng Lâm tiểu thư không có gì muốn nói riêng với tôi chứ. Tạ Kiếm Nam mỉm cười. Tôi muốn biết anh đánh giá chính diện quan hệ giữa Khoa Vương và Gia Tín ra sao. Lâm Tuyết mở to đôi mắt mê người nhìn hắn. Chương 904, Hoành Viễn của Trương Chi Phi. Đối diện với việc Hoành Tín muốn vươn tay vào, ba nhà hoặc cùng tiến cùng lui, hoặc là hai nhà kết hợp hy sinh lợi ích nhà thứ ba, Gia Tín có cổ phần lớn nhất ở Cẩm Thành, hy sinh Gia Tín thỏa hiệp với Hoành Viễn, tức là có thể giữ lợi ích của Tinh Điển và Khoa Vương ở mức lớn nhất. Tạ Kiếm Nam không xác định được trước đó Lâm Tuyết có tiếp xúc với cha con Cát Minh Tín chưa, chỉ bình đạm nói. Khoa Vương và Gia Tín hợp tác mấy năm, luôn tín nhiệm và ủng hộ lẫn nhau. Không hề nói một câu tới tư giao với Cát Ấm Quân. Lâm Tuyết nhoẻn miệng cười điệu đà. Trừ địa ốc Cẩm Thành có thể hợp tác với Kiến Thiết Hoành Tín, khu sản nghiệp phần mềm và khu công nghiệp điện tử có thể hợp tác với Mitsui Nhật Bản, anh sẽ đánh giá quan hệ giữa Khoa Vương và Gia Tín ra sao? Tạ Kiếm Nam hồ nghi nhìn khuôn mặt xinh đẹp làm người ta khó tín nhiệm của Lâm Tuyết, các cự đầu điện tử Nhật như Sony, Panasonic, NEC, SAP đều là xí nghiệp thành viên của Mitsui, Tạ Kiếm Nam chưa bao giờ mở tưởng tới việc được hợp tác với người khổng lồ như thế, cố áp hưng phấn xuống, hỏi. Có thể tiến hành hợp tác thế nào với Mitsui? Tất cả kỹ thuật Gia Tín có thể cung cấp thì Mitsui cũng có thể cung cấp, thậm chí còn tiên tiến hơn, lại có thể trực tiếp cung cấp cho Khoa Vương. Lâm tiểu thư đùa với tôi à? Tạ Kiếm Nam thấy điều này quá khó tin, trước kia cha con Cát Minh Tín phòng bị Tạ gia khống chế cổ phần Khoa Vương, không trực tiếp đưa kỹ thuật vào Khoa Vương, mà đưa vào khu công nghiệp điện tử. Nếu được Mitsui hỗ trợ kỹ thuật, hắn hoàn toàn có thể vứt Gia Tín qua một bên, thậm chí dẫm bẹp Cẩm Hồ, nếu ví Cẩm Hồ là con sư tử dung mạnh thì có thể ví Mitsui là con khủng long bạo chúa, nhưng trên đời làm gì có cái gì miễn phí, nên bình đạm nói. Lâm tiểu thư thành người phát ngôn của Mitsui từ khi nào thế? Giám đốc Tạ ngày mai có thể bỏ thời gian cùng tôi đi Bắc Kinh gặp trí tá tú tàng của Mitsui không? Tôi không hiểu rõ ngành nghề điện tử này lắm, chuyện lời không tiện, một số việc cần gặp mặt nói chuyện thích hợp hơn. Điện tử Hoa Hạ cũng rất hứng thú hợp tác với Mitsui. Lâm Tuyết không tin những điều kiện này không làm Tạ Kiếm Nam động lòng. Nữ nhân kia đang nói chuyện với Tạ Kiếm Nam dưới lầu ở quán cà phê dưới lầu. Vừa rồi vào khách sạn nhìn thấy Lâm Tuyết và Vương Túc Hải, Địch Đan Thanh bảo nhân viên công tác ở lại quan sát cho nên biết chuyện liền báo cho Trương Khác đang ngồi nói chuyện với Trương Chi Phi ở ban công. Trương Khác nghe vậy không nghĩ nhiều, tiếp tục câu chuyện với chú. Cái khác cháu không quản, cháu chỉ bỏ tiền, phải dùng cho tốt, công tác bên Kim Sơn đang bộn bề, nếu chú có thể tới đây thì tốt quá. Lão Thiệu đặc biệt phái người tới Thiên Tân, Bắc Kinh điều tra Hoành Tín rồi, nước không cạn đâu. Trừ địa ốc bọn họ còn bao thầu công trình cơ sở của địa phương, hơn nữa mô hình vận hành rất hiếm thấy trong nước. Trương Chi Phi gật đầu. Hoành Tín nhận thầu công trình xong, bỏ tiền xây dựng trước, xây xong do chính phủ dùng hình thức trả tiền từng đợt mua lại công trình, tiền bỏ trước cũng đa phần do Tín Thông cho vay. Bọn họ có thể mở rộng mô hình này tới vô hạn, lợi tức giữa khoản vay trước và khoản trả sau chính là lãi lớn của Hoành Tín. Nếu nói hạn chế lớn nhất thì quan hệ giữa Hoành Tín và chính phủ địa phương phải rất mật thiết. Trương Khác thở dài. Phương thức vận hành này khi tài chính eo hẹp, lãnh đạo đảng chính phủ lại thích làm công trình thể diện, sẽ rất được hoan nghênh. Đông Hải có tài chính dư giả, Hoành Tín không có mấy đất dụng võ, cháu thấy Nghiêm Văn Giới coi trọng sản nghiệp địa ốc ở Đông Hải là có ý đồ khác. Hoành Tín không muốn chỉ giới hạn ở mỗi vùng Tân Kinh. Nên bố cục ra toàn quốc thì Đông Hải nơi có kinh tế phát triển được toàn quốc chú ý chắc chắn là chiến trường tốt nhất. Trương Khác thấy Nghiêm Văn Giới xuất hiện ở ngõ học phủ là đã không hoài nghi điều này, nhưng lo hắn còn có mưu đồ khác. Công tác trần tài của Cẩm Hồ đều được thao tác qua quỹ từ thiện Tân Thự Quang do vợ chồng Tôn Thượng Nghĩa đăng ký năm 96 ở Hong Kong, trừ 100 triệu của Cẩm Hồ, Tân Thự Quang còn quyên được thêm 100 triệu đô la Hồng Kông. Sau khi lũ rút đi, xã Tự Yến ngập trong nước hơn một tuần. Căn nhà nào còn lại cũng không thể ở được nữa, thành phố Kim Sơn quyết định nhập xã Tứ Yến vào khu công nghiệp, hơn 2 vạn người dân sẽ được xã bố trí thống nhất. Qua một thời gian thương thảo, Hoành Viễn gánh trọng trách xây dựng khu định cư cho người dân xã Tứ Yến và khu lều lán Thần Hy, tổng trị giá 400 triệu, trừ số tiền Tân Thự Quang góp ra, còn lại thành phố Kim Sơn lấy đất làm khoản bồi thường. Trương Khác tới Kim Sơn, bề ngoài là vì mua Thần Hy, nhưng chuyện đã thành định cục đâu cần y phải đích thân tới. Xây dựng ở phía bắc nhà máy giấy một thành phố hoàn toàn mới,
sau này quy mô sản xuất sẽ không ngừng tăng lên, đặc biệt xã Tứ Yến được nhập vào khu công nghiệp, đủ dựng lên một thành phố công nghiệp 20 vạn dân, chuyện này phải quy hoạch cẩn thận. Trương Chi Phi cũng chẳng coi nhẹ việc này, chưa nói cái khác, Hoành Viễn có thể thừa cơ tiến vào tỉnh Giang Nam, lần này ông gần như kéo nửa sổ nhân viên quản lý ở Hải Châu sang, nửa tháng qua tuyển đương gần 1.000 công nhân đương địa Kim Sơn. Hồ Kim Sơn vỡ để tạo thành tổn hại cực lớn, công tác trùng kiến vượt quá khả năng của bất kỳ công ty xây dựng đương địa nào, lại có Triệu Hữu Luân làm bí thư thành ủy kiêm thị trưởng hỗ trợ, Hoành Viễn tiến vào Kim Sơn không gặp chút trở ngại nào. Hứng thú lớn nhất của Trương Chi Phi ở chỗ khác. Năm nay tài chính Kim Sơn giật gấu vá vai, chỗ nào cũng cần tiền, nói là lấy ra 200 triệu đất trưng thu để làm khu định cư, nhưng số tiền này tới cái bóng cũng chẳng thấy đâu, còn cần Hoành Viễn bỏ tiền trước, chẳng biết bao giờ mới trả. 200 triệu của Tân Thự Quang đã gửi vào tài khoản của Hoành Viễn rồi mà. Cháu nghĩ số tiền này đủ ứng phó chi phí tiền kỳ chứ? Trương Khắc thắc mắc. Tiền thì không thiếu. Trương Chi Phi lắc đầu. Mấy ngày qua chú đang nghĩ, nếu Kim Sơn sau khi công trình hoàn thành mới chia đợt trả tiền, chẳng phải giống mô hình của Hoành Tín sao? Ồ, đúng là hơi giống. Trong đầu Trương Khắc xẹt qua một ý niệm, cười nói. Từ khi nào chú nói chuyện vòng vòng vèo vèo thế? Nửa ngày trời mới lộ ra khúc đuôi. Cái thằng nhóc con này, chú có cái đuôi nào mà lộ? Trương Chi Phi đưa tay lên vờ đánh. Hoành Viễn ở Hải Châu khai thông sông Sơ Cảng, xây đường, cảng, nhà định cư, v.v. Từ năm 94 tới năm 98, tài sản cố định chỉ hơn 200 triệu. Hoành Tín năm 93 tới Tân Kinh phát triển, chẳng biết tài sản bao nhiêu, nhưng hiện có đăng ký tới 1 tỷ, lại còn thành lập ngân hàng Tín Thông, đổ vào đó hơn 1 tỷ nữa. Cháu nói cái xác hội này có bất công không? Trương Khắc cười. Hoành Tín bối cảnh rất sâu, Hoành Viễn sao bì được, chẳng lẽ chú muốn phục chế mô hình vận hành của họ? Mô hình này cần cơ cấu tài chính chống lưng đằng sau, với thực lực tài chính của Hoành Viễn, tối đa chỉ có thể xây dựng 2 công trình cùng lúc, còn Hoành Tín có thể xây mấy chục công trình một lúc. Trương Chi Phi thở dài. Muốn phục chế cũng không được. Ở mô hình này, chính phủ thường chấp nhận đảm bảo công ty xây dựng có tỷ lệ lãi cao hơn. Cho dù bỏ đi chi phí huy động với bình quân lợi dòng không quá 10%, nhưng dựa vào ngân hàng hỗ trợ vốn, Hoành Tín có thể khởi động hàng chục công trình một lúc, lợi nhuận đạt tới mức kinh người. Chú động lòng rồi. Trương Khắc đứng dậy. Cháu muốn ủng hộ chú vô điều kiện, nhưng Cẩm Hồ hiện dính tới lợi ích địa phương phức tạp hơn trước nhiều, thế này, chú đem 20% cổ phần của Hoành Viễn chuyển nhượng cho thương vụ Cẩm Hồ. Hoàn toàn không vấn đề. Trương Chi Phi lại hỏi. Nhưng 20% có ít quá không? Chương 905, lợi ích chia đều. Cháu và bác Tôn, anh Diệp khi thành lập thương vụ Cẩm Hồ đã xác định một nguyên tắc, là thúc đẩy sự phát triển toàn diện của các mắt xích trong chuỗi sản nghiệp, muốn làm thành nhiều việc hơn, phải tận dụng hết mức tài chính có hạn, cho dù lợi nhuận không cao. Đối với xí nghiệp tương quan nắm 20% cổ phần là đủ. Chương khác giải thích. Ngoài ra sự phát triển của Hoành Viễn phải tuân theo lợi ích chỉnh thể của Cẩm Hồ, chú đồng ý không? Chú không biết lợi ích chỉnh thể đó là gì? Trương Chi Phi cười. Có điều chú đồng ý, chẳng lẽ cháu mà chú còn không tin sao? Chú đồng ý là được rồi. Trương Khắc vặn lưng. Xây dựng khu tái định cư là công trình đặt nền móng cho Hoành Viễn, phải làm nghiêm túc. Vậy chú điều lương quân sang. Cháu thấy nên để đại quân theo bên chú, Hoành Viễn có quy mô nhất định rồi. Người cần dùng không phải chỉ một hai người. Trương Khắc lắc đầu. Cháu bảo thương vụ Cẩm Hồ lấy danh nghĩa trái phiếu công ty, ít nhất cấp Hoành Viễn 50 triệu đô la Mỹ. Thời gian này mục tiêu chủ yếu của Hoành Viễn là nên cố gắng mua những công ty xây dựng có kinh nghiệm ở Đài Loan. Ý đồ lần này của Trương Khắc tới Kim Sơn chủ yếu là bàn chuyện xây cảng đảo Đông Sơn, không phải bàn với phía Tân Đình mà với Từ Học Bình, Lương Vĩ Pháp. Công tác cứu nạn ở Giang Nam đã qua sự hoảng loạn ban đầu. Dù công tác trùng kiến còn vất vả, nhưng ít nhất đã vào quỹ đạo, tiếp theo phải suy tính tới vấn đề phát triển. Bên Hải Châu, Tô Giật Quần bị điều đi, tới Túc Dương làm thị trưởng, nói là điều ngang chức, nhưng Túc Dương làm sao so với Hải Châu được, Tống Bồi Minh làm thị trưởng tạm quyền, coi như bước đầu giải đường cho Đường Học Khiêm rời Hải Châu. Trương Khắc hoài nghi Đường Học Khiêm chẳng cần đợi thời gian học tập ở trường đảng TW kết thúc mới xác định nhiệm vụ mới, xem đồng hồ nói. Bác Từ chắc đã về chỗ ở rồi, chú theo cùng cháu, như thế chú sẽ biết phương hướng điều chỉnh của Hoành Viễn. Khi Trương Khắc xuống lầu, nhìn thấy đám Tạ Kiếm Nam, Lâm Tuyết vừa kết thúc nói chuyện, chuẩn bị đi.
Trương Khắc nhìn Tạ Kiếm Nam một cái, chẳng nói gì chui vào xe. Thằng nhóc đó cũng chẳng còn nổi vài ngày nữa nhỉ. Trương Chi Phi vào xe nói một câu. Trương Khắc quay đầu lại nhìn, thấy Tạ Kiếm Nam đang tới bãi đỗ xe. Khó nói lắm ạ. Trương Khắc thư thai dựa vào lưng ghế làm bằng da thật, Địch Đan Thanh ngồi ở ghế trước, từ chỗ y có thể nhìn thấy gò má trắng trẻo nhu hòa của cô, cùng vành tai mềm hấp dẫn. Cẩm Hồ chưa bao giờ thiếu đối thủ, Tạ Kiếm Nam không phải là kẻ không có tài, ả nữ nhân của Tinh Điển không tầm thường, cháu hoài nghi bọn chúng có quan hệ với Nghiêm Văn Giới. Ngồi thẳng dậy đưa tay đẩy bờ vai thơm của Địch Đan Thanh, hỏi. Chị nói xem Cẩm Hồ và Hoành Tín khả năng có xung đột lợi ích gì. Trương Chi Phi nhìn xe của Tạ Kiếm Nam phòng qua, đột nhiên nghĩ ra một chuyện. Tạ gia đã chia nhà, Khoa Vương muốn tự cứu lấy thân, chỉ có cách bán cổ phần của Cẩm Thành, Tinh Điển cũng thế, liệu bọn chúng có chủ động tìm Hoành Tín hợp tác không? Phải nói là Hoành Tín nhìn chúng Cẩm Thành thì hơn. Trương Khắc trầm ngâm, tuy y chẳng hề tham tài sản của Cẩm Thành, nhưng mấy năm qua Cẩm Hồ luôn áp chế Cẩm Thành, trong mắt người ngoài ý đồ của Cẩm Hồ là nuốt chửng Cẩm Hồ, Hoành Tín cho rằng mình đoạt miệng thịt trong miệng hổ. Nên Nghiêm Văn Giới có thái độ thù địch với Trương Khắc cũng chẳng có gì lạ. Hoành Tín cũng dã tâm bừng bừng. Địch Đan Thanh không chắc lắm. Nói không chừng bọn họ có kế hoạch nào đó bị Cẩm Hồ vô tình phá hỏng. Cũng phải, Cẩm Hồ làm không ít chuyện chặn tài lộ của người khác mà. Trương Khắc mỉm cười, chẳng lo khả năng Hoành Tín sẽ trở thành đối thủ của Cẩm Hồ. Trương Khắc tới nhà Chiêu Đãi tỉnh ủy, phía bắc nhà Chiêu Đãi có căn nhà nhỏ nhắn hai tầng xây từ thời trước giải phóng. Đó là nhà tư lệnh thủ bị Kim Sơn dùng nuôi vợ bé, vợ chồng Từ Học Bình ở đó, Lương Vĩ Pháp cũng đã tới nơi. Lúc này đêm đã khuya, nhưng công việc chưa hết, Lương Vĩ Pháp chẳng còn nhớ thời gian qua mình đã lần nào ngủ trước rạng sáng chưa. Vấn đề xây cảng ở đảo Đông Sơn đã có người đề xuất từ 10 năm trước, vấn đề kỹ thuật đã được giải quyết toàn bộ, song tới nay chưa được thực thi, tất nhiên có nhiều nguyên nhân, quan trọng nhất là kinh tế Giang Nam không dựa vào cảng nước sâu nhiều, mà tài chính địa phương lại thiếu. Lần này khác trước kia là Đậu Duy Đào bí thư thành ủy Tân Đình đề xuất ý tưởng liên hợp với thương vụ Cẩm Hồ đưa vốn đầu tư nước ngoài vào tham dự xây dựng cảng. Khi đó tình hình lũ lụt cấp bách, chẳng mở cuộc họp thường ủy chuyên môn thảo luận chuyện này, nhưng Phó Thủ tướng Tằng Như Thánh tới Kim Sơn thị sát có nhắc tới. Tỉnh Giang Nam năm 97 tổng giá trị sản xuất quốc dân toàn tỉnh chưa tới 260 tỷ, đầu tư mới tăng thêm chưa tới 100 tỷ. Xây cảng ở đảo Đông Sơn riêng đầu tư cơ sở đã gần 20 tỷ. Ắt sẽ thúc đẩy đầu tư vào ngành công nghiệp nguyên vật liệu như xi măng, sắt thép. Lương Vĩ Pháp trước già không hiểu chuyện xây cảng tới tai Tằng Như Thánh từ con đường nào, nghe thấy ngoài sân có tiếng xe hơi, cùng Từ Học Bình nhìn ra ngoài, thấy Trương Khắc và Trương Chi Phi đang xuống xe. Bí thư Từ quen Trương Khắc từ bao giờ vậy? Hơn 4 năm rồi. Từ Học Bình nhớ lại. Chú nhóc này đánh cờ tốt lắm, tôi thì lâu lắm chưa có thời gian rảnh rỗi đánh cờ, e càng không đánh lại nó. Thấy hai chú cháu Trương Chi Phi đi vào cười nói. Hôm nay tới đây bàn việc gì thế? Bác và tỉnh trưởng Lương hơi mệt rồi, nói chuyện đừng vòng vo đấy. Vậy cháu báo cáo ngắn gọn với bác Từ và tỉnh trưởng Lương, kết luận của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Cẩm Hồ về tác dụng xúc tiến kinh tế khu vực Tiểu Giang đã được tỉnh trưởng Lý Viễn Hồ cơ bản đồng ý. Trương Khắc cười khi. Báo cáo kết thúc ạ, cháu xin phép về nhà khách nghỉ ngơi, không làm phiền hai vị lãnh đạo nữa. Không nghiêm túc. Có tỉnh trưởng Lương ở đây mà cháu còn nói lung tung à. Chu Thục Huệ bê trà già, cười mắng Trương Khắc. Hôm nay mà cháu không nói thấu triệt, bác Từ không ngủ được đâu ạ. Trương Khắc cười tới nhận lấy chén trà. Lương Vĩ Pháp chỉ cười không nói, ông ta cũng tiếp xúc với Trương Khắc nhiều, nhưng biết không thể so với quan hệ giữa Trương Khắc và Từ Học Bình, nhìn bọn họ thân thiết như người trong nhà là đủ hiểu rồi. Từ Học Bình nhấp một ngụm trà mới nói. Kết luận của báo cáo hôm đó không ai phủ nhận được, cháu nói cái bọn bác muốn biết đi. Trương Khắc gật đầu không đùa nữa. Nói ra cũng đơn giản, có thể khái quát bằng 8 chữ, cùng nhau tham dự, lợi ích chia đều, đó là thái độ cơ bản của phía Đông Hải. Lợi ích chia đều thì chắc chắn rồi. Lương Vĩ Pháp cũng không vòng vo. Chúng tôi mong đợi vào cùng nhau tham dự hơn. Chuyện xây dựng cảng tuyệt đối không phải là cứ có tiền là làm được ngay, cho dù có Triệu Tề Đông. Tằng Như Thánh ủng hộ cũng không phải có thể loại bỏ tất cả trở lực, trước tiên là chuyện dùng tài chính hải ngoại xây một cảng nước sâu siêu quy mô là điều chưa có tiền lệ, thứ đến cảng đảo Đông Sơn xây xong sẽ thành cạnh tranh với các cảng khác ven biển khác, chắc chắn bọn họ cả âm thầm lẫn công khai làm khó. Việc xây cảng trước tiên phải được tỉnh Đông Hải ủng hộ,
lúc này địa vị tỉnh Đông Hải trong nước hơn tỉnh Giang Nam, có tỉnh Đông Hải tham gia sẽ hóa giải nhiều lực cản, mặt khác tài chính tỉnh Đông Hải cũng dư giả. Cháu nói cụ thể hơn đi. Từ Học Bình vẫn còn cảm tình với tỉnh Đông Hải, đương nhiên không ngại chia lợi ích với tỉnh Đông Hải. Chương 906, Mỹ sắc dụ hoặc. Cùng đầu tư cùng vận hành, đó là cùng nhau tham dự trực tiếp. Đường sắt, đường bộ cao tốc, đường thủy giữa đảo Đông Sơn và Đông Hải là điều cần ưu tiên suy tính đầu tiên, cháu nghĩ chuyện này không cần có nghi vấn gì. Trương Khắc trình bày. Nói tới trọng điểm, thì xây xong đảo sẽ ra sao là quan trọng nhất, hạch tâm lợi ích là phát triển quần thể sản nghiệp gần cảng, như công nghiệp nặng, như đóng sửa tàu. Tỉnh Đông Hải hy vọng tập đoàn sắt thép Liên hợp Đông Hải cùng tập đoàn nghề thuyền Dương Phổ có thể mua công ty sắt thép Đông Sơn, xưởng đóng thuyền Đông Sơn. Tỉnh trưởng Lương có biết hai xí nghiệp này không? Lương Vĩ Pháp gật đầu. Đó đều là hai xí nghiệp quốc hữu thuộc Tần Đình, mua lại hai xí nghiệp này có thể đảm bảo sắt thép Liên hợp Đông Hải và nghiệp thuyền Dương Phổ được ưu tiên phát triển ở Tân Đình, mà hai ngành nghề sắt thép, đóng tàu cũng dựa vào cảng nước sâu rất nhiều. Đúng thế. Tương lai tập đoàn sắt thép sẽ dựa vào quặng sắt hải ngoại rất nhiều, nhà máy di chuyển tới gần bến cảng, mỗi tấn thép vận chuyển ít nhất giảm được 200-300 đồng, sản lượng hàng năm của tập đoàn sắt thép là 300 vạn tấn, chỉ riêng giá vận chuyển giảm được 700-800 triệu rồi, lợi nhuận năm ngoái còn chưa tới chừng đó. Đây là chuyện tốt. Lương Vĩ Pháp ngẫm nghĩ. Sắt thép Đông Hải và nghiệp thuyền Dương Phổ sẽ đem trọng điểm phát triển ở Tân Đình, chúng tôi có gì mà từ chối chứ? Cũng phải. Trương Khắc cười, nói ra điểm mấu chốt. Cẩm Hồ sẽ đầu tư vào sắt thép Đông Hải và nghiệp thuyền Dương Phổ trước khi mua hai xí nghiệp ở Tân Đình. Lương Vĩ Pháp kinh ngạc, Từ Học Bình lắc đầu cười. Cháu nói nửa ngày trời về lợi ích chia đều, nói cho cùng là tính toán làm sao Cẩm Hồ được chia đều lợi ích chứ gì. Thì đương nhiên ạ, không thể tốn công nửa ngày trời mà không được lợi chút nào, dù sao mục đích của Cẩm Hồ là lợi nhuận mà. Trương Khắc mặt dày nói. Đó gọi là cuối bản đồ thấy chủy thủ, Trương Khắc dùng bộ mặt cười cợt nói ra hai điều kiện Cẩm Hồ tham dự xây dựng cảng mới hiểu mục tiêu chủ yếu của y ở Tân Đình chứ không phải là Kim Sơn. Từ Học Bình lắc đầu cười, Lương Vĩ Pháp thở dài, tỏ thái độ. Chỉ cần hợp lý hợp pháp thì tỉnh sẽ ủng hộ. Bất kể thế nào Cẩm Hồ chỉ lợi dụng quy tắc thương nghiệp hợp lý tiến hành thẩm thấu, không thể nói là hoàn toàn là vốn dân doanh, chuyện ngành nghiệp cơ sở mở rộng cửa với nguồn vốn phi quốc hữu là đại thế. Tỉnh Giang Nam đừng nói hiện là đống đổ nát, dù trước lũ lụt cũng chẳng thể từ chối đề nghị của Trương Khắc. Lợi ích chủ yếu được quyết định, khung hợp tác được hình thành, tiếp theo có thể bàn chi tiết hơn. Từ nhà Từ Học Bình đi ra thì trời đã tờ mờ sáng, chân trời đã nổi lên màu trắng như bụng cá. May mà Lương Vĩ Pháp còn chưa biết cháu định bước chân vào ngành nghiệp xây dựng cảng. Trương Chi Phi ngồi vào xe, nói. Nếu không chẳng biết bọn họ sẽ dùng nụ cười thế nào tiễn chúng ta đi. Cũng may, cũng may. Trương Khắc nhe răng cười. Đây chỉ là bước đầu tiên trong cuộc vạn lý trường chinh, chẳng dễ dàng như thế, có điều chuyện này chúng ta nhất định phải tác thành. Mai cháu đi gặp ba Tiểu Thanh, chú có thời gian đi với cháu không? Đi, dù sao bên này cũng sẽ giao cho người khác mà. Kiếm một cái quán bên đường, ăn sáng xong Trương Chi Phi ra công trường, Trương Khắc về nhà khách, cả đêm không ngủ cũng không thấy buồn ngủ chút nào, ngồi trước cửa sổ Bảo Địch Đan Thanh pha hộ cốc cà phê. Chị mau đi ngủ bù đi, nữ nhân quá mệt dễ già. Trương Khắc nhận lấy cốc cà phê, nói. 28 tuổi rồi, mắt có nếp nhăn cũng chẳng lạ. Địch Đan Thanh cười. Có lẽ ngủ qua một đêm là nó xuất hiện chưa biết chừng. Trương Khắc ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt sáng như ánh trăng của Địch Đan Thanh, lúc này mặt trời mới mọc, nhìn trên gò má cô như phủ lớp lông tơ màu ánh kim, chỉ thấy một vẻ đẹp chói lòa, không hề thấy có nếp nhăn mờ nào. Chị cúi đầu xuống cho tôi xem nào. Địch Đan Thanh hơi cúi người xuống, còn không quên đưa tay giữ cổ áo, Trương Khắc nhìn khóe mắt cô trơn bóng trắng mịn, đâu giống vẻ sắp có nếp nhăn, đưa một ngón tay khẽ miết qua khóe mắt cô. Làm gì có, đừng soi gương lúc cười, tôi cười soi gương cũng có nếp nhăn, khi cười quá đắc ý còn có nếp nhăn ở trán cơ. Chiếc bàn thủy tinh ba chân, Địch Đan Thanh cúi xuống cho Trương Khắc nhìn tay trống lên bàn, Trương Khắc đưa tay ra sờ lên mắt cô. Động tác thân mật bất ngờ của y làm tim cô đập thót một cái, tay ghì mạnh lên bàn, làm chiếc bàn nghiêng đi, phản ứng đầu tiên của Trương Khắc không phải đỡ lấy cô, mà cầm lấy cốc cà phê nóng trên bàn. Cả người Địch Đan Thanh ngã vào lòng Trương Khắc, chiếc bàn lắc lư mấy cái nhưng không đổ. Sau cái đêm bị Trương Khắc dùng ngón tay kích thích, bề ngoài ai cũng làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra,
nhưng quan hệ trở nên ám muội. Lúc Trương Khắc mệt mỏi, Địch Đan thanh thân là trợ lý xoa bóp cho y cũng không hề gì, chỉ thế thôi cũng làm tâm tư hết sức mẫn cảm rồi, nói gì cả người ngã vào lòng y như thế này, Trương Khắc tay cầm cốc cà phê nóng, cũng không dám nhúc nhích. Địch Đan thanh chống bụng Trương Khắc đứng dậy, đỏ mặt nói. Không ngờ cậu còn có cơ bụng. Vậy cô có cơ bụng không? Trương Khắc đặt cốc cà phê xuống, tuy cơ thể hai người chỉ tiếp xúc thoáng chốc lại cách mấy lớp vải, nhưng kích thích tâm lý mạnh hơn nhiều tiếp xúc cơ thể. Tôi làm gì có cơ bụng? Địch Đan thanh cảm thấy đối thoại thế này thật ngu xuẩn, nhưng vẫn cứ trả lời, còn đưa tay đặt lên bụng ấn vào. Cậu nhìn mà xem. Trương Khắc nuốt nước bọt. Vậy cho tôi sờ thử nhé. Địch Đan thanh không từ chối, nhìn Trương Khắc đặt ba ngón tay đặt lên chiếc bụng mềm của mình, tâm hồn sao động, nghĩ liệu y có đưa tay sờ chỗ khác không? Đúng lúc này di động rung lên, Địch Đan thanh giật mình rụt người lại, nhìn giống như chủ động tránh ngón tay Trương Khắc, thấy y thu tay về, lòng nuối tiếc, liệu y có cho rằng là mình từ chối không? Địch Đan thanh do dự một lúc, tiếng chuông di động vang lên, đành sang một bên nhận điện thoại, là điện thoại của Trương Mai, phó sử trưởng ban tổng hợp văn phòng thành ủy Tân Đình. Trương Mai là nữ nhân lẳng lơ tới tận xương tủy, trong điện thoại nói với Địch Đan thanh, bí thư thành ủy Đậu Duy Đào và phó thị trưởng thường vụ Đào Thư Nghệ hiện sắp xuất phát từ Tân Đinh, ước chừng 10 giờ sẽ tới Kim Sơn, hỏi buổi trưa có thể mời Trương Khắc ăn cơm cùng không? Địch Đan thanh thầm oán hận, người còn chưa tới nơi, gọi điện làm cái gì? Thấy Trương Khắc cầm cốc cà phê lên nhìn ra cửa sổ, báo với y một tiếng, Trương Khắc nói. Được, báo với cả chú tôi một tiếng. Địch Đan thanh xác nhận lại với Trương Mai rồi cúp điện thoại. Tâm tư ám muội như thủy triều lên xuống vậy, lúc lên nó ào ào xô hết mọi thứ, lúc rút nó cũng kéo theo tất cả, vừa rồi Trương Khắc chạm vào cơ thể, tim mềm nhũn ra, Địch Đan thanh thậm chí dám ám thị Trương Khắc tiến thêm một bước. Nhưng cú điện thoại cắt ngang, ý nghĩ đó cũng rút đi, không có tiếp xúc cơ thể làm mê muội, liền nghĩ tên này có nhiều nữ nhân như thế, mình mà cùng y lên giường, liệu còn ở bên y được không, nói với Trương Khắc mệt, rồi về phòng ngủ bù. Chỉ là về phòng rồi sao có thể ngủ ngay được, Địch Đan thanh xả một bồn nước đầy, thư thái ngâm mình trong đó, gọi điện cho Vệ Lan, quân huấn của Đại học Đông Hải đã tiến hành một nửa, nữ sinh mặc dù lịch trình nhẹ hơn, nhưng cũng rất mệt mỏi, nghe Vệ Lan oán trách một hồi, cơ thể ngâm trong nước ấm rất thoải mái, mệt mỏi theo đó ập tới, định chợp mắt lại một chút, ai ngờ mau chóng thiếp đi. Chương 907, cảm lạnh. Bị tiếng gõ cửa đánh thức, cả người Địch Đan thanh trượt vào nước lạnh. Luống cuống đứng dậy, cầm di động xem giờ, đã là 12 giờ trưa rồi, Mã Hải Long ở ngoài hành lang nói. Người ở Tân Đình đã tới một tiếng rồi, trợ lý Địch có ăn cơm cùng họ không? À, tôi tới ngay, tới ngay. Địch Đan thanh vội vàng lấy khăn tăm lau khô tóc, nước trong bồn tắm đã lạnh ngắt rồi, ở Kim Sơn tuy đang mùa thu mát mẻ, mấy ngày qua nhiệt độ không cao, giữa trưa cũng chỉ 20 độ, cơ thể vốn mệt mỏi, bị nước lạnh ngâm nửa ngày, cảm giác đầu nặng chân nhẹ. Địch Đan thanh biết mình bị cảm rồi, nhưng không còn thời gian đi mua thuốc, chả lẽ bảo Trương Khắc, Trương Chi Phi và người ở Tân Đình ở bàn ăn đợi mình. Trương Khắc cả đêm không ngủ, tinh thần vẫn sáng láng, thấy Địch Đan thanh sắc mặt hơi nhợt nhạt, bảo cô ngồi xuống bên cạnh. Sắc mặt chỉ kém lắm, hay là nghỉ thêm đi. Ngủ quên ở trong bồn tắm. Địch Đan thanh ghé vào tai Trương Khắc nói nhỏ một câu, rồi mỉm cười gật đầu với những người còn lại. Để mọi người đợi lâu rồi. Thấy Đậu Duy Đào vẫn mang cô gái tên Cao Tình bên cạnh, thầm nghĩ đám người này vẫn định dùng cạm bẫy sắc dục với Trương Khắc sao. Bọn chúng không biết Cẩm Hồ có mưu cầu lợi ích rất sâu trong việc xây cảng, cái cạm bẫy dụ dỗ này coi như tặng miễn phí rồi, chẳng biết tên nhóc ấy có kháng cự nổi không. Địch Đan thanh sớm nhìn ra Trương Khắc là tên đa tình tham sắc, mặc dù năng lực tự khống chế hơi mạnh một chút, với nữ nhân cũng rất tôn trọng, nhưng sao kháng cự nổi dụ hoặc liên tục. Lại nghĩ, sáng nay mình có tính là dụ hoặc mỹ sắc với y không? Từ hạ tuần tháng 6 tới thượng tuần tháng 9, tư bản người Hoa Indo chuyển rời tới Hải Châu, Huệ Sơn, kiến nghiệp đã có quy mô gần 3 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù tổ chức quan sát quốc tế tính toán quy mô này có thể đạt tới 30 tỷ đô la Mỹ, nhưng 1/10 số đó chuyển tới một địa khu, vẫn là con số rất khủng bố. Đậu Duy Đào và tuyệt đại đa số người trong nước giống nhau. Đều không hiểu vì sao Cẩm Hồ được sự tín nhiệm của người Hoa Indo, nhưng sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ với nguồn vốn người Hoa Indo là không cần phải nghi ngờ. Khó khăn lớn nhất của việc xây dựng cảng là tài chính, không có tiền, một bụng đầy hoài bão chính trị của Đậu Duy Đào không thể thực hiện,
khi ông ta nhận ra có thể mượn trận gió đông tư bản người Hoa Indo rút đi, trong lòng kích động khỏi nghĩ cũng biết. Đậu Duy Đào không biết cuộc rút lui này tới bao giờ sẽ dừng, chính cục Indo không thể cứ rung chuyển mãi, thời gian qua ông ta bị dày vò giữa kích động và lo lắng, nhưng ông ta không có tư cách thúc giục Cẩm Hồ, hơn nữa chuyện xây dựng càng liên quan tới rất nhiều phương diện, đương nhiên cũng lo đây chỉ là khói mù Cẩm Hồ tung ra, chuyện này không phải chưa có tiền lệ. Cho tới tận khi TW an bài Từ Học Bình làm bí thư tỉnh ủy thì Đậu Duy Đào mới yên tâm, lập tức điều tinh binh mãnh tướng, tạo thành tiểu tổ lãnh đạo công tác xây dựng cảng đảo Đông Sơn, do Phó Thị trưởng Thường vụ Đào Thư Nghệ chủ quản công tác cụ thể. Có điều Tân Đình nỗ lực một mình mà không có Cẩm Hồ phối hợp cũng uổng công vô ích, đợi Cẩm Hồ chính thức đưa việc xây dựng cảng vào lịch trình, ông ta tức tốc kéo quân tới Kim Sơn, hy vọng hai bên lập tức phối hợp công tác đi vào giai đoạn vận hành thực chất. Trương Khắc cũng không vòng vo làm gì, chuyện Cẩm Hồ đầu tư mua lại xưởng đóng tàu Đông Sơn và sắt thép Đông Sơn đã được Lương Vĩ Pháp gật đầu rồi, Đậu Duy Đào có lý nào từ chối. Trương Khắc còn nói rõ ràng với Đậu Duy Đào, phương hướng kinh doanh của Hoành Viễn cũng điều chỉnh sang hướng xây dựng kiến thiết công trình cảng, trước khi chuyện xây cảng chính thức khởi công, Hoành Viễn có thể điều chỉnh tới mức nào, còn cần chính phủ Giang Nam và Tân Đinh hỗ trợ. Đậu Duy Đào đồng ý ngay, lòng thầm nghĩ. Cẩm Hồ muốn kiếm được lợi ích nhiều nhất có thể trong việc xây dựng cảng ở Đôn Sơn đây mà. Nghĩ vậy nên ít nhiều coi thường Trương Khắc, đương nhiên thế càng tốt, thương nhiên đầu tư phải lấy. Trương Khắc chẳng bận tâm đám Đậu Duy Đào nghĩ cái gì, xây cảng ở đảo Đông Sơn chỉ là bước đi đầu tiên của Cẩm Hồ, Hoành Viễn cũng không thể gánh vác được trọng trách xây dựng chủ yếu được, nhưng có thể dựa vào nó để trưởng thành. Trong chuỗi sản nghiệp thương vụ Cẩm Hồ khống chế có một công ty xây dựng công trình có kinh nghiệm phong phú là chuyện trăm lợi mà không hại gì. Diệp Kiến Bân tới chiều mới ngồi máy bay từ Hong Kong tới Kim Sơn, đi cùng hắn còn có giám đốc cao cấp của Hải vận Nam Dương là Hướng Hoa Đào và nhân viên theo cùng. Là tập đoàn vận chuyển trên biển cỡ lớn, tham gia vào xây dựng cửa cảng là chuyện bình thường, Hải vận Nam Dương cũng không ngoại lệ, bọn họ tích lũy được kha khá kinh nghiệm ở phương diện đầu tư xây dựng cảng. Chỉ có điều chưa tham gia xây dựng một bến cảng nước sâu siêu quy mô hoàn toàn mới. Sau khi Diệp Kiến Bân, Hướng Hoa Đào tới Kim Sơn, Trương Khắc đưa bọn họ tới gặp Lương Vĩ Pháp, Đậu Duy Đào, chuyện xây dựng cảng đảo Đông Sơn coi như chính thức được đặt lên mặt bàn. Địch Đan Thanh ngâm nước lạnh suốt cả một buổi sáng, bị cảm, người cứ như đi trên mây, Trương Khắc bảo cô đi nghỉ ngơi, cô không đồng ý, cả đống tư liệu nằm trong đầu cô, mà Trương Khắc lại quen ỉ lại vào cô rồi, sao nghỉ ngơi cho được. Suốt cả một ngày liên tục tiếp xúc thương lượng căng thẳng, sau bữa tối thành ủy báo cáo công tác chuẩn bị xây cảng với thường ủy tỉnh, Địch Đan Thanh vẫn cùng Trương Khắc tham gia, trong quá trình đó có uống thuốc, nhưng không nghỉ ngơi, nên uống thuốc cũng không phát huy được tác dụng. Cầm cự tới 10 giờ tối, Trương Khắc thấy sắc mặt cô quá kém rồi, không tham gia lịch trình tiếp theo nữa, cùng Địch Đan Thanh về khách sạn nghỉ ngơi, hơn nữa y cũng thấy uể oải rồi, cần phải nghỉ ngơi. Nhưng đầu óc vận chuyển suốt một ngày. Không phải cứ nói nghỉ là nghỉ ngay được, ngồi trong xe, áp mặt vào cửa kính mát lạnh, cảm giác dễ chịu hơn một chút, Địch Đan Thanh nhìn qua cửa sổ, thấy có người ngồi dưới cột đèn, người mặc chiếc áo vải trắng vẽ hình bát quái, là thầy tướng số đầy dẫy các ngóc ngách thành phố, quay sang bảo Trương Khắc. Xuống xe cho thoáng khí nhé. Tôi còn chưa đưa chị đi dạo phố, thời gian qua chị vất vả nhiều rồi, thế nào cũng phải toại nguyện chị một lần. Trương Khắc bảo lái xe dừng lại. Chỉ được toại nguyện một lần sao? Địch Đan Thanh cười duyên, giọng nói có chút ý vị tình nhân nũng nịu. Sớm biết như thế không nên tùy tiện lãng phí như vậy rồi. Trương Khắc cười, còn chưa kịp nói gì thì Địch Đan Thanh đã xuống xe trước. Nơi này cách khách sạn không xa, Mã Hải Long và các nhân viên công tác ngồi xuống lề đường hút thuốc. Trương Khắc cùng Địch Đan Thanh đi ngược lại, tới bàn xem bói kia, Địch Đan Thanh hỏi. Cậu có tin cái này không? Tôi phải nói sao đây? Trương Khắc tất nhiên không tin, nếu rảnh rỗi nghe thầy tướng số ba hoa một hồi cũng vui, song không thể nói trước mặt người ta được. Vậy nghe một lần cũng được. Địch Đan Thanh cười, rất ôn nhu dịu dàng, chẳng thể liên hệ với dáng vẻ kiên cường quả quyết thường ngày của cô, nhưng càng dễ làn trái tim nam nhân chao đảo, thêm vào khuôn mặt hơi xanh xao, cánh môi khô nhợt nhạt, không nam nhân nào có thể từ chối cô lúc này. Thầy tướng số là một người trung niên, đưa chiếc ghế gấp cho Địch Đan Thanh ngồi. Trương Khắc thì ngồi xổm bên cạnh, nhìn trên tấm vài toàn văn tự khó hiểu, thấy thầy tướng số cầm tay Địch Đan Thanh xem rất chăm chú, thầm nghĩ lão già này liệu có thừa cơ sàm sỡ cô ấy không nhỉ, nghe hai bọn họ hỏi đáp nghiêm túc, cười hỏi. Làm sao chúng tôi tin lời ông được đây? Chương 908,
nốt ruồi nửa thân dưới. Cậu có tin hay không không quan trọng, người coi tướng mệnh tin là được. Thầy tướng số dùng ngữ khí thần bí nói, mắt chẳng nhìn Trương Khác một cái, tiếp tục nói với Địch Đan Thanh. Nửa thân dưới của cô có nốt ruồi, cái nốt ruồi này không phải người thân mật nhất tuyệt đối không nhìn thấy, tôi nói có đúng không? Mẹ, bố láo, ai chẳng có nốt ruồi trên người, Trương Khác ngứa mồm xen vào. Nửa người dưới của tôi cũng có nốt ruồi, cái nốt ruồi này không phải người thân mật nhất tuyệt đối không nhìn thấy được, ông nói chúng rồi đấy. Đừng quấy rối. Địch Đan Thanh quay sang mắng nhẹ, giọng êm hết sức. Trương Khác ngơ ngẩn, chưa bao giờ được nghe Địch Đan Thanh nói chuyện với ngữ khí như thế, nhìn mặt cô hơi nhợt nhạt, mang vẻ đẹp yếu mềm hết sức, ánh mắt nhìn thầy tướng số chăm chú, thầm nghĩ, chẳng lẽ cô ấy có nốt ruồi phải người thân mật nhất mới thấy. Nó ở đây chỉ, nếu nó ở chỗ riêng tư đó thì đi tắm ở nhà tắm công cộng người khác cũng thấy được mà. Cho dù trong lòng không tin, nhưng ngồi xuống nghe thầy tướng số làm nhảm thì quá nửa cũng xảy ra chuyện, Trương Khác thấy hôm nay Địch Đan Thanh yếu đuối khác thường. Không biết gần đây cô gặp phải chuyện gì, có lẽ trong nhà cô ấy có biến cố. Thầy tướng số không hỏi nhiều, chỉ nhìn tướng đoán mệnh nói những câu đại loại như nửa đời đầu của Địch Đan Thanh gặp gành nhiều hoạn nạn, Địch Đan Thanh lại hỏi cuộc đời cô về sau sẽ ra sao, thầy tướng số chỉ thở dài lắc đầu. Cô sẽ gặp được quý nhân, nhưng quý nhân này chẳng giúp cô cởi bỏ được tâm kết nửa sau cuộc đời. Trương Khác lấy trong visa 10 đồng trả cho thầy tướng số, cùng Địch Đan Thanh sóng vai đi về khách sạn. Tôi không nên ở bên quấy rối, nếu không cô thế nào cũng được nghe một vài câu tốt đẹp. Trương Khác thấy Địch Đan Thanh tâm tình sa sút, cười giải tỏa cho cô. Đương nhiên là tôi không tin. Địch Đan Thanh cười có hơi miễn cưỡng. Khi tâm tình tốt, nghe thầy tướng số nói thế có lẽ đỡ hơn, họ dựa vào quan sát mặt người ta kiếm sống mà lại. Nghĩ người khác phải nhìn sắc mặt mình, mà mình không cần nhìn sắc mặt người khác, tâm tình thế nào cũng dễ chịu hơn. Vậy tôi có cần quan sát đoán ý chị không? Trương Khác đẩy cửa để Địch Đan Thanh vào đại sảnh khách sạn, đám Mã Hải Long không theo sát bên cạnh, đều về phòng nghỉ trước rồi. Không cần đâu, thầy tướng số không phải nói cậu là quý nhân của tôi sao? Địch Đan Thanh vỗ trán, thở dài. Hôm nay tôi làm sao thế nhỉ, toàn nói lung tung, tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa. Chị thả lỏng đi, nếu xảy ra chuyện gì cũng có thể nói với tôi. Trương Khác nắm hai bờ vai mềm của Địch Đan Thanh, đẩy nhẹ cô vào phòng. Tôi đi lấy thuốc cho chị uống, uống thuốc xong ngủ một giấc, ngày mai tỉnh lại sẽ khỏe thôi. Đưa cô ngồi xuống ghế sofa, đi lấy thuốc, nước ấm, đưa cho cô, cười nói. Tôi lại thích chị như thế này, có thể chiếu cô cho chị, thường ngày cứ cảm giác chị không cần ai quan tâm, nữ nhân khiến người ta thấy quá kiên cường không hay lắm. Thật à, đôi mắt đẹp của Địch Đan Thanh lim dim khép hờ. Đột nhiên nói một câu bản thân cô cũng giật mình. Cậu đút cho tôi. Trương Khác cười nhẹ. Chị há mồm ra nào. Địch Đan Thanh nhìn ngón tay Trương Khác kẹp viên thuốc đặt bên môi, bất giác há miệng ra, cảm giác ngón tay y chạm vào môi mình, tâm hồn rung rinh, uống ngụm nước, nhưng thuốc dính ở cổ không trôi xuống được, phải uống mấy ngụm nước liền, miệng đắng nghét, nhíu mày lại. Tôi ghét uống thuốc lắm, toàn không nuốt được, làm miệng đắng rất lâu. Lúc này Địch Đan Thanh mới cúi xuống cởi giày, đầu hơi choáng váng, phải dừng lại một chút. Tôi giúp chị nhé. Địch Đan Thanh không cảm thấy có chút ý muốn từ chối nào, đưa chân duỗi về phía Trương Khác, nhìn y quỳ xuống, nắm lấy gót chân, nhẹ nhàng cởi giày cao gót đặt qua một bên, động tác hết sức ôn nhu chu đáo, như có mật ngọt thấm đẫm trái tim. Địch Đan Thanh nghĩ, để y cởi luôn tất vậy, nên không rút chân về. Trương Khác ngẩng đầu lên nhìn Địch Đan Thanh. Khuôn mặt kiều diễm vô song phơn phớt áng hồng, có lẽ vì cảm, có lẽ vì nguyên nhân khác, đôi mắt tỏa ra ánh sáng mê ly, không có vẻ gì muốn bảo y ngừng lại. Đưa tay vào dưới mép váy của Địch Đan Thanh, chạm vào da thịt trơn mịn kinh người của cô, làm tâm hồn chao đảo, tay run run sờ tới bên mép tất, nhẹ lách ngón tay vào trong tất, từ từ kéo xuống, chậm rất chậm, kiềm chế lắm mới không đưa tay sờ lên trên, bàn chân rất đẹp, nắm nhẹ lấy nó, hơi lành lạnh. Trương Khác hít sâu một hơi đặt chiếc tất lụa màu đen được cởi xuống sang một bên ghế sofa, chiếc chân nhỏ nhắn xinh xinh như tác phẩm điêu khắc công phu nhất, Địch Đan Thanh ngồi dựa vào ghế mép váy đen hất lên, nhịp thở Trương Khác tăng vọt, đầu không kìm được một ý nghĩ, liệu cô ấy có mặc quần lót màu đen không nhỉ? Tà niệm một khi sinh ra là không thể kiềm lại, Trương Khác chuyển sang nắm lấy chiếc chân còn lại, do y đang quỳ nên dễ dàng nhìn thấy chiếc quần lót của cô màu tím, chẳng phải do đầu óc xấu xa chỉ huy không? Trương Khác như nhìn thấy mấy sợi lông quăn thỏ ra ngoài mép quần lót.
Nhưng cho dù trong lòng bị vẻ đẹp tuyệt mỹ yếu mềm của địch Đan Thanh đánh động, cho dù hạ thân bị lửa dục thiêu đốt, nhưng không muốn lợi dụng lúc cô tinh thần sa sút yêu cầu gì, như thế thành không đủ chân thành săn sóc rồi. Tất được cởi ra hết, địch Đan Thanh co chân lại ngồi trên ghế sofa, trong lòng có cảm giác êm dịu lan tỏa. Mấy ngày trước tôi nhận được điện thoại trong nhà. Trương Khác nhìn khuôn mặt địch Đan Thanh không có vẻ bi thương đặc biệt lắm, chắc trong nhà không xảy ra việc gì, nhưng khóe mặt hơi ướt, chẳng hiểu đầu óc nghĩ gì, ngồi xuống ôm chân cô đặt lên đùi mình. 10 năm rồi, mỗi năm tôi về nhà ăn Tết đều vô cùng cẩn thận sợ sệt, chẳng biết ba tôi tức giận cầm chén bát ném cho lúc nào, tính tôi giống ba tôi, người ta tính cách này dù chịu thua thiệt lớn cũng chẳng quay đầu. Địch Đan Thanh hai tay ôm mặt, giọng nhẹ như nói trong cơn mơ. Mấy năm qua, người nhà, thân thích, hàng xóm tới xin xỏ tôi giúp đỡ không ít, nhưng sau lưng chẳng mấy ai nói câu nào tốt đẹp, có khi còn ác độc hơn cả tưởng tượng. Ba tôi vì thế mà không thèm qua lại với bọn họ nữa, đương nhiên càng không muốn nhìn đứa con gái làm ông mất mặt. Đột nhiên hôm trước gọi điện tới. Giọt nước mắt từ khẽ ngón tay cô chảy ra, giọng cô nghẹn lại. Chẳng có chuyện gì, chỉ nói mẹ tôi uống thuốc cái chân bị viêm khớp đỡ hơn rồi, còn lên đê đi dạo. Trên đê có người đoán số, mẹ tôi liền nhờ coi cho tôi, nói là nửa đời đầu tôi gập ghềnh, nửa sau hưởng phúc, tóm lại toàn là lời tốt đẹp, hơn ông thầy lúc nãy nhiều. Địch Đan Thanh nói tới đó im lặng, Trương Khác không lên tiếng, biết cô còn chưa nói hết. Chỉ thế thôi, nói chuyện chưa tới 3 phút, tôi chẳng biết nói gì cứ ngơ ngẩn để ba tôi cúp điện thoại, cậu nói xem ba tôi liệu có nghĩ tôi có bất mãn gì không, tôi luôn muốn nói chuyện này ra, nếu không để trong lòng rất khó chịu. Đúng là không có gì, một chuyện nhỏ, nhưng nó giống như một cọng cỏ đặt lên con lừa mệt mỏi đang gắng gượng chống đỡ, làm nó ngã quỵ, không biết cô ấy phải gánh chịu áp lực thế nào suốt bao năm qua. Trương Khắc nhẹ nhàng tách bàn tay của địch Đan Thanh ra, một giọt nước mắt long lanh đọng trên gò má trơn bóng, hàng mi dài ướt mềm càng thêm muôn phần quyến rũ, ôm lấy mặt cô, hôn nhẹ lên má, hút lấy giọt nước mắt ấy. Hơi mặn, nước mắt đương nhiên là mặt rồi. Địch Đan Thanh bật cười. Ba tôi còn nói tôi cuối cùng cũng vào được một đơn vị chính quy rồi, ông ấy không biết cậu là một tên khốn kiếp. Khốn kiếp? Từ, khốn kiếp, cuối cùng cực nhỏ, nếu chẳng phải Trương Khác đang áp môi hôn lên má cô đã chẳng nghe thấy. Hơi thở đầy vị nữ nhân thành thục phả vào trên mặt làm Trương Khác mỗi lúc một mê đắm ngất ngây, cởi cặp tóc để suối tóc dài suôn mềm óng ả xóa xuống, tung bay theo làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, vòng tay ôm eo cô, nhắm mắt lại ghé mặt vào chiếc cổ ngọc ngà của nàng. Chỉ cảm thấy hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát như hoa lan len lỏi vào mũi. Vừa rồi thấy tướng số có nói nửa dưới người chỉ có nốt ruồi phải người thân mật nhất mới có thể thấy được, có thật vậy không? Cậu muốn xem à? Địch Đan Thanh đặt tay lên vai Trương Khác, cảm giác được hơi thở mỗi lúc một nóng bỏng của y phả lên mặt mang theo sợi tơ tình dục một lúc một đậm, thẽ thọt nói. Chỉ hôm nay thôi nhé, coi như tôi bệnh nặng nằm mơ, qua hôm nay coi như chưa chuyện gì xảy ra được không? Trương Khác bế địch Đan Thanh lên, cơ thể cô trông đầy đặn, thành thục, gợi cảm nhưng chẳng nặng chút nào, đặt cô ngồi lên đùi mình, bốn mắt nhìn nhau, đưa tay lên vuốt gò má non mịn, nhìn đôi môi kiều diễm đầy ham muốn, từ từ áp môi tới, trong miệng lập tức cảm nhận tinh tế được mùi vị thơm ngát giống như bánh kem, tách hàm răng cô ra, mút lấy chiếc lưỡi thơm cực trơn mềm. Địch Đan Thanh cứng người mất một giây, làm Trương Khác không kìm được suy nghĩ, cô ấy rất lâu rồi chưa hôn ai thì phải. Địch Đan Thanh ban đầu có chút lóng ngóng, dần dần được Trương Khác dẫn dắt bắt đầu biết hưởng ứng lại, mỗi lúc một nhiệt tình, đồng thời nhích người ra để đôi tay Trương Khác chui vào y phục, nắm lấy bầu vú lớn của cô nghịch ngợm. Trương Khác bế Địch Đan Thanh vào phòng ngủ, lướt tay lên bờ vai tròn trịa của Địch Đan Thanh, dùng hai ngón tay móc quai váy chậm rãi kéo xuống, cơ thể cô hoàn toàn phơi bày trước mắt, Trương Khác nín thở nhìn cô gái xinh đẹp chỉ còn chiếc quần lót tím che thân. Đôi mắt mê man tỏa ánh sáng dụ hoặc. Làn da trắng mịn màng như tơ lụa, đẹp một cách hoa lệ, Địch Đan Thanh xấu hổ đưa hai tay lên che ngực, nhưng chính vì thế, đôi bầu vú đầy đặn cao vút không cách nào che chắn hết được đó vì bị đè ép xuống, mà khiến cho cặp vú trắng nõn lộ khỏi khe hở của cánh tay, tạo nên một lực hấp dẫn đến mê người. Trương Khác đưa tay vuốt ve cặp đùi vừa tròn vừa dài lại trơn mịn, khẽ vỗ lên người giai nhân, bảo cô quay người lại. Địch Đan Thanh nhìn Trương Khác đầy cảnh giác, sống trong loại hoàn cảnh đó. Cô biết nhiều chuyện nam nữ, không ngờ lần đầu tiên tên chết tiệt này chẳng thương hương tiếc ngọc, muốn người ta bày ra tư thế xấu hổ chết người đó sao? Sao thế, không phải muốn cho tôi nhìn nốt ruồi ở nửa dưới người sao? Trương Khác ghé vào tai Địch Đan Thanh hỏi nhỏ.
Trong lòng Địch Đan Thanh trào dâng thẹn thùng vô hạn, hận không thể chui vào cơ thể y, ôm lấy đầu vai Trương Khác, áp mặt vào lồng ngực nghe tiếng tim đập thình thịch của y, Lý Nhi nói. Ở đằng sau cũng không nhìn thấy đâu. Trương Khác đưa tay ra cởi quần lót của Địch Đan Thanh, cô nhỏng mông lên phối hợp với y, Trương Khác trượt người xuống muốn nhìn nốt ruồi đó, Địch Đan Thanh ôm chặt lấy lưng y, nhất quyết không cho y nhìn chỗ riêng tư của mình, hai tay chẳng còn sắc, lấy chân kẹp lấy mông y, nhưng làm hạ thể Trương Khác càng thoải mái áp vào giữa hai đùi cô. Địch Đan Thanh lúc này mới nhận ra cơ thể mình ướt tới mức nào, chiếc gậy chắc khỏe tiến vào dễ dàng lấp đầy khoảng trống cuộc đời cô, làm chút u ẩn lẩn khuất dưới đầy lòng biến mất hết. Hai chân hai tay Địch Đan Thanh cuốn chặt lấy Trương Khác như con bạch tuộc, như hận cái khúc cây kia không mọc rễ trong cơ thể mình, để hai người từ nay mãi gắn liền với nhau, để cảm giác mỹ diệu này mãi mãi không tan đi, cảm giác này khiến cô thấy rất an tâm, phảng phất trong lòng trống rỗng không phải lo lắng điều gì.